Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 54. Anh Tần, bây giờ phải làm sao đây? Hay là chúng ta báo cảnh sát? Mộc Tâm Lan cũng bối rối, một cô gái như cô đã bao giờ gặp chuyện lớn như vậy đâu, bây giờ em trai bị đánh cho lên bờ xuống ruộng như thế này, cái gọi là anh em xương máu đều là giả tạo hết, Mộc Tiểu Lộ sáng mắt ra rồi, chỉ biết khóc thôi. Nhưng là một người chị, Mộc Tâm Lan vẫn mềm lòng, nhưng có thể làm gì được chứ? Cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm mà thôi. Yên tâm đi, có anh ở đây, để anh đi xem thử. Tần Lâm nói, Mộc Tâm Lan và Dương Quế Hoa đỡ Mộc Tiểu Lộ đi vào. Con bà nó, xem ra chưa no đòn đúng không? Còn tìm người tới cơ đấy, ha ha ha, thú vị thật. Vương Lập Bắc ưỡn ngực đứng dậy, hứng thú nhìn bọn họ. Ai đánh? Tần Lâm lạnh lùng nói. Ông đây đánh, làm sao? Mày cũng muốn thử à? Hừ hừ, loại nhỏ con như mày tao chấp 10 thằng. Vương Lập Bắc hống hách, nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm, vô cùng ngang ngược, 7 anh em đằng sau cậu ta đâu có vô dụng. Mày không đi hỏi xem đây là nơi nào, dám đến chỗ tao đòi xe, ăn gan hùm rồi phải không? Nhìn cho kỹ này, giấy trắng mực đen, chữ ký và dấu vân tay của cậu ta, tao có giấy tờ đàng hoàng, muốn đến đây ăn vạ à, còn non lắm. Vương Lập Bắc tự tin nói. Bây giờ thì mau biến đi, tao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn xe à? Cũng được thôi, 5 triệu, giá thị trường cả, vừa rồi tao ra giá 4 triệu rưỡi mà cậu ta không biết điều, trách ai bây giờ? Lũ khốn nạn, dám đánh con trai tao ra nông nỗi này, tao phải liều mạng với chúng mày. Dương Quế Hoa xông lên, Vương Lập Bắc đạp bà ta ngã lăn ra đất. Bà già, tôi thấy các người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Để tôi xem ai dám bước lên đây một bước. Vương Lập Bắc nói xong, 7 tên đằng sau nhấc đao lên đứng sau Vương Lập Bắc, vẻ mặt hung dữ. Anh Tần, chúng ta báo cảnh sát đi. Mộc Tâm Lan sợ tái mặt, một bên đỡ mẹ một bên đỡ em trai. Tần Lâm chau mày, nhìn Vương Lập Bắc. Tôi cho cậu một con đường, đưa 2 triệu tiền viện phí, chìa khóa xe, quỳ xuống dập đầu 100 cái, ngoài ra cậu không có lựa chọn khác. Vương Lập Bắc ngây người. Quay đầu lại nhìn mấy anh em đằng sau, ôm bụng cười. Cái lùm mía, thằng này bị điên rồi sao? Lại còn không biết điều, đòi tiền viện phí. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Vương Lập Bắc cười khẩy, vọt tới, tay nắm cây đao, xông đến chém Tần Lâm. Cẩn thận! Mộc Tâm Lan hét lên, Tần Lâm không khách khí, cướp lấy cây đao, quay người bước sang, huýt một cái vào ngực Vương Lập Bắc khiến cậu ta lùi lại mấy mét, phun ngụm máu tươi. Tao, khốn nạn. Vương Lập Bắc giãy giụa một lúc mới lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại rất khó coi, cơ thể cũng yếu ớt, cái huyết đó Tần Lâm chỉ dùng 3 phần lực, nếu dùng toàn lực thì sẽ chết ngay tại chỗ rồi. Còn ngây ra đó làm gì, lên đi. Vương Lập Bắc tức giận giống lên, 7 tên kia cũng cầm đao xông đến chỗ Tần Lâm, Mộc Tâm Lan sợ tái mặt. Dù gì trong tay còn họ cũng có vũ khí, 7 người lên cùng lúc, Tần Lâm thế nào cũng bị thương. Nhưng tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh. Cơ thể lóe lên một cái, xuất chiêu một cái là 3 tên kia ngã lăn ra đất, quay người lại chém đứt ngón tay của 4 tên còn lại, động tác nhanh như tia chớp, từng tiếng kêu thất thanh, toàn thân phát lạnh, chiêu thức của Tần Lâm như dòng điện, liên tục và mạnh mẽ, 7 người đều gục ngã, mất năng lực chiến đấu. A, những tiếng kêu thất thanh không ngừng vang lên. Mày muốn làm gì? Vương Lập Bắc lùi về sau theo bản năng. Rồi ngã nhào xuống đất, không thở được. Tôi muốn gì, cái này cậu phải rõ hơn tôi chứ. Tần Lâm cười híp mắt, nở một nụ cười đầy hứng thú, đối với Vương Lập Bắc thì nụ cười này không khác gì nụ cười của ác quỷ. Mày đừng qua đây. Vương Lập Bắc trầm giọng nói, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Các cậu đối xử với em vợ tôi thế này, cậu nói xem tôi phải đối xử với các cậu thế nào. Tần Lâm hứng thú nói. Vương Lập Bắc căm tức nhìn Tần Lâm. Mày còn qua đây tao sẽ gọi người đến đó, đây là địa bàn của ông, mày cứ đợi đó cho tao. Vương Lập Bắc hung hãn nói. Được rồi, để chúng tôi xem thử, ai mới là người mạnh hơn. Mộc Tiểu Lộ nghiến răng nghiến lợi nói, có Tần Lâm ở đây, cậu ta cũng lên mặt, có người chống lưng liền lật mặt ngay. Thằng chó kia, mày muốn chết thì hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện, bây giờ tao sẽ gọi điện cho anh Cương. Bảo anh Cương đến dạy dỗ mày, để xem mày có lên mặt được hay không. Vương Lập Bắc mạnh miệng, ánh mắt âm u.
Đi con mẹ mày. Mục Tiểu Lộ xông tới đạp cho Vương Lập Bắc một cái. Mày giỏi lắm cơ mà. Tìm người đến cơ mà, tao đạp chết cha mày, đạp chết cha mày. Mục Tiểu Lộ phi đến đạp cho Vương Lập Bắc mấy phát, sắc mặt âm u, tức giận, vì Vương Lập Bắc đã lừa dối tình cảm của cậu ta. Uổng công tao coi mày là anh em, mày lại dám lừa tao, còn muốn chiếm đoạt xe của tao, thằng chó. Thằng chó. Mục Tiểu Lộ đấm đá túi bụi, Vương Lập Bắc ôm đầu chạy bán sống bán chết, nhưng sau khi bị Tần Lâm đánh cho một trận, hắn trở lên vô cùng hèn mọn, cho dù đối mặt với Mục Tiểu Lộ cũng không dám đánh trả, cứ để cho Mục Tiểu Lộ đánh tơi bời. Vương Lập Bắc chật vật bấm điện thoại, trốn trong góc run rẩy, Mục Tiểu Lộ đánh mấy cái thì thở hồng hộc, dù gì vừa nãy cậu ta cũng bị đánh một trận nhớ đời. Cậu ta vẫn còn gọi điện thoại kìa, anh rể, hôm nay anh phải cho nó một bài học để cậu ta biết sự lợi hại của chúng ta. Khuôn mặt Mục Tiểu Lộ dữ tợn, vừa rồi bị đám người này đánh không thương tiếc, bây giờ cuối cùng cũng trả thì được rồi, bây giờ cậu ta phải thể hiện bản thân một chút. Bây giờ là cơ hội tốt để Mục Tiểu Lộ ra tay. Anh rể lợi hại như vậy, cậu ta lại đứng yên một chỗ thì sao được? Tiểu Lộ, đủ rồi đó, em đừng gây chuyện nữa. Mục Tâm Lan trầm giọng nói. Em biết rồi chị, chuyện này cũng không thể trách em được, là bọn họ gây chuyện trước, hơn nữa em cũng bị đánh như thế này rồi chị không thương xót sao? Chị còn không thương em bằng anh rể đó. Mục Tiểu Lộ khó chịu nói. Đúng rồi, Tần Lâm, cậu phải dạy dỗ bọn chúng một trận. Để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, em bị đánh như thế này, người có lỗi là bọn họ. Dương Quế Hoa cũng không tha cho bọn họ, bây giờ bà ta đổ hết trách nhiệm cho người khác rồi, giống như con trai bà ta trong sạch lắm vậy. Nếu không phải con trai cưng hay gây chuyện của bà ta thì mọi chuyện có ra nông nỗi này hay không? Tần Lâm nhìn Mục Tâm Lan một cái, chẳng thèm so đo với Mục Tiểu Lộ, nhưng chuyện Mục Tiểu Lộ bị đánh là sự thật, báo thù là chuyện đương nhiên. Còn muốn cuốm luôn cả chiếc xe của anh, đùa nhau sao? Nếu Mục Tiểu Lộ đã muốn chơi thì anh cũng sẽ chơi cùng cậu ta. Mục Tâm Lan cũng đành chịu, mẹ cô cũng chẳng phải dạng vừa, cùng một ruột với em trai cô cả, chẳng có chút dáng vẻ của người mẹ nào. Mục Tiểu Lộ, cứ chờ đấy, xem ai mới là người cười đến cùng. Vương Lập Bắc trầm giọng nói, khóe miệng nhếch lên, Mục Tiểu Lộ đánh đập cậu ta tàn nhẫn như vậy, cậu ta sẽ trả lại gấp nhiều lần. Chưa đến 5 phút sau, hơn 100 người xuất hiện ở cửa, cảnh tượng này lập tức khiến Mục Tiểu Lộ sợ tè ra quần. Đây gọi là người đông thế mạnh. Chính là như vậy, đông người đương nhiên sẽ khiến người ta sợ hãi, đối mặt với hàng trăm người bao vây, sắc mặt Mục Tiểu Lộ bỗng tái nhợt, tay chân tê hết cả lên, thậm chí còn không ngừng run rẩy, đây chẳng phải là đang muốn lấy mạng cậu ta sao? Nhiều người như vậy, mỗi người chỉ cần nhổ một bãi nước bọt thì cũng đủ để dìm chết bọn họ mất. Bây giờ phải làm sao đây? Anh rể, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mục Tiểu Lộ nắm lấy cánh tay Tần Lâm, kích động nói, cậu ta không muốn bị đánh thêm lần nữa, đến lúc đó sẽ mất hết mặt mũi, lỡ không may gãy tay gãy chân thì sẽ không cưới được vợ đâu. Bây giờ biết sợ rồi à? Hối hận rồi, ha ha ha, mau lên, quỳ xuống dập đầu cho tao, có khi tao sẽ tha cho mày đấy. Vương Lập Bắc cười ha ha nói, đã thay đổi vẻ mặt suy sụp lúc nãy. Anh Cương quả thực rất ngầu, mới đó mà đã đến rồi. Tiểu Bắc à, có chuyện gì thế? Có người gây rối ở địa bàn chúng ta sao? Thân hình Ngụy Cương gầy gò, trên mặt còn có một vết sẹo, trông vô cùng tàn nhẫn. Hắn lạnh lùng nhìn về phía đám người Tần Lâm và Mục Tiểu Lộ với ánh mắt độc tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn không mau quỳ xuống. Vương Lập Bắc trầm giọng quát. Mục Tâm Lan và Dương Quế Hoa run như cầy sấy, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, nhiều người vây quanh như thế này thật là đáng sợ quá đi. Mặc dù Mục Tâm Lan biết Tần Lâm rất lợi hại, nhưng dù sao thì người đông thế mạnh, chưa chắc anh có thể cầm cự nổi, hơn nữa trong tay chúng đều có vũ khí, nếu như đánh nhau thì bọn họ sẽ chịu thiệt mất. Anh rể, anh mau nghĩ cách đi, làm gì bây giờ? Mục Tiểu Lộ nói nhỏ. Không còn cách nào khác. Binh đến thì tướng đánh, nước đến thì đất chặn thôi. Bọn họ có nhiều người như vậy, cậu có đánh thắng được không? Tần Lâm hỏi. Mục Tiểu Lộ sợ đến mức chân mềm nhũn ra, đông người như vậy, e rằng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Xin lỗi, Lập Bắc, mình sai rồi. Mục Tiểu Lộ lập tức quỳ xuống trước mặt đám người Vương Lập Bắc và Ngụy Cương với ánh mắt khuất nhục,
Cảnh tượng này làm cho Tần Lâm cảm thấy dở khóc dở cười, thái độ ngang ngược lúc nãy của cậu đi đâu rồi? Bây giờ chỉ vừa nhìn thấy đông người liền rén như vậy à? Sao mày không ngon nữa đi, biết đây là ai không? Đây là anh Cương của đường Ngũ Mã, chắc mày chưa từng nghe qua đâu nhỉ? Là số một ở tỉnh lỵ này đấy. Ban đầu một mình anh ấy tung hoành bốn phương, ngay cả nhân vật như chị Hồng cũng biết đến anh Cương. Người ngoài gọi là cơn lốc nhỏ của Giang Nam, mày hỏi xem cả cái tỉnh lỵ này có ai mà không biết chứ? Vương Lập Bắc chỉ vào Ngụy Cương bên cạnh rồi nói với vẻ kiêu ngạo khiến cho người ta phải hít thở không thông. Mục Tiểu Lộ kinh hãi đến bất động, ánh mắt xa sầm xuống, bây giờ đã quỳ trước mặt người ta rồi, giống hệt như một con chó chết vậy, nên thôi cứ mặc. Đều là hư danh cả thôi, không đáng nhắc, không đáng nhắc. Nhưng đối phó với mấy đứa chói gà không chặt này thì không tốn sức lắm đâu, Lập Bắc à, không ngờ hai tên này lại có thể gây khó khăn cho cậu đấy, cậu thật sự làm cho tôi không biết phải nói gì đây. Ngụy Cương cười nói, nếu như lúc trước không phải Vương Lập Bắc hứa đưa cho hắn 1 triệu thì hắn cũng sẽ không đem nhiều người như vậy đến đây làm gì. 1 triệu. Đây không phải là một số tiền nhỏ, nếu như là Vương Lập Bắc trước kia chắc chắn sẽ không có, cậu ta chỉ là một tên đầu đường xó chợ, cùng lắm cũng chỉ là một tên đàn em dưới trướng Ngụy Cương mà thôi, nhưng lần này cậu ta phát tài rồi, đã lừa được chiếc Mercedes-Benz của Mục Tiểu Lộ, chỉ cần bán chiếc xe đó đi thì cậu ta sẽ trở thành phú ông trong phút chốc, cho dù có là ông chủ ngày trước thì cũng phải nghe theo lệnh cậu ta. Dù sao thì cũng không có ai chống lại được sức mạnh đồng tiền, ngay cả Ngụy Cương cũng như thế, dưới trướng hắn còn có biết bao nhiêu đàn em cần phản ăn uống, vậy nên 1 triệu đối với hắn mà nói chỉ là một con số lớn mà thôi. Lúc trước Vương Lập Bắc chỉ là một tên tép siêu mà thôi, nói một phát liền bung hẳn 1 triệu, chẳng lẽ cậu ta phát đạt rồi à? He he he, nếu không thì em cũng đâu cần phiền anh Cương đến giúp. Đây cũng không phải loại tầm thường đâu, lần này coi như em nhờ anh Cương làm chủ vậy. Vương Lập Bắc cười nói, 1 triệu này hoàn toàn xứng đáng, anh Cương không chỉ đích thân ra tay, mà còn đem cả 100 người đến, bây giờ thì không ai có thể thoát được rồi. Yên tâm đi, có tôi ở đây, xem còn ai dám ra mặt nào, thực lực của tôi không phải cậu không biết, bao nhiêu anh em ở đây như thế thì sao lại đứng nhìn cậu khổ sở được. Hừm, Ngụy Cương bình tĩnh nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang đám người Tần Lâm, đám tép siêu này mà cũng làm cho bọn bây khổ sở à, đúng là không có chút tiền đồ nào. Anh Cương nói vậy là em yên tâm rồi. Vương Lập Bắc giơ ngón cái tỏ ý với Ngụy Cương. Ngụy Cương nhìn sang đám người Tần Lâm, bây giờ Mục Tiểu Lộ đã quỳ xuống rồi, chỉ còn mỗi bọn họ mà thôi. Các người cũng quỳ xuống cho tôi, đừng có ở đây giả câm giả điếc nữa, mau dập đầu xin lỗi anh em tôi, còn phải bồi thường nữa, coi như chuyện nay xong, nếu như không nghe lời thì nhìn mấy người bên ngoài xem, rồi quyết định có đồng ý hay không. Ngụy Cương vẫn hết sức điềm tĩnh. Anh rể, anh mau quỳ xuống đi, đừng để liên lụy đến tôi, chỉ cần anh quỳ xuống cúi đầu nhận sai, bọn họ sẽ tha cho chúng ta thôi, anh mau lên. Mục Tiểu Lộ trầm giọng nói, mặt mày ủ rũ bực bội. Đúng thế Tần Lâm, cậu mau quỳ xuống đi, cậu không đấu lại được nhiều người vậy đâu, cậu xem bản thân mình đi, đã không làm được gì lại còn giả vờ. Bây giờ người ta kéo đến đông như vậy, ngay cả mở miệng cũng không dám rồi sao? Cậu thấy bản thân có giống một tên vô dụng không, cậu đừng có làm liên lụy đến hai mẹ con chúng tôi. Dương Quế Hoa nói xong liền quỳ xuống trước mặt Ngụy Cương, giống hệt như Mục Tiểu Lộ vậy. Hai mẹ con nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười, đây gọi là người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bọn họ mới chính là người Tuấn Kiệt thật sự. Mẹ, mẹ đúng là tấm gương để con noi theo, biết tiến biết lùi. Mục Tiểu Lộ rất khâm phục mẹ mình, đàn ông thì có thể vừa nhu vừa cương được. Nhưng mẹ cậu ta đã từng này tuổi vẫn có thể biết tiến biết lùi như thế, đây đúng là tấm gương để cậu ta noi theo. Đương nhiên rồi, con cho rằng mẹ sống bao năm qua vô ích như vậy sao? Phải biết lúc nào nên nhu nên cương chứ. Tình hình bây giờ chúng ta không thể đấu lại bọn họ được, chỉ cần chúng ta chịu nhịn thì bọn họ sẽ tha cho chúng ta. Dương Quế Hoa nói với vẻ tự tin. Con nhỏ ngu ngốc này, còn ngây ra đó làm gì? Mau quỳ xuống. Mày đừng có làm liên lụy em đấy, Tần Lâm đã không biết điều rồi, mày còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với ông chủ của người ta đi. Dương Quế Hoa trầm giọng nói. Mọi người nhìn xem, đây mới là người hiểu chuyện này, cho dù có ngoan cố thì được bao lâu chứ? Đến cuối cùng vẫn phải quỳ xuống xin lỗi mà thôi, không phải sao? Vương Lập Bắc cười khẩy.
Mẹ làm gì thế? Mẹ quỳ xuống làm gì? Mộc Tâm Lan nghiến răng. Khốn nạn, nếu như tao không quỳ xuống thì em mày phải làm sao? Bọn họ đông người như thế, sẽ đánh chết em mày mất, chúng ta lạ nước lạ cái, còn người ta lại là dân bản địa, vậy nên vẫn phải quỳ nhận sai thôi. Dương Quế Hoa tức giận quát, sau đó nhìn sang phía con gái với vẻ hận không thể ép được nó. Cậu nhìn cái gì, Tần Lâm, tôi nói nó không nói cậu sao? Mau quỳ xuống cúi đầu nhận sai đi, cậu là cái thá gì? Chuyện này chẳng phải do cậu mà ra sao? Nếu như không phải do cậu thì Tiểu Lộ nhà chúng tôi cũng đâu đến mức này chứ? Nếu như không do cậu thì chúng tôi cũng sẽ không phải quỳ ở đây, bây giờ thì cậu hay rồi, lại làm ra vẻ không có chuyện gì, cậu không thấy có lỗi với chúng tôi ư? Không thấy có lỗi với Tâm Lan à? Không có lửa làm sao có khói, cậu hiểu chưa hả? Người trẻ tuổi phải biết điều một chút, bây giờ thì hay rồi, người ta đến chặn chúng tôi lại đây này, còn đợi cái gì nữa mà không mau quỳ xuống? Dương Quế Hoa chỉ vào Tần Lâm rồi nói, sau đó quay sang quỳ lạy Ngụy Cương. Anh Cương, em không quen anh ta, đều tại anh ta cả, cứ bắt em phải đến đòi xe, em không phải là người ra tay trước. Người lớn các anh không trách kẻ tiểu nhân làm gì, em lại anh tha cho em. Bịch, bịch, bịch. Không chỉ có Dương Quế Hoa mà ngay cả Mộc Tiểu Lộ cũng quỳ xuống lại. Cảnh tượng này thật sự làm cho Tần Lâm sững sờ, Dương Quế Hoa này quả thật là người thức thời, sợ rằng sẽ đắc tội người ta nên đã bán cái sang anh, hơn nữa còn thoái thác hết trách nhiệm lên người Tần Lâm, mặt cũng dày quá rồi đó. Tần Lâm và Mộc Tâm Lan đưa mắt nhìn nhau, Mộc Tâm Lan chỉ đành dở khóc dở cười. Người mẹ này của mình cũng đỉnh quá rồi đấy, đã vậy em trai lại coi mẹ mình làm gương, hai người cùng nhau quỳ xuống, chẳng phải là quá hèn rồi sao? Lại còn dùng từ hoa mỹ cho lắm vào, nào là người biết thức thời? Người biết thức thời là quỳ lạy người ta à? Mẹ, mẹ mau đứng dậy đi, mẹ làm gì thế? Từng này tuổi rồi, sao lại không biết tự tôn chứ? Mộc Tâm Lan cảm thấy như bị Dương Quế Hoa làm cho mất hết mặt mũi. Anh Tần con đang đứng đây kia mà, không những phụ lòng tốt của anh Tần mà còn đổ hết trách nhiệm cho người ta, chỉ vì muốn để cho bản thân mình trong sạch. Mày đừng kéo tao, bọn bây là thứ không biết điều, Mộc Tâm Lan, mày mau quỳ xuống đi, chúng ta phải tự mình biết mình, nếu như mày còn không chịu tỉnh ngộ thì kết cục sẽ còn thảm hơn nữa đấy. Con gái ngoan của tôi ơi, mau quỳ xuống đi, đừng làm liên lụy em có được không? Dương Quế Hoa nói với vẻ thành khẩn. Đúng vậy đấy chị. Không thể dựa vào tên Tần Lâm này được, nếu không thì chúng ta cũng đâu đến mức như thế này, bây giờ chị lại còn đứng về phe anh ta à, chẳng lẽ chị vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Mục Tiểu Lộ nói lý nhí, bày ra vẻ khinh thường, bà chị này cũng quá không biết điều rồi, đừng có để liên lụy đến tôi đấy. Ha ha ha, đúng là trời sinh làm tôi tớ mà, hai người mau lại tôi đi. Vương Lập Bắc cười chế giễu. Tôi lại ngay đây. Mộc Tiểu Lộ không còn chút khí thế nào, Mộc Tâm Lan nhìn thấy liền tức xanh mặt, hai mẹ con nha này đúng là nên đem trưng bày cho rồi. Tần Lâm không ngừng lắc đầu, không ngờ hai mẹ con nhà này lại quỳ lạy Vương Lập Bắc và Ngụy Cương, đúng là trò cười mà, ánh còn cảm thấy có chút khinh thường nữa kia. Ha ha ha, rác rưởi, một đám rác rưởi. Chỉ có người mẹ rác rưởi mới sinh ra được đứa con trai rác rưởi như thế này. Tôi chưa từng gặp qua người mẹ nào chịu nghe lời như vậy. Mà cũng tốt, đỡ tốn công. Ngụy Cương và Vương Lập Bắc nhìn nhau cười. Thằng nhóc, hai đứa bây vẫn chưa chịu tỉnh à, xem ra ông phải cho bọn bây một trận mới được. Ánh mắt Ngụy Cương đanh lại, sắc mặt dần trở nên u ám, mặc dù Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa đã quỳ trên mặt đất, vậy mà Mộc Tâm Lan và Tần Lâm vẫn chưa quỳ sao? Vậy sao, tao cũng muốn xem thử mày làm thế nào đấy, chỉ dựa vào đám rác rưởi bọn mày ư, tao khinh đến nỗi chẳng buồn động tay đây này. Tần Lâm lắc đầu. Chán sống rồi à Tần Lâm, anh mau quỳ xuống đi, chúng tôi không muốn bị liên lụy đâu. Mộc Tiểu Lộ gào lên. Mộc Tiểu Lộ, em có còn nhân tính không? Chuyện này đều do em mà ra, bây giờ em lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh Tần à, em có biết xấu hổ không hả? Hơn nữa xe anh Tần cũng bị thế chấp rồi, bây giờ em còn dám ở đây nói bóng nói gió sao? Sao em lại là một con người đáng ghê tởm như vậy chứ? Chị bị em làm cho mất sạch mặt mũi rồi đấy. Mộc Tâm Lan thật sự đã quá thất vọng với thằng em trai Mộc Tiểu Lộ này. Mày khôn nhà dại chợ à, mày đừng quên là mày họ Mộc đấy. Mộc Tâm Lan ơi là Mộc Tâm Lan, mày không quan tâm đến sống chết của em mày đã đành,
bây giờ lại còn đứng về phe Tần Lâm, mày ngu quá đi trời ơi. Dương Quế Hoa chỉ trỏ vào Mộc Tâm Lan. Đúng thế, đều là do mẹ Triều cả, nếu không Triều từ nhỏ thì chị ấy cũng không thành ra như vậy, chị ấy sẽ đứng về phía chúng ta chứ không phải bênh vực người ngoài. Mộc Tiểu Lộ cười khẩy. Hai, đều tại mẹ cả, đều do mẹ, là tại mẹ Triều hư nó. Đúng là con gái lớn không giữ được quả không sai chút nào, Mộc Tâm Lan, mày vẫn chưa được gả đi mà bây giờ đã bênh vực người ngoài rồi, có thấy mất mặt không hả, mày có coi mẹ mày ra gì không? Mộc Tâm Lan hoàn toàn đuối lý trước hai mẹ con nhà này, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu, lại còn đổ hết trách nhiệm lên người khác, nói trắng ra là bọn họ sợ đám người Ngụy Cương, vì muốn bảo vệ bản thân nên mới làm như vậy. Hai người có lương tâm không hả? Anh Tần vì chuyện của hai người nên mới phải đối đầu với bọn họ đó, bây giờ hai người lại muốn bán đứng anh Tần à, lại còn nói cái gì mà con gái lớn không giữ được. Mộc Tâm Lan nhả từng câu từng chữ, chất vấn hai người họ. Đó là do con ngây thơ, con cho rằng cậu ta là vì em con sao, vì con sao. Cậu ta chỉ vì xe của cậu ta mà thôi, cậu ta sợ xe của cậu ta sẽ bị người khác lừa mất, em con không được lái xe cậu ta sao. Con xem cậu ta lo sốt vó như thế nào kìa, hứ, loại đàn ông như vậy đúng là nhỏ nhen. Dương Quế Hoa bĩu môi nói, ánh mắt lạnh lùng, bà ta căn bản còn không thèm nhìn Tần Lâm. Ha ha ha, Tần Lâm cười phá lên, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Dương Quế Hoa này mỗi khi gặp chuyện đều phủi bỏ tất cả trách nhiệm, lại còn già mồm át lẽ phải, hoàn toàn không phân biệt được đúng sai. Loại người làm mẹ như thế này sinh ra được một cô con gái thông thái hiểu chuyện như Mộc Tâm Lan thì đúng là chuyện hoang đường, việc đó còn khó tin hơn cả chúng lô tô. Mẹ đúng là vô lý mà. Mộc Tâm Lan không còn từ gì để nói với mẹ cô cả, bởi vì có nói như thế nào thì bà ta cũng không thể phân biệt được đúng sai. Còn phải nói, chỉ có người ngốc như chị mới bị anh ta lừa, tại sao nhà họ Mộc lại có một người ngu ngốc như chị chứ? Mộc Tiểu Lộ quỳ trên mặt đất cười nhạo, còn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trên thực tế cậu ta lại vô cùng nhục nhã, nhát như thỏ đế, chỉ có võ mồm là giỏi, tất cả đều hiện rõ trên người cậu ta. Anh Tần, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Đều tại em. Mộc Tâm Lan nhờ Tần Lâm đóng giả bạn trai cô, nhưng hoàn toàn không thể ngờ mẹ và em trai lại làm cô mất hết thể diện như vậy, bây giờ còn giá họa cho Tần Lâm, cho nên trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận. Sao lại trách cô được, đâu phải do cô gây ra, bọn họ căn bản còn không thèm để ý đến tôi, vậy thì tôi đành dẫn một mình cô đi vậy. Tần Lâm cười nói, mày còn muốn đi à, mày mơ giấc ngàn thu đi, người đâu, hôm nay tao sẽ cho mày đi vào bằng hai chân rồi bỏ ra ngoài. Ngụy Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Không quỳ à, vậy thì mày chết hộ tao cái. Vương Lập Bắc nghiến răng nghiến lợi, lúc nãy Tần Lâm đánh bọn chúng thảm như thế. Đương nhiên cậu ta sẽ rất hận Tần Lâm, hận không thể lột ra lóc xương anh. Nhìn thấy bọn họ cắn xé tàn sát lẫn nhau, mẹ vợ em vợ đều đẩy Tần Lâm vào hố lửa, Ngụy Cương và Vương Lập Bắc đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Nếu đã muốn ra oai ở tỉnh lỵ thì chắc là biết chị Hồng chứ. Tần Lâm nói, ai lại không biết chị Hồng chứ? Ban đầu tao còn đi theo chị Hồng một khoảng thời gian kia mà. Ngụy Cương nói với vẻ tự hào. Chắc mày không định nói mày quen chị Hồng đấy chứ? Ha 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 ha. Vương Lập Bắc cười lớn. Chị Hồng là nhân vật lớn trong thế giới ngầm ở tỉnh lỵ, ai lại không biết chứ? Cho dù có giả vờ cũng phải vừa vừa thôi. Mày quen biết chị Hồng thì tao cũng quen chị Hồng đấy, sao nào? Muốn kêu chị Hồng chống lưng à? Tao thấy mày mơ tưởng hão huyền quá rồi đó, mày nghĩ mày là ai, có biết tự lượng sức mình không? Ngụy Cương lắc đầu, hoàn toàn xem thường Tần Lâm. Loại người này mà cũng quen biết chị Hồng ư. Đùa à, ngay cả bản thân còn chưa nghe qua tên anh ta. Thế này đi, tao gọi điện cho Lôi Hồng, chắc mày nghe ra giọng cô ấy chứ. Tần Lâm nói. Gọi ngay cho tao, ha ha, tao muốn xem thử mày quen biết chị Hồng như thế nào. Ngụy Cương chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Tần Lâm gọi vào số Lôi Hồng, nhưng lần này cô lại không bắt máy. Ha ha ha, sao thế? Lộ tẩy rồi à? Chẳng phải là mày quen biết chị Hồng sao? Tại sao chị Hồng lại không nghe máy thế? Còn muốn gài tao ư? Thằng nhóc mày cũng còn non và xanh lắm. Lôi Hồng không nhấc máy, có lẽ là đang bận chuyện gì đó, nhưng đối với Ngụy Cương và Vương Lập Bắc mà nói thì Tần Lâm rõ ràng đang nói dối,
sao anh lại có thể quen biết chị Hồng được? Chị Hồng là ai chứ, anh xứng sao? Tần Lâm, bây giờ đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn giả vờ, tôi xem thử anh giả vờ được bao lâu nữa đây, anh thì biết ai chứ? Lập Bác, chuyện này chắc không liên quan đến quan hệ của tụi mình đâu nhỉ? Xe là của anh ta, nếu như không phải anh ta muốn đòi lại xe thì tôi cũng sẽ không tìm đến đây, đa ầm đều tại anh ta cả. Mục Tiểu Lộ trầm giọng, nghiến răng nói. Mục Tiểu Lộ, em có biết xấu hổ không hả, đúng là đồ cặn bã. Mục Tâm Lan tức giận trừng mắt nhìn Mục Tiểu Lộ, khuôn mặt xinh đẹp của cô đanh lại, có ơn sẽ trả có oán sẽ báo, tại sao cô lại có đứa em như thế này chứ? Vì để bảo vệ bản thân mà hạ giọng quỳ lại người ta, còn bán đứng cả Tần Lâm, sao nó lại làm như vậy được chứ? Làm việc vô liêm sỉ mà vẫn tỏ ra đường đường chính chính như vậy à? Yên tâm đi, không ai trong số các người thoát được đâu. Vương Lập Bắc trầm giọng nói. Mục Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa như sụp đổ, cả người trở nên tuyệt vọng, sao lại như thế được, chẳng phải chúng tôi đã quỳ lại rồi sao? Tại sao lại không tha cho chúng tôi? Lúc nãy đá tao vui lắm mà, làm sao tao có thể bỏ qua được, Mục Tiểu Lộ, tao ghét nhất cái loại lươn lẹo như mày, vậy nên mày nhất định phải bị trừng phạt, không một ai trong số các người được thoát cả. Vương Lập Bắc hô tay, ánh mắt như thiêu đốt, lộ nụ cười âm hiểm, điều này càng làm cho Mục Tiểu Lộ thêm sợ hãi. Các người không thể nói lời không giữ lời được, đều do Tần Lâm cả, các người không thể xả giận lên con trai tôi được, nếu như không vì Tần Lâm thì con trai tôi cũng sẽ không đến đây đâu, chẳng qua chỉ là một chiếc xe rách thôi mà. Chúng tôi không cần nữa là được chứ gì, không cần nữa. Dương Quế Hoa khóc lóc om sòm, vừa nghe thấy Vương Lập Bắc định trở mặt, bà ta liền cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ quỳ lạy rồi mà vẫn không được ư? Không cần, các người nói không cần là không cần à, mấy người nghĩ trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Mấy anh em của tao đều bị Tần Lâm đánh cả rồi, tiền thuốc thang ai lo đây? Còn cả chi phí bồi thường và chi phí tổn thất tinh thần. Bây giờ tao cho mày một cơ hội nữa, Tần Lâm, tụi tao có tổng cộng 8 người, mỗi người 1 triệu, 8 triệu tất cả, ok không? Mua được cả Mercedes-Benz phiên bản Brabus thì chắc không thiếu 8 triệu đâu nhỉ. Bây giờ mày muốn sống hay chết, bản thân tự mình xem xét đi. Vương Lập Bắc lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Đây là cơ hội duy nhất của mày, đừng trách tao không nhắc trước, đã lựa chọn rồi thì không còn đường quay đầu đâu. Các người mau tranh thủ cơ hội đi, nếu không bọn tao sẽ đánh gãy hết xương các người rồi vứt ra ngoài. Mục Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa đứng ngồi không yên, mặt xanh như tàu lá chuối. Tần Lâm, mau lên, đưa tiền đi, mau lên, nếu không chúng ta sẽ toi đấy. Dương Quế Hoa vội vàng nói. Đúng thế, Tần Lâm anh mau móc tiền ra đi, còn ngây ra đó làm gì? Chẳng qua chỉ là 8 triệu thôi mà, chẳng phải anh nói chiếc xe đó 4-5 triệu à, chẳng lẽ anh không có 8 triệu sao? Mục Tiểu Lộ sốt ruột nói, bây giờ là cơ hội duy nhất, cậu ta nhất định phải nắm chắc nó. 8 triệu. Em có biết 8 triệu lớn như thế nào không? Em có biết người ta cả đời cũng chưa chắc kiếm được con số đó không? Cho dù có 10 đời thì em cũng không thể kiếm được 8 triệu đó. Mục Tiểu Lộ, em điên rồi hả? Mục Tâm Lan quát lên. 8 triệu, các người định ăn cướp đấy à? Các người cho rằng người ta sẽ lấy ra số tiền đó sao? Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề thì không phải là vấn đề. Nếu như cậu muốn cưới con gái tôi, chắc cậu cũng không đến mức không muốn ói tiền ra đấy chứ. Tần Lâm, bây giờ là lúc để cậu thể hiện đấy, mau lấy tiền ra đi, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Sắc mặt Dương Quế Hoa đã dịu đi ít nhiều, nếu như đưa tiền thì bọn họ sẽ không phải chịu tội nữa. Cậu có ý gì thế, Tần Lâm, đừng nói cậu không muốn móc tiền ra đấy nhé. Dương Quế Hoa nhìn sang, Tần Lâm vẫn điềm tĩnh đứng ngay đó, như thể anh đang xem mình là người ngoài cuộc. Tần Lâm, anh có còn là con người không, chị của tôi một lòng một dạ với anh. Lúc này rồi mà anh vẫn giận dỗi chúng tôi sao, vì để bảo vệ anh mà anh lại không nỡ bỏ ra 8 triệu ư. Nếu như không có tiền thì chúng ta sẽ toang mất. Chị thấy chưa hả, anh ta là loại người như thế nào, chắc không cần em nói nữa rồi nhỉ. Chị nhìn cái kiểu keo kiệt bủn xỉn của anh ta kia kìa, chị chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt anh ta cả, bây giờ chị vẫn còn muốn bảo vệ anh ta ư. Loại người này trong mắt chỉ có tiền, em đã nói rồi. Anh ta chẳng đáng để chị giao phó cả cuộc đời đâu. Mục Tiểu Lộ nói với ý sâu xa, cậu ta đang muốn dạy dỗ chị mình một bài học. Bốp! Mục Tâm Lan lại tát cậu ta thêm cái nữa.
Mẹ, chị lại đánh con kìa. Hu hu hu, mẹ dạy dỗ chị đi. Xem con nói có sai không chứ. Con không sai. Mục Tiểu Lộ thút thít. Mày cút đi cho tao, bây giờ mày vẫn chưa chịu rõ sao. Tên khốn kiếp này không hề quan tâm ba mẹ con chúng ta, cậu ta không có tiền ư. Chiếc xe mấy triệu còn mua được, chắc chắn là đại gia rồi, chẳng qua chỉ là không muốn moi tiền ra mà thôi. Vừa hay để thấy được bộ mặt thật của cậu ta. Dương Quế Hoa khinh thường nhìn Tần Lâm. Không đưa tiền đúng không? Vậy ra tay đi, còn ngây ra đó làm gì? Ngụy Cương nói. Tốt hơn hết các người nên vào trong xe, lấy giấy phép lái xe xem thử, chiếc xe đó là của ai? Tần Lâm lên tiếng. Ai, mày đừng nói với tao chiếc xe đó là của chị Hồng tặng mày nhé. Vương Lập Bắc cười chế giễu. Đúng thế, chính là Lôi Hồng tặng cho tao. Tần Lâm nói. Mày đừng có tấu hài nữa được không? Ha ha ha, mặt mày dày cũng vừa thôi, không moi tiền ra thì thôi đi, mày nghĩ chị Hồng sẽ cùng đẳng cấp với mày à? Chị Hồng tặng mày chiếc Mercedes-Benz mấy triệu, chẳng lẽ mày là tiểu tam của chị Hồng à? Thứ rác rưởi như mày căn bản không hề xứng với chị Hồng. Vương Lập Bắc tức giận quát vào Tần Lâm. Nhưng lúc này Ngụy Cương lại nhíu mày, xe. Xe gì, xem ra bản thân đã hiểu được nguyên nhân rồi. Vào xe mau, xem có đồ gì không, Ngụy Cương nói. Vâng ạ. Vương Lập Bắc không dám làm trái ý Ngụy Cương, dù gì hắn cũng là đại ca, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Vương Lập Bắc bước khập khiễng ra ngoài. Sau khi vào xe liền tìm thấy giấy phép lái xe, còn người trong đó chính là Lôi Hồng. Vương Lập Bắc hoàn toàn bị sốc, chẳng lẽ tên này thật sự quen biết chị Hồng sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Trong lòng Vương Lập Bắc vẫn rất kiên định, nhất định tên này đã trộm xe, sợ bị thế chấp như thế, lẽ nào sợ bị bại lộ ư? Sao thế? Ngụy Cương nhìn sang Vương Lập Bắc, hỏi một cách nghiêm nghị. Em tìm thấy giấy phép lái xe của chị Hồng. Đúng thật là chị Hồng. Nhưng chiếc xe này là do tên nhóc đó thế chấp cho em đoán nhất định là đồ ăn trộm, nếu không thì sao lại gấp như vậy được. Anh ta sợ sự việc bại lộ cho nên mới đến chuộc về, ngay cả đồ của chị Hồng mà cũng dám trộm, muốn chết hả? Vương Lập Bắc hằn học nói. Thật sự là xe của chị Hồng à? Ngụy Cương hơi lo lắng, nhưng tên nhóc này cũng không phải người đứng đắn gì cho cam, chắc chắn là ăn trộm, ngay cả xe của chị Hồng mà cũng dám trộm. Ăn gan hùm rồi hả? Nói mau, xe này có phải mà trộm không? Ngụy Cương trầm giọng nói. Trộm. Tần Lâm ngây ra, cười rồi lắc đầu, mấy tên này có đầu óc phong phú ghê. Không trộm ư, không thể nào. Xe của chị Hồng là chiếc Brabus chỉ giá mấy triệu, sao lại có thể tùy tiện tặng người khác được? Mày gọi cho chị Hồng nhưng chị Hồng đâu có bắt máy. Mày xem tao gọi cho chị Hồng đây. Ngụy Cương nói xong liền nhấc điện thoại lên gọi cho Lôi Hồng. Alo, chị Hồng à, em bắt được một tên trộm xe của chị này, em vừa kiểm tra chính là xe của chị, nên em mới gọi. Đợi đấy, tôi đến ngay. Sau khi Lôi Hồng cúp máy, nụ cười trên mặt Ngụy Cương lại càng đắc ý hơn nữa. Chị Hồng sắp đến rồi, để tao xem thử lúc đó mày còn giả vờ được nữa không? Chẳng phải mày nói là quen chị Hồng sao? Tại sao lúc mày gọi? Chị Hồng lại không bắt máy, nhưng anh Cương của tao gọi thì được, bây giờ mày nói láo không được nữa rồi chứ gì, chưa gì đã bại lộ rồi sao? Vương Lập Bắc cười khẩy nói. Xe của chị Hồng mà mày cũng dám trộm, đúng là muốn chết mà, lát nữa chị Hồng đến đây thì tao cũng không cần phải ra tay nữa, mày phải quỳ xuống xin lỗi, chị Hồng là nhân vật máu mặt nhất nhì tỉnh lỵ, mày nói xem, trộm xe của ai không trộm, lại đi trộm xe của chị Hồng. Ngụy Cương chế nhạo Tần Lâm với ánh mắt tiếc thương. Tần Lâm, chiếc xe đó là cậu ăn trộm sao? Chẳng trách cậu lại không có nhiều tiền như vậy, bây giờ mày thấy chưa hả Tâm Lan, nó chỉ là đứa lừa đảo, mày còn một lòng một dạ với nó làm gì, bây giờ mày đã tỉnh mộng được chưa? Dương Quế Hoa vô cùng tức giận, ánh mắt xa sầm dậy sóng, tên Tần Lâm này giả vờ giả vịt cả ngày trời, hóa ra lại là một tên đại gia phách à. Xe cũng đi ăn trộm, đúng là đáng giận mà. Chị yêu của em ơi, bây giờ chị đã nhìn ra anh ta là loại người nào rồi chứ? Chắc chị cũng biết tại sao anh ta lại ích kỷ rồi chứ gì, đáng sợ thật đấy. Anh ta sợ bị vạch trần, bây giờ còn sáng hơn cả ban ngày nữa kìa, sau này chị tránh xa anh ta chút nhé. Mục Tiểu Lộ chỉ trỏ Tần Lâm. Im miệng hết cho tao, đợi chị Hồng đến đây thì các người sẽ bị xử đẹp,
hai người bọn bây cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Vương Lập Bắc hét vào Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa, ngay lập tức cả hai đều co do sợ hãi như mấy con chuột nhắt trên đường vậy. Anh Tần, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mộc Tâm Lan đương nhiên không tin lời bọn họ, mặc dù xe không phải của anh Tần, nhưng anh Tần vẫn chưa bao giờ lừa cô, vậy nên cô mới luôn tin tưởng Tần Lâm. Ban đầu vì để cứu cô, đến cả tính mạng người ta cũng không cần, sao cô lại có thể nghi ngờ anh được? Yên tâm đi, lát nữa người đến sẽ rõ. Tần Lâm nói. Hừm, chị Hồng đến thì mày khóc cũng chẳng kịp nữa đâu. Ngụy Cương nói với vẻ khinh thường, sắc mặt lạnh lùng nhìn một lượt những người xung quanh, chị Hồng đã nói sẽ đến ngay, cô mặc một chiếc sườn xám đỏ, bước đi trong gió, bên cạnh còn có một người thanh niên đeo kính râm. Chị Hồng, cuối cùng chị cũng đến rồi, tên nhóc này đã trộm xe của chị đấy, he he he, để em xử nó ngay, chỉ chờ chị ra lệnh thôi ạ. Ngụy Cương mỉm cười, bước tới đón chị Hồng. Tốt, tốt lắm. Lôi Hồng nói liên tiếp mấy chữ tốt, ánh mắt càng lúc càng xa sầm xuống. Còn không mau quỳ lạy chị Hồng đi. Ngụy Cương tức giận gào lên. Bốp. Lôi Hồng giáng thẳng một bạt tai vào mặt Ngụy Cương, ánh mắt đầy phẫn nộ, khí thế của Lôi Hồng hoàn toàn làm cho mặt Ngụy Cương tái mét, hắn không dám làm gì cả. Chị Hồng, em làm sai gì sao? Ngụy Cương hạ giọng nói, trong mắt ánh lên vẻ ấm ức. Tần đại sư, Lôi Hồng đến muộn rồi, mong Tần đại sư đừng trách. Lôi Hồng tỏ ra cung kính trước mặt Tàn Lâm, cúi người xin lỗi. Ngụy Cương như chết sững ngay tại chỗ, hắn đã biết mình sai ở đâu rồi. Tần Lâm, không thể nào, tại sao chị Hồng lại phải cung kính với tên này như thế, rốt cuộc anh là ai? Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi, chị Hồng đã xuống nước thì chắc chắn Tần Lâm không phải người bình thường. Không chỉ có Ngụy Cương, mà cả Vương Lập Bắc cũng ngây ra đó, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lôi Hồng lấy chân đạp ngay vào mặt tiền của Ngụy Cương, hắn cảm thấy trước mắt mình toàn là sao, nhưng vẫn không dám đánh trả, hơn nữa còn không dám mở miệng nói tiếng nào. Mấy tên đàn em của Ngụy Cương đứng ngay cửa nhìn thấy đại ca bị đánh một trận, bọn chúng đến giắm cũng không dám thả, có rất nhiều người biết Lôi Hồng lợi hại như thế nào, chị Hồng là nhân vật máu mặt một tay che trời ở tỉnh Lỵ kia mà, Ngụy Cương là cái thá gì chứ? Cao lắm cũng chỉ là một tên đại ca côn đồ mà thôi, Lôi Hồng muốn giết hắn thì cũng dễ như trở bàn tay vậy. Hai cái tát của Lôi Hồng khiến cho Ngụy Cương cảm thấy rất ấm ức, mẹ nó, tao đến đây để giúp thôi, liên quan gì đến tao đâu chứ. Bây giờ bản thân lại bị đem ra đứng mũi chịu sào như thế này, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu Vương Lập Bắc. Chị Hồng, em. Ngụy Cương vừa định nói, Lôi Hồng lại giáng thêm một cái tát nữa vào mặt hắn. Mày cũng xứng để lên tiếng trước mặt Tần đại sư sao? Lôi Hồng lạnh lùng nói. Ngụy Cương biết bây giờ hắn có nói gì thì cũng là sai cả, đáng đời nhà mày, thân phận bí mật của Tần Lâm lại làm cho chị Hồng kính nể như thế, đủ để thấy được tên này đáng sợ như thế nào. Vương Lập Bắc run như cầy sấy, Ngụy Cương cũng bị đánh rồi, vậy thì cậu ta là cái thá gì với chị Hồng đây? Lúc này cậu ta sợ đến mức hai chân va cầm cập vào nhau, phịch một phát. Cậu ta quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Cũng không có gì, bạn tôi bị tên này chơi một vố, sau đó lấy xe của tôi vốn không muốn làm phiền đến chị đâu, nhưng bọn họ vẫn cứ đòi làm khó dễ, chuyện sau đó thì chị cũng biết rồi, bọn họ bảo tôi là tên trộm xe. Tần Lâm nói với vẻ vô tội. Thật sự xin lỗi Tần đại sư, do bọn chúng không biết thân phận cậu, tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng một trận. Sắc mặt Lôi Hồng càng thêm ảm đạm. Mấy tên vô dụng này lại cho rằng Tần đại sư ăn trộm xe ư, muốn chết hay gì? Bọn bây lấy xe của Tần đại sư à? Lôi Hồng nhìn sang Vương Lập Bắc. Vương Lập Bắc run bần bật, nhưng không dám nói gì. Đúng vậy chị Hồng, em cũng bị bọn họ gọi đến, em không biết thân phận của Tần đại sư, xin Tần đại sư hãy tha cho em. Lúc này Ngụy Cương hoàn toàn tuyệt vọng, nếu như để Lôi Hồng dạy cho hắn một bài học thì sẽ vô cùng thảm. Xe là do tao tặng Tần đại sư, giấy phép lái xe vẫn còn trên đó, coi như là ký hiệu, bọn bây lại dám làm khó Tần đại sư à, chán sống hết rồi đúng không? Lôi Hồng vừa dứt lời, Ngụy Cương và Vương Lập Bắc liền dập đầu lia lịa, cầu xin tha mạng một cách thảm thiết. Mộc Tâm Lan đứng cạnh ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, mấy tên này giống như sắp chết vậy, bọn họ còn không đáng để nhắc tới trước mặt Tần Lâm. Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ lại càng thêm sững sờ. Bọn họ không thể ngờ Tần Lâm lại lợi hại đến vậy,
người phụ nữ này đã làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Ở trước mặt Lôi Hồng, một người ngạo mạn ngông cuồng như Ngụy Cương và Vương Lập Bắc cũng phải mềm nhũn ra, cầu xin tha thứ. Còn Tần đại sư nữa sao? Dương Quế Hoa thật sự bị sốc, tên nhóc này đúng là người có tiền đồ. Bà ta đúng là không có mắt nhìn, bây giờ phải làm gì đây? Mục Tiểu Lộ không ngừng lẩm bẩm, tại sao cậu ta lại không nhận ra Tần Lâm lợi hại như vậy chứ? Đã vậy lúc nãy còn châm chọc anh, chắc Tần Lâm sẽ không giận đâu nhỉ? Đều là người một nhà cả, chắc là không đâu, còn có chị ở đây cơ mà, Tần Lâm chắc chắn sẽ không tính toán với bọn họ làm gì. Đều là một đám rác rưởi, tôi cũng chẳng thèm để ý làm gì, cô cứ xử lý đi, tôi còn có việc nên đi trước đây. Tần Lâm nói, Tần đại sư yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng cho tốt. Lôi Hồng liếc sang Ngụy Cương và Vương Lập Bắc, hai người sợ đến xanh mặt, toàn thân run rẩy, căn bản không hề dám nhìn vào mắt Lôi Hồng. Một khi Lôi Hồng nổi giận thì bọn chúng đã biết kết cục như thế nào rồi. Tần Lâm, đợi đã, còn chúng tôi nữa. Dương Quế Hoa vội vàng nói, bà ta không biết xung quanh là ai, chỉ biết rằng Tần Lâm chính là cứu tinh của mình. Chúng ta quen nhau sao? Tần Lâm hỏi ngược lại. Sắc mặt Dương Quế Hoa tái nhợt, nhất thời ngẩn ra. Lúc nãy tôi chỉ khẩu xà tâm Phật thôi, cũng vì muốn tốt cho mọi người mà thôi, không phải sao? Cậu không thể chỉ nhìn vào mỗi điểm xấu của tôi thôi được, hơn nữa tôi còn là mẹ vợ của cậu kia mà, cậu không lo lắng cho tôi sao? Dương Quế Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo tay Mộc Tâm Lan, bắt đầu giở trò. Đúng vậy anh rể, anh không thể như vậy được, chị em đã quen anh thì anh không thể để chị ấy chịu thiệt được. Mộc Tiểu Lộ cười nói, một tiếng anh rể hai tiếng anh rể, cũng không còn kêu Tần Lâm nữa. Mộc Tâm Lan giở khóc giở cười. Cô bị kẹt ở giữa nên cũng đành bất lực, không thể làm gì được cả. Được rồi, đi thôi. Tần Lâm cũng không thèm tính toán với bọn họ, dù gì anh cũng nể mặt Mộc Tâm Lan, nhưng Dương Quế Hoa và Mộc Tâm Lan lại một lần nữa trở mặt, hai mẹ con nhà này đúng là hãm có một không hai. Tần Lâm lấy chìa khóa xe rồi lái chiếc Mercedes-Benz đi, còn Ngụy Cương và Vương Lập Bắc coi như xui tận mạng rồi. Lần này may mà có anh rể của con đấy, Tiểu Lộ. Mau cảm ơn anh rể đi. Dương Quế Hoa dục con trai nói. Đúng vậy anh rể, may là nhờ có anh, sau này anh cứ dắt em theo nhé, chị hạnh phúc ghê đấy, tìm được người yêu mình như vậy. Mục Tiểu Lộ ngồi ở ghế lái phụ rồi nói với vẻ hài lòng, có anh rể ngầu như thế này thì sau này muốn làm gì mà chẳng được. Hai người có thôi đi không? Mục Tâm Lan trầm giọng nói, bọn họ quên mất vừa rồi đã chửi rủa người ta như thế nào à? Bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà khoe khoang Tần Lâm, ngay cả Mộc Tâm Lan cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng, mặt đúng là dày như tấm thớt. Tại sao lại thôi, con rể mẹ lợi hại thì vui còn không kịp ý chứ, tại sao lại không cho mẹ nói? Có đúng không hả con rể? Dương Quế Hoa cười tươi như hoa, lần này bọn họ thực sự đã mở mang tầm mắt rồi, đặc biệt là Dương Quế Hoa lại có cảm tình với Tần Lâm hơn, mối quan hệ mẹ vợ con rể càng thêm tốt đẹp. Sau khi đến bệnh viện để băng bó cho Mộc Tiểu Lộ xong, Tần Lâm liền đưa bọn họ về nhà, nhưng lúc này Dương Quế Hoa lại lén lút nghe điện thoại của ai đó. À đúng rồi Tiểu Lâm, ngày mai cậu có rảnh không? Cùng chúng tôi đi dạo ở Đàm Thủy Loan nhé. Dương Quế Hoa cười nói. Đi Đàm Thủy Loan làm gì? Ở đó có gì đâu mà dạo, Dương Quế Hoa. Mẹ lại muốn làm gì nữa? Mộc Tâm Lan trừng mắt nhìn Dương Quế Hoa. Nhà bác hai của con ở khu Đàm Thủy Loan mà, để mẹ dẫn con qua đó xem thử. Dương Quế Hoa nói, nhà bác hai bọn họ ở tỉnh An Tây kia mà, bọn họ chuyển đến tỉnh Hán Đông lúc nào thế? Mộc Tâm Lan kinh ngạc. Đó là chuyện năm trước rồi, Tết năm ngoái chẳng phải bọn họ không về quê sao, hai bác của con cứ muốn mẹ qua đó xem thử. Lần này quay về nhất định phải ghé mới được, chúng ta đi chung nhé, dù sao cũng mấy năm không gặp rồi. Dương Quế Hoa nói, chuyện này, Mộc Tâm Lan nhìn sang Tần Lâm. Không sao, vậy ngày mai chúng ta đi cũng được. Tần Lâm bèn nói, đã giúp người ta thì giúp cho chót, huống chi anh đã đồng ý với Mộc Tâm Lan rồi, cũng không thể bỏ cô lúc này được. Mộc Tâm Lan mỉm cười với Tần Lâm với vẻ cảm kích, cũng có hơi nóng bỏng, nhưng hình như Tần Lâm không hề nhận ra điều đó, trong ánh mắt của Mộc Tâm Lan còn chứa cả tình cảm và sự ngưỡng mộ của cô. Mộc Tâm Lan thầm nghĩ, nếu anh Tần là bạn trai của mình thì tốt biết mấy.
chỉ tiếc là anh Tần chỉ giúp đỡ cô mà thôi, và cô luôn khắc ghi điều đó. Tốt lắm, nhiều năm như vậy mới được gặp lại anh cả, không biết anh ấy thế nào rồi. Mục Tiểu Lộ vô cùng vui mừng, vừa nghe nói đến gia đình nhà bác hai liền phấn chấn trở lại. Anh Tần, phiền anh quá, ngày mai lại phải đi cùng em đến Đàm Thủy Loan rồi. Mục Tâm Lan nói với vẻ trìu mến. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm đưa cả ba người nhà Mục Tâm Lan đến Đàm Thủy Loan. Đàm Thủy Loan là một khu mới gần tỉnh Lỵ, vị trí địa lý rất tốt, xung quanh đã xây dựng rất nhiều công viên và trung tâm mua sắm, còn có không ít nhà học khu, nhiều người giàu ở tỉnh Lỵ cũng thích mua nhà ở đây để dưỡng già, nuôi dạy trẻ nhỏ, mọi thứ ở đây đều rất tốt. Dù gì thì đối với nhiều người, cải thiện môi trường sống là điều cần thiết, hơn nữa đây còn là vườn quốc gia hàng đầu cả nước. Đàm Thủy Loan một bên giáp núi một bên giáp sông, địa thế vô cùng tuyệt vời, phong cảnh lại đẹp, đúng là nơi đất lành chim đậu. Mấy năm nay bác hai con kiếm được rất nhiều tiền, nhà ở Đàm Thủy Loan có giá tận mấy triệu, nghe nói không rẻ đâu. À đúng rồi Tiểu Lâm, cậu có nhà chưa? Ở đâu thế? Hôm nào dắt chúng tôi đi xem với. Dương Quế Hoa cười nói. Có, nhưng hơi xa thành phố một chút. Tần Lâm nói. Vậy thì không được. Sau này Tâm Lan nhà chúng tôi ở với nhau thì cậu phải mua một căn ở Đàm Thủy Loan đấy. Đây là nhà khu học, tiềm năng sẽ tăng giá trong tương lai là rất lớn. Tôi nghe nói người thành phố thích mua nhà học khu lắm đấy. Dương Quế Hoa nói với vẻ tường tận. Mặt Mộc Tâm Lan bỗng đỏ bừng. Mẹ đừng nói bậy nữa, không có cửa đâu. Nói bậy cái gì, nghe chưa hả Tần Lâm, nếu như cậu không mua nhà ở Đàm Thủy Loan thì đừng mơ cưới con gái tôi. Dương Quế Hoa kiên định nói. Được thôi. Tần Lâm mỉm cười gật đầu, Mộc Tâm Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ, làm mẹ mà lại ăn nói bừa bãi, thật sự làm cô thấy rất khó chịu. Gia đình bác hai nổi tiếng nhất thôn chúng ta, hơn nữa bác hai cũng kiếm được rất nhiều tiền, nghe nói anh cả của con bây giờ cũng không tầm thường đâu. Mục Tiểu Lộ nói với vẻ ngưỡng mộ. Chị à, chị nói xem sau này nếu em làm ăn ở đây thì sẽ thế nào? Em không muốn về đâu, trên rừng rú toàn là thú dữ. Ở ngoài đây thì tốt biết bao. Chị nhìn thế giới muôn màu muôn sắc này đi, em không muốn về cái nơi rừng núi rách nát kia đâu. Em đến đây thì làm được gì? Còn chưa tốt nghiệp cấp 2, ở đây nếu không có trình độ thì phải cực khổ nhường nào chứ? Đi làm mấy công việc lao động tay chân thì chi bằng sống một cuộc sống thoải mái ở trên núi cho xong, có gì ăn nấy. Mộc Tâm Lan cười khẩy. Mẹ không muốn nghe con nói nữa, làm người phải biết tiến lên phía trước. Chẳng lẽ con còn không rõ ước mơ của em mình sao? Một ngày nào đó nó có thể có chỗ đứng ở thành phố này, sau đó cưới một cô vợ đẹp sinh một đứa con kháu khỉnh. Con nhỏ chết tiệt này, con có biết cái gì gọi là ý chí của đàn ông không hả? Dương Quế Hoa tỏ ra không vui. Đó là quá xa vời, không có học thức thì cho dù có ở đâu thì cũng chỉ lao động tay chân mà thôi, trừ khi có thể gặp may, nếu không thì còn khó hơn lên trời. Mộc Tâm Lan thờ ơ nói. Không phải cô đang dội một gáo nước lạnh vào em mình, mà là cậu ta hoàn toàn không biết được mình đang ở đâu, theo cô thì Mục Tiểu Lộ còn chưa cai sữa được nữa kia, làm sao mà có chỗ đứng ở thành phố được chứ? Em có thể đi theo anh rể, nếu em không được thì vẫn còn chị mà. Nếu như em theo anh rể thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp rồi. Mục Tiểu Lộ nói với vẻ tự hào. Em, Mục Tâm Lan hoàn toàn cạn lời, thằng nhóc này đúng là ham ăn biếng làm. Lại muốn ăn trực uống ké Tần Lâm. Cứ vậy đi, đợi sau này anh rể thành danh thì con cũng có thể áo gấm về làng được rồi. Lúc đó già trẻ lớn bé đều phải nể nang chúng ta, phải cho bọn xem thường chúng ta biết được ai là người giàu có nhất thôn. Dương Quế Hoa hừ lạnh nói. Đến rồi, phía trước là đến, đừng lái qua. Dừng lại, dừng lại. Dương Quế Hoa vội nói. Hết chỗ đỗ xe rồi, cháu lên phía trước tìm xem sao. Tần Lâm để họ xuống trước cổng khu dân cư rồi đỗ xe cách đó hơn 100 mét. Thím Ba, Tâm Lan, Tiểu Lộ, mọi người đến rồi. Một người thanh niên mặc áo sơ mi đứng trước cổng cười nói, sự ngạo mạn trong ánh mắt khiến người ta vô cùng khó chịu. Anh ta đeo mắt kính gọng vàng, dáng người cao gầy, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng. Đây chẳng phải là Mộc Đồng sao, đã lâu không gặp, giờ cao to đẹp trai quá, ha ha ha. Dương Quế Hoa nhìn người thanh niên Mộc Đồng trước mắt rồi cười nói, đây chính là anh họ của Mộc Tâm Lan. Anh Đồng, bộ quần áo của anh đẹp thật đấy. Mộc Tiểu Lộ nói, so với Mộc Đồng cậu ta chỉ là một kẻ quê mùa,
sự khác biệt rất rõ ràng. Anh Đồng. Mộc Tâm Lan cũng chào hỏi Mộc Đồng. Sao bây giờ cậu mới đến? Tiểu Lâm, đây là Mộc Đồng, anh họ của Mộc Lan, người ta là giám đốc công ty đấy. Dương Quế Hoa nói. Anh Đồng, đây là Tần Lâm, anh rể của em. Mộc Tiểu Lộ vội nói. Tần Lâm hả? Ừ. Mộc Đồng gật đầu chào một câu cho có lệ, trông Tần Lâm cũng chẳng phải người có tiền, từ trên xuống dưới toàn đồ vỉa hè, Mộc Đồng hoàn toàn không coi anh ra gì. Người đàn ông thế này không sang trọng chút nào, đồ trên người chưa tới 200 tệ, đúng là rác rưởi. Mau đi thôi, bố mẹ cháu đang ở nhà đợi mọi người rồi. Nói xong, Mộc Đồng dẫn mọi người vào trong khu phố. Chỗ này tốt thật đấy, cây xanh bao phủ khắp nơi, hoa chim ao cá đủ cả, nơi này đâu phải là khu dân cư chứ, rõ ràng là một công viên rừng rậm. Dương Quế Hoa ngưỡng mộ nói, đây là khu của người giàu thực sự, là một nơi đáng sống. Tiểu Lâm à, sau này cậu cũng phải mua một căn nhà ở khu dân cư như này đấy nhé, tốt nhất là mua ở đây, như vậy có thể làm hàng xóm với nhà Mộc Đồng. Thím ba à, chỗ này không phải ai cũng mua nổi đâu, ít nhất cũng phải mất 4 triệu đấy, nếu mua một căn trả góp, một tháng ít nhất phải trả 20.000 tệ, có một vài người cả đời cũng chẳng thể mua được. Mộc Đồng nói với vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù không chỉ đích danh Tần Lâm nhưng ngay cả người đầu óc không được linh hoạt như Mộc Tiểu Lộ cũng nghe ra ý anh ta là bảo Tần Lâm không thể nào mua nổi, vậy nên đừng có suy nghĩ đến. Đắt thế nhỉ, Tần Lâm, nếu cậu không mua nổi thì không thể cưới con gái tôi được đâu. Dương Quế Hoa nói với vẻ mặt kiên định. Đến lúc đó ít nhất cậu phải mua một căn 4 phòng, tôi với ông nhà một phòng, Tiểu Lộ một phòng cộng thêm cậu với con gái tôi, nếu như có con cái thì càng không đủ, hô hô hô. Mộc Đồng cười khẩy, thím ba đúng là ở trên núi nên ngu người, một căn nhà 4 phòng ở học khu Đàm Thủy Loan phải mất 7-8 triệu, nhà anh ta chỉ mua một căn 3 phòng thôi mà đã tốn gần 6 triệu rồi, 50.000 tệ một mét vuông, đất ở khu này rất có giá trị, bà tưởng là nhà mái bằng dưới quê chắc. Tần Lâm chỉ cười chứ không nói gì, Mộc Đồng khinh thường anh, cho rằng anh không xứng với em họ mình, theo lý mà nói điều kiện của Mộc Tâm Lan cũng không tồi sao lại tìm một tên rác rưởi như này chứ. Nếu như dẫn ra ngoài chẳng phải sẽ làm mất mặt nhà họ Mộc sao? Một căn nhà 4 phòng tầm 7-8 triệu tệ đấy thím ba à, thím phải bảo con rể mình cố gắng nhiều vào, ha ha ha, thím cũng nên dục Tâm Lan đi, sau này chúng ta còn phải làm hàng xóm của nhau nữa đấy. Nụ cười của Mộc Đồng tràn đầy ý chế giễu, Mộc Tâm Lan cũng chỉ gật đầu cười gượng, 7-8 triệu, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến, chắc cả đời này cô cũng không thể ở nơi đắt đỏ như vậy được. Nói xong Mộc Đồng dẫn bọn họ vào trong một căn nhà 2 phòng ngủ, một phòng khách, cũng rất sang chảnh, đúng là nhà ở khu Đàm Thủy Loan có khác, hai bác đều đứng ở cổng để đón, cả nhà gặp nhau, nói cười vui vẻ. Mau vào đi, đều là người nhà với nhau, đừng khách sáo. Ây đô, anh hai chị hai, đã mấy năm không gặp, anh chị nhớ em lắm đúng không? Dương Quế Hoa cười nói, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Mắt bà ta sáng rực lên khi nhìn thấy căn nhà 3 phòng rộng rãi sáng sủa này. Ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, đố kỵ, nếu như bọn họ cũng có căn nhà to thế này thì tốt biết mấy. Đúng đấy, đã mấy năm không gặp rồi, đầu năm nay anh chị mới chuyển nhà nên không có thời gian về quê, lão Tam em dâu, hai người đến chị thực sự rất vui, mau vào xem đi, căn nhà 3 phòng này thế nào, phụ nữ chúng ta cả đời chỉ mong được một căn nhà hoàn chỉnh. Tâm nguyện này của chị coi như cũng đã được hoàn thành rồi. Viên Lê cười ha ha nói, kéo tay Dương Quế Hoa. Anh hai chị hai tốt phúc quá, chẳng giống như em hoàn toàn không có phúc phận này, phải may mắn biết nhường nào mới có thể ở trong căn nhà to như này, em đúng là không có phúc hưởng mà, hát. Dương Quế Hoa cười khổ sở nói, trong lòng càng nghĩ càng tức, năm đó lúc chị dâu gả cho nhà họ Mộc cũng chỉ một mảnh ruộng 3 tấc đất, không có tiền. Nhưng mấy năm nay anh hai và con trai làm ăn phát đạt, mua được hẳn một căn nhà to đẹp ở khu tấc đất tấc vàng này, bà ta chỉ có thể để lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ của người nhà quê. Bà ta chẳng hy vọng gì về thằng con trai của mình, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Tần Lâm. Nói thế nào đây nhỉ, sau này Tiểu Lộ có tiền đồ rồi chắc chắn sẽ mua cho em hoặc biết đâu cậu con rể lại mua cho em một căn thì sao? Viên Lê cười nói, có điều ánh mắt lại vô cùng kiêu ngạo. Đứa con trai quý báu của cô như thằng ngốc vậy, cả đời này cũng chẳng làm nên trò trống gì, còn cậu con rể của cô nữa, tôi thấy cũng chỉ là kẻ kém cỏi, mặc đồ vỉa hè, hoàn toàn không có chút khí chất của người nhà giàu.
Lại còn muốn mua nhà ở học khu Đàm Thủy Loan sao? Nằm mơ đi. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, ha ha, đây là Tần Lâm bạn trai của Tâm Lan. Anh hai chị hai, sau này hai người phải quan tâm dìu dắt đến thằng bé nhiều vào đấy, Tiểu Lâm cũng là một đứa trẻ tốt. Dương Quế Hoa nói, Tâm Lan nhà ta không thể gả đi tùy tiện được, từ nhỏ đến lớn đều là con cưng của nhà họ Mộc, lại còn rất tài giỏi, sinh viên đại học duy nhất trong làng, Tâm Lan tìm bạn trai, chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ, ít nhất cậu ta cũng phải mua được nhà học khu mới được, như thế mới xứng với con bé. Mộc Đồng lạnh nhạt nói, nụ cười ung dung, nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng nham hiểm, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm, có thể dễ dàng nhận ra cái ý nghĩ đó. Đúng thế, Tâm Lan nhà ta là sinh viên đại học của nhà họ Mộc, nhất định phải tìm một người tài hoa, hơn nữa phải có ích cho gen thế hệ sau, phải tạo cho con cái một môi trường học hành tốt, thế nên mới không ít người mơ ước có được một căn nhà ở học khu Đàm Thủy Loan. Nhưng mà giá đắt quá nên nhiều người cũng ngần ngại do dự. Mộc Đạt Nhân nghiêm nghị nói, cậu có nhà chưa, nếu muốn cưới Tâm Lan nhà tôi ít nhất phải có một căn nhà học khu. Tôi có một căn nhưng ở ngoại ô, hơi xa một chút. Tần Lâm cười, một trang viên thanh mai bằng cả khu phố này, chi phí quản lý một năm cũng phải 5 triệu tệ. Vậy thì không được, nhất định phải là nhà ở học khu Đàm Thủy Loan, chỗ này là công viên rừng rậm quốc gia, hơn nữa nơi đây là khu vực thí điểm trung học phổ thông 9 năm liên tiếp của tỉnh thành, dựa căn nhà ở ngoại ô của cậu mà muốn lừa Tâm Lan nhà chúng tôi sao, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế. Viên Lê khoanh tay trước ngực rồi nói. Nói đúng lắm. Nhà ở Đàm Thủy Loan mới được coi là nơi ở cao cấp của người có tiền thực sự, mua nhà ở đây mới thể hiện được quyết tâm của cậu đối với Tâm Lan nhà tôi. Ngôi nhà là chốn trở về lớn nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, có dùng tiền cũng không thể đem lại được cảm giác an toàn đấy. Mộc Đạt Nhân nói như thể đó là điều đúng đắn. Viên Lê coi thường, trên mặt đầy vẻ thanh cao kiêu ngạo. Quế Hoa, em đừng trách chị nhiều lời, người trẻ tuổi bây giờ ai chẳng muốn có một căn nhà để ổn định. Đâu chỉ người già chúng ta đâu, con gái càng muốn bảo vệ mình, đâu thể để mấy tên có suy nghĩ không đứng đắn làm hại được. Vậy nên không có nhà ở học khu Đàm Thủy Loan, thì đừng hòng kết hôn với Tâm Lan nhà chúng tôi. Còn nữa, điều kiện của Tâm Lan nhà chúng tôi rất tốt, vừa là sinh viên đại học, mà lại còn xinh đẹp. Bác nói với cháu này Tâm Lan, nhất định phải nắm chắc nhà ở học khu, không được buông lỏng đâu. Có nhà rồi thì cháu mới thực sự có một mái ấm. Sau này không cần lo chạy đôn đáo đưa đón con nữa. Anh cháu bây giờ ở công ty không biết có bao nhiêu người muốn làm bạn gái nó, người muốn cùng anh cháu xem mắt nhiều lắm, sắp dẫm nát bậc cửa nhà bác rồi, bởi vì nhà chúng ta có nhà ở học khu Đàm Thủy Loan, vị trí địa lý, môi trường sống đều rất tốt, sau này chúng ta còn có thể làm hàng xóm, như thế thì tốt biết bao. Bây giờ bọn họ là người của tầng lớp trên, mấy nhà nghèo, bọn họ khinh lắm. Viên Lê cười nói. Mặt mũi hồng hào, Dương Quế Hoa nhìn mà hâm mộ, Mộc Tiểu Lộ nghe mà sững sờ. Mộc Tiểu Lộ cũng vô cùng ngưỡng mộ. Anh đồng lợi hại ghê. Mộc Tâm Lan cười gượng, chỉ biết im lặng cúi đầu, lúc này cô ấy thực sự không biết phải nói gì nữa. Mộc Đạt Nhân cười nói. Bác hai của cháu nói có hơi nặng lời, nhưng thuốc đắng dã tật, khó nghe thật, nhưng bọn cháu đừng để ý, tất cả đều muốn tốt cho cháu thôi. Tiểu Tần cậu mau bán căn nhà ở ngoại ô đi. Cả nhà dồn tiền mua một căn ở Đàm Thủy Loan, sau này đi ra ngoài có thể diện lắm. Bán đi, sao phải bán trang viên thanh mai trị giá cả tỷ để mua căn nhà rách này? Tần Lâm cười nói, không đồng ý cũng không phản đối. Mộc Đồng cười khẩy nói, tên này trông có vẻ chẳng có tiền đồ gì. Hừ hừ, bố nói đúng đây, không có nhà ở học khu Đàm Thủy Loan, em gái tôi nhất định không gả cho anh đâu. Dương Quế Hoa bị cả nhà bác hai thuyết phục. Bây giờ bà ta cũng muốn ở đây. Đúng vậy Tiểu Tần, bác hai nói đúng đấy, hay là cậu bán căn nhà ở ngoại ô đi, sau này mua nhà ở học khu. Viên Lê dẫn dắt, một bên thì chỉ trỏ núi sống, cảm giác phóng khoáng ấy khiến bà ta vô cùng thoải mái. Năm đó bà ta cũng từ nông thôn núi non lên đây, nhưng bây giờ thì khác rồi. Em xem thiết kế này, xem không gian này, dưới nhà còn có cầu nhỏ, sông xanh, cây cối rậm rạp, hoa cá gì cũng có. Thế mới là sống chứ, căn nhà này phải mấy triệu đấy, chỗ tiền này không thể xài uổng phí được. Quế Hoa, em cứ xem xét xem, nếu như không có tiền, Tâm Lan không được gả cho người ta đâu. Nhà là thứ rất quan trọng, không thể làm bừa được.
Mục Đạt Nhân cười nói. Nhà em cũng nên chuyển đến thành phố đi, như thế thì nở mày nở mặt lắm, sống ở vùng núi thì sao có tiền đồ chứ? Chẳng nhẽ em muốn đời đời kiếp kiếp bị vây trong núi cao sao? Em nhìn Tiểu Lộ lớn thế này, chẳng nhẽ muốn tìm cho thằng bé một cô gái ở nông thôn để lấy sao, cả đời sau của nó lại lặp lại câu chuyện của bố mẹ á? Cháu em, chắc em sẽ chẳng có tiền đồ đâu. Dương Quế Hoa tái mặt, bị anh hai và chị hai nói vậy, bà ta cũng cảm thấy rất kích động. Viên Lê bĩu môi. Dương Lò bốc khói, ngày nào cũng phải đi chặt củi, ngày nào cũng phải ăn khoai tây, bắp cải, sống ở đây thì khác, thoải mái hơn nhiều, có máy sửa, có người đưa cơm, đông ấm hẻ mát, em không tưởng tượng được đâu. Cả đời này của bọn em không tốt, đời sau không thể bị thế được, chẳng nhẽ em không muốn Tiểu Lộ phát triển sao? Dương Quế Hoa vừa nghĩ đến mấy thứ này liền nổi giận. Bà ta sống cả đời với tên Mộc Đạt Hoa vô dụng, chẳng có cái nhà tử tế, ông xem nhà người ta ở phải thế kia kìa, còn nhà ông ở thì thế nào? Chị dâu lớn hơn bà ta 3-4 tuổi gì mà chẳng nhìn được ra, hai người ở cạnh nhau, mình thì giống như bà già, còn người ta thì trẻ hơn nhiều. Riêng điểm này, bà ta đã thua. Sống ở nông thôn, khói sông hàng ngày, da mặt bà ta sao có thể đẹp được? Bây giờ không bị phá tướng là may lắm rồi, chỉ có điều muốn thoát ly cái chốn kia đâu có dễ. Mục Tiểu Lộ vui mừng nói. Mẹ, con cũng muốn ở nhà lớn, chỗ này tốt thật, còn là nhà học khu, sau này con cũng sẽ được đi học ở đây. Mục Tâm Lan trừng mắt nhìn Mục Tiểu Lộ, tên này bây giờ càng ngày càng mơ tưởng hão huyền. Nằm mơ đi, em lấy đâu ra mà ở? Em có tiền chắc, em nghĩ nhà ở đây là bắp cải hả, bảo mua là mua. Dương Quế Hoa suy tính trong lòng, bà ta muốn ở nhà cao cửa rộng, bây giờ chỉ có một cách là bắt thằng con rể này mua, chứ chờ mong Mộc Tiểu Lộ thì không biết đến Tết năm nào. Tiểu Lâm à, cậu xem, lúc nào có thể mua nhà, chúng ta phải ở đây, những cái khác không cần. Cái nhà ở học khu này tốt quá, hơn nữa môi trường sống cũng quá tốt. Mộc Tâm Lan trừng mắt nhìn Dương Quế Hoa. Mẹ nói linh tinh gì thế? Viên Lê cười tươi như hoa. Cái này mà là nói linh tinh à, cháu gái, bây giờ cháu còn trẻ, đợi đến khi cháu bằng tuổi mẹ cháu rồi, cháu sẽ biết, gả cho một người đàn ông giàu có quan trọng đến đâu. Dương Quế Hoa nở nụ cười ngượng ngùng, trong lòng không khỏi tức giận, đều tại Mộc Đạt Hoa vô dụng, chẳng có bản lĩnh bằng anh hai, nếu không mình cũng không phải sống cả đời ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, ông xem chị dâu ra đẹp thế kia, nhìn lại mình, Dương Quế Hoa không chịu nổi. Bà ta nhất định phải thay đổi. Mà Mộc Tam Lan chính là cơ hội duy nhất của bà ta không thể tiếp tục sống khổ sở được nữa, bà ta phải thay đổi. Tiểu Lâm, cậu nghĩ cách đi, dù sao ấn tượng của tôi với cậu cũng rất tốt, cũng đâu có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cậu mua cho Tâm Lan nhà tôi một căn nhà 4 phòng ngủ ở Đàm Thủy Loan là được, đến lúc đó tôi với bố nó sẽ giúp cậu chăm con, nhà chúng ta ở cùng với nhau, vui vẻ biết bao. Dương Quế Hoa cười nói, còn cả con trai mình sau này kết hôn cũng được giải quyết. Vừa nãy chẳng phải chị dâu bảo con gái theo đuổi Mộc Đồng xếp hàng đàn vì Mộc Đồng có nhà ở khu Đàm Thủy Loan, bây giờ con gái ai chẳng thực tế. Không nhà không tiền, ai muốn gả cho anh chứ? Viên Lê lúc này cũng cho Mộc Tâm Lan quyền làm chủ. Đúng, mau mua đi, mua xong nhà thì mới có thể kết hôn. Nếu cậu không có bản lĩnh không có tiền mà vẫn muốn lấy Tâm Lan nhà tôi thì đúng là buồn cười quá. Ha ha ha, lúc này Mộc Đồng nghe điện thoại. Mộc Đồng cười nói, alo, lão Tôn à, sao thế? Cậu muốn mua nhà ở Đàm Thủy Loan sao? Mua căn rộng thế nào? 4 phòng ngủ, mẹ kiếp, tên này cậu thành đạt rồi à, nhà to thế cũng phải 7-8 triệu đấy, ha ha ha, bao giờ cậu càng ngày càng có tiền đồ rồi. Muốn mua nhà để kết hôn, cậu đúng là không có nhân tính, cái gì? Còn chưa có người yêu, không có đối tượng thì cậu vội vàng mua nhà làm gì? Được rồi. Cậu đợi tớ, chúng ta tí nữa đi xem nhà. Mắt Dương Quế Hoa sáng lên, nhìn chằm chằm Mộc Đồng. Cái gì, chưa có người yêu mà đã mua nhà 4 phòng ngủ. Dầu thế, tận 7-8 triệu đấy, hi hi, đấy mới thực sự là người có tiền. Mộc Đồng nói, bố mẹ, con phải đi cùng Tôn Thăng Nam đến phòng giao dịch bất động sản, cậu ấy định mua một căn 4 phòng ngủ ở Đàm Thủy Loan. Viên Lê nói, đó chẳng phải bạn học thời cấp 3 của con sao? Mẹ từng gặp nó rồi, đúng là đứa trẻ tốt, chững chạc khéo léo, cũng anh tuấn, điều kiện tốt như vậy mà chưa có người yêu,
đúng là hiếm nha, ha ha ha. Dương Quế Hoa động lòng nói. Hay là chúng ta cùng đi xem nhà? Viên Lê nói. Em không mua, đi xem làm gì? Dương Quế Hoa cười nói, tỏ vẻ muốn dồn Tần Lâm vào giỏ. Ai bảo em không mua, Tần Lâm, mau đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Biết đâu cậu là thích căn nào? Mộc Tâm Lan dậm chân, mặt mày sốt ruột, anh Tần chỉ đến giúp cô ứng phó với mọi người thôi, bây giờ còn bắt anh ấy mua nhà. Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy, mua nhà làm gì? Tần Lâm cười nói, cũng không quan tâm lắm. Đi thôi, đi xem với cô cho vui. Dương Quế Hoa mắt sáng lên, Tần Lâm định mua nhà cho Tâm Lan sao? Dương Quế Hoa thực sự có suy nghĩ, đó là đi xem bạn học Mộc Đồng trông như thế nào, mua được nhà 4 phòng ngủ trị giá 7-8 triệu tệ thì sao có thể là người thường được. Biết đâu lại là quý tộc hào môn thì sao, nếu như gả được con gái vào nhà giàu thì sau này nhà họ Mộc đúng là một bước lên trời rồi. Bây giờ không do cậu quyết định, Tần Lâm. Cho dù cậu không mua nhà cho Tâm Lan, thì cũng sẽ có người mua. Viên Lê và con trai nhìn nhau. Đương nhiên có thể thấy được suy nghĩ của Dương Quế Hoa, họ biết bà ta có ý đồ khác. Bà ta muốn đi xem nhà hay xem con rể, chưa biết chắc đâu nha. Mộc Đồng nói, được rồi, vậy chúng ta cùng đi, dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ vui vẻ không kìm được, cứ như bọn họ sắp có nhà đến nơi rồi. Dương Quế Hoa kéo tay Tần Lâm và Mộc Tâm Lan vội vã xuống lầu. Anh hai chị dâu. Bọn em đi xuống nhà đợi trước nhé. Dương Quế Hoa khoanh tay trước ngực nói. Nói đi, bây giờ không có ai, Tần Lâm, cậu định thế nào, rốt cuộc có mua nhà cho Tâm Lan nhà tôi không? Mục Tiểu Lộ nắm chặt nắm đấm nói, cậu ta muốn cắm rễ ở thành phố thì phải dựa vào chị. Đúng vậy anh rể, mà đã mua phải mua nhà có 4 phòng ngủ, hi hi hi, cả nhà ta ở chung với nhau mới vui. Mục Tâm Lan trầm giọng nói. Mẹ! Mấy người đừng ép anh Tần mới bao tuổi, lấy đâu ra mấy triệu mua nhà chứ, bác hai và vợ bác hai cũng chỉ mới mua được nhà thôi, bọn họ còn phải đi làm thuê bao năm ấy, đó là số tiền cả nhà họ tích lũy cả đời. Sắc mặt Dương Quế Hoa trầm xuống. Mẹ không quan tâm, dù sao con gái mẹ cũng không thể chịu khổ được, con gái mẹ phải được ở trong nhà lớn. Mẹ cùng bố con sẽ giúp con trông cháu, đưa cháu đi học, tiện biết bao. Nếu không có nhà ở học khu Đàm Thủy Loan thì hai đứa đừng ở bên nhau. Mắt Mộc Tiểu Lộ đảo như giang lạc, vui vẻ nói. Anh rể hay anh đem xe đi cầm đi, chiếc xe kia cũng phải 4-5 triệu đấy, đi cầm cũng phải được 4 triệu, thế thì cũng bằng khoản trả đợt đầu. Dương Quế Hoa lập tức tươi như hoa, đúng rồi, sao bà ta không nghĩ ra chứ? Chẳng phải Tần Lâm còn một chiếc Mercedes-Benz phiên bản Brabus sao? Đem đi thế chấp là đủ mua nhà rồi. Mộc Tâm Lan liếc mắt. Không được, mấy người đừng quá đáng, xe đó là người ta đưa cho anh Tần lái, mấy người còn muốn bán nó đi à, mấy người điên rồi sao? Dương Quế Hoa hỏi. Cậu nói gì đi Tần Lâm, rốt cuộc có được hay không? Tần Lâm cười nói. Cứ xem nhà trước rồi tính sau. Dương Quế Hoa nghiêm túc nói. Cậu còn không đẹp trai bằng con trai tôi, cậu đem xe đi cầm, người phụ nữ kia làm được gì chứ? Tôi thấy cô ta cũng kính trọng cậu lắm, nhất định không để ý đâu, chiếc xe này biết đâu là cô ta tặng cậu đấy. Không đẹp trai bằng con trai bà. Tần Lâm suýt nữa buột miệng cười, Mộc Tâm Lan cũng chỉ muốn tìm cái hố nào chui vào, con chịu mẹ đấy, mẹ không xấu hổ à mà nói ra câu đấy. Con trai mẹ lấy xe người ta đi thế chấp còn bị người ta đánh cho, mị lực của con trai mẹ nhiều ghê. Mộc Tiểu Lộ cười híp mắt nói. Đúng vậy anh rể. Dù sao người ta cũng tặng rồi, anh đem đi cầm đi, vừa hay mua nhà luôn, chúng ta cũng đâu có thiệt. Mộc Tâm Lan trầm giọng nói, hai người này khiến cô tức chết mất. Mộc Tiểu Lộ, em không biết xấu hổ à? Dương Quế Hoa nhỏ giọng mắng, ra tối hậu thư cho Tần Lâm. Cậu nói đi có mua không, nói nhanh cho vuông đi Tần Lâm. Nếu cậu không mua thì đừng qua lại với Tâm Lan nữa. Tôi không dọa cậu đâu, Tâm Lan nhà tôi ưu tú đến vậy. Có vô số người muốn lấy nó đấy. Bà ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu như Tần Lâm không mua nhà cho họ, vậy thì hôm nay nhất định phải chia tay, vừa hay bạn của Mộc Đồng tuổi tác tương đương Mộc Tâm Lan, còn độc thân tài giỏi, chắc chắn không kém Tần Lâm. Tần Lâm cười nói, hai người yêu nhau thật lòng, tiền và nhà chỉ là vật ngoài thân thôi. Mộc Tiểu Lộ lắc đầu thở dài,
trên mặt đầy vẻ thất vọng. Vật ngoài thân, nếu anh đã biết nó là vật ngoài thân thì sao anh không mang xe đi cầm để mua nhà cho chị tôi, nói đến cùng anh không nỡ chứ gì, Tần Lâm, tôi không nghĩ anh lại là người như vậy. Được rồi, đừng nói nữa, bác hai của con đến rồi, đi thôi, đi đến văn phòng giao dịch bất động sản rồi nói tiếp. Dương Quế Hoa lạnh lùng nói, bà ta đã quyết định rồi. Nếu Tần Lâm không định mua nhà cho bọn họ, thì bọn họ sẽ không để Tâm Lan chết mòn bên cạnh anh, nếu như bạn học của Mộc Đồng ưu tú đến vậy, hai đứa hợp nhau thì tác hợp luôn, thế lại là chuyện tốt. Dù sao nếu không có nhà Dương Quế Hoa cũng không đồng ý, nhà là thứ cơ bản nhất, nhất định không thể thiếu. Mộc Tâm Lan không nói gì, bởi vì lúc này, nhà bác hai đã đến rồi. Bọn họ đi đến văn phòng giao dịch bất động sản, ở cổng có một người đàn ông mặc quần caro xanh, đi giày thể thao đỏ, bước ra từ chiếc Porsche 911. Anh ta cao gầy, vô cùng đẹp trai, vừa nhìn là biết không giàu cũng sang, quần áo trên người khá cao cấp, cộng thêm cách ăn mặc khiến anh ta trông rất thời thượng, anh ta đi đến ôm Mộc Đồng. Mộc Đồng ngưỡng mộ nói, tên này, hai năm qua cậu đi đâu thế, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, mẹ kiếp. Po 911, ngầu đấy. Tôn Thăng Nam nhún vai, mặt bình tĩnh nói. Có gì đâu, đợt trước khi đi học, nhà tớ không cho tớ lộ ra, thực ra bố tớ là ông chủ lớn, bây giờ tớ thể hiện rồi, không giả bộ nữa, ha ha ha. Mộc Đồng giới thiệu. Tên này, cậu giấu kỹ ghê, ngay cả tớ cũng lừa, được đấy. Đây là bố mẹ tớ, mấy người này là họ hàng nhà tớ, cũng muốn mua nhà, nên vừa hay đi luôn. Chào mọi người. Tôn Thăng Nam cười nói, nhưng khi ánh mắt của anh ta quét qua Mộc Tâm Lan, anh ta liền bị hớp hồn, không rời đi được. Tôn Thăng Nam cảm giác như mình trúng tiếng sét ái tình, Mộc Tâm Lan trong nháy mắt đã đi vào trái tim anh ta. Tôn Thăng Nam kéo Mộc Đồng, kinh ngạc nhìn anh ta. Cô gái kia là ai thế? Đẹp vậy, có phải bạn gái cậu không? Mộc Đồng nói nhỏ. Cái gì, động lòng rồi à? Ha ha ha, kia là em họ tớ, đẹp phết. Có điều người ta có bạn trai rồi. Trong mắt Tôn Thăng Nam rực lửa, anh ta nhìn chằm chằm Mộc Tâm Lan. Có thủ môn tớ vẫn đá được bóng vào. Xì, năm đó tớ khiêm tốn vậy, bây giờ phải thể hiện chút. Tớ đã nhắm chúng em họ cậu rồi. Đây là bạn học của Mộc Đồng sao? Dì là mẹ của Mộc Tâm Lan, đúng là anh Tuấn tài giỏi, đây là con gái gì, Mộc Tâm Lan. Dương Quế Hoa tiến lên chào hỏi, Tôn Thăng Nam cũng không ngờ, mình còn chưa ra tay, mẹ Mộc Tâm Lan đã đón tiếp rồi, điều này khiến sắc mặt của Mộc Tâm Lan nhanh chóng biến sắc, anh Tần nhất định sẽ khó chịu. Dương Quế Hoa thể hiện rõ lòng ái mộ, bà ta thích tiền, không mua được nhà ở Đàm Thủy Loan thì còn lâu mới lấy được con gái bà ta. Tần Lâm không định mua nhà, sắc mặt Dương Quế Hoa vô cùng khó coi, bây giờ thấy được anh công tử lắm tiền Tôn Thăng Nam này liền động lòng. Hai đứa tuổi tác tương đương, có gì thì nói chuyện chút, biết đâu lại có tình cảm, còn có thể nảy sinh tình yêu đấy. Ha ha ha, Dương Quế Hoa cười không thôi, bởi vì bà ta có thể thấy được, Tôn Thăng Nam này thích con gái bà ta, ánh mắt này không lầm vào đâu được, rõ ràng là thích. Mộc Tâm Lan nhíu mày. Mẹ nói linh tinh gì vậy? Con có bạn trai rồi. Dương Quế Hoa cười khẩy nói. Có bạn trai thì có tác dụng gì? Cậu ta có mua được nhà cho con không? Không có căn nhà 4 phòng ngủ ở Đàm Thủy Loan còn lâu mới lấy được con gái mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu như không mua được nhà ở học khu Đàm Thủy Loan, sau này con sẽ phải chịu khổ với cậu ta đấy, mẹ là người từng trải, chẳng nhẽ con hiểu rõ hơn mẹ chắc. Mẹ là mẹ con chẳng nhẽ lại hại con. Tôn Thăng Nam nghiêm túc nói. Dì nói đúng lắm, người trẻ tuổi bây giờ sốc nổi lắm, thậm chí nhiều người chỉ thích lừa mấy cô gái ngây thơ, không có tiền không có bản lĩnh thì thôi còn lừa gạt tình cảm của người khác, suốt ngày lấy chuyện tình cảm ra, tình yêu có thể ăn được chắc. Tình yêu có thể khiến bản thân sống trong nhà cao cửa rộng chắc. Ngay cả nhà cho người mình yêu cũng không có, loại tình yêu thế này đúng là vớ vẩn. Cái gì mà chịu đựng, nhẫn nhục, đấy chỉ là vớ vẩn hết. Chỉ khi cho cô gái của mình một mái ấm hoàn chỉnh thì cô ấy mới có thể sống an ổn, vui vẻ. Dương Quế Hoa thở dài nói. Nói đúng lắm, lời này của cháu nói đúng ý gì lắm, người hiểu chuyện như cháu bây giờ ít lắm, đúng là của hiếm, con gái gì mà tìm được người bạn trai như cháu thì gì có thể yên tâm rồi, hai. Viên Lê cười nói. Vậy đâu có khó, chỉ cần chưa kết hôn thì đã là cái gì. Chị thấy Thăng Nam rất tốt.
Khi còn học cấp 3 cũng hay qua nhà chị ăn cơm, không ngờ bây giờ có tiền đồ rồi, nhà có tiền mà không kiêu căng tự mãn, người trẻ tuổi thế này hiếm lắm. Thằng Nam mà lấy được cháu gái chị thì chị vui lắm, ha ha ha. Mục Tiểu Lộ khịt mũi coi thường chị mình. Đúng vậy, chỉ cần chưa kết hôn thì chưa phải muộn, chị em não có vấn đề, ngoan cố kinh người, lớn vậy rồi mà không biết nghĩ cho tương lai. Không có nhà ở học khu thì sau này con cái đi học thế nào, đúng là ngây thơ quá. Tôn Thăng Nam lắc đầu, mỉm cười nói. Hôm nay cháu đến để mua nhà kết hôn, chuẩn bị mua một căn 4 phòng ngủ để sau này kết hôn, dù sao cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, bố cháu cũng giục cháu kết hôn, có điều bây giờ muốn tìm một cô gái hợp mình khó quá. Mộc Đồng khinh thường nhìn Tần Lâm, lạnh lùng nói. Cái này phải dựa vào duyên phận, duyên đến rồi cũng không tránh được. Không phải anh nói em đâu Tâm Lan, bạn anh tốt nghiệp từ Đại học Yên Kinh đấy, hơn nữa trong nhà còn có công ty gia đình, em không cần lo đâu. Mà bạn anh làm người thế nào, anh hiểu rõ, chàng trai tốt thế này khó tìm lắm. Vụt mất cơ hội này không tìm được cơ hội khác đâu. Mộc Đạt Nhân trầm giọng nói, mọi người lần lượt đi vào phòng giao dịch bất động sản. Được rồi, đi xem nhà trước đã, có nhà mới có tương lai, người trẻ tuổi nên có một căn thuộc về mình ở học khu. Mộc Tâm Lan khó chịu, mình đưa theo anh Tần theo, đúng là khó xử mà. Hơn nữa họ hàng người thân của mình, bao gồm cả Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa đều muốn mình chia tay với Tần Lâm, tên Tôn Thăng Nam này lại hợp mắt mẹ mình, càng nhìn càng thích. Mộc Tâm Lan nói nhỏ, anh Tần, anh đừng để ý, đến em cũng cảm thấy ngại quá. Không sao, chỉ cần em vui là được. Tần Lâm cười nói, loại chó khinh người này thì là thá gì chứ? Anh chẳng quan tâm, Mộc Tâm Lan vui là được. Mộc Tâm Lan vô cùng kích động, lúc này cô thậm chí còn muốn ôm lấy Tần Lâm, nhưng cô biết mình không xứng với anh Tần, thứ tình cảm này mà là thật thì tốt quá. Cảm ơn anh Tần. Tôn Thăng Nam nhìn căn 4 phòng ngủ lớn nhất, 190m², gần bằng một tầng luôn. Căn này được đấy, 4 phòng ngủ, bao nhiêu tiền? Nhân viên giao dịch bất động sản vội vàng chạy đến, mặt tươi cười. Anh công tử này vừa nhìn là biết không giàu cũng sang. Anh đúng là có mắt nhìn, đây là căn tốt nhất của chỗ chúng tôi, cũng là căn 4 phòng ngủ cuối cùng, trả theo từng đợt là 52.000, trả hết là 9 triệu hơn, còn chưa đến 10 triệu tệ. Chắc chắn sẽ hợp với địa vị của anh, phù hợp với khí chất của anh. Xin hỏi anh định dùng nó làm nhà để kết hôn sao? Tôn Thăng Nam nói, kiểu đấy, làm nhà để kết hôn cũng được. Tôn Thăng Nam cười nói, xem cái gì chứ, rõ ràng là muốn Dương Quế Hoa chọn. Dì thấy thế nào, dì à, cháu cũng không hiểu biết về nhà lắm đâu, thứ này chỉ cần thoải mái là được, 4 phòng ngủ, dùng để làm nhà ở sau kết hôn cũng đủ dùng nhỉ. Chú dì tuổi lớn rồi, có kinh nghiệm, giúp cháu xem với. Dương Quế Hoa cười như được mùa, lúc này bà ta chẳng quan tâm đến gì nữa, đi thẳng đến phía trước mặt. Nhìn thấy một căn 4 phòng ngủ to hơn nhà của anh hai và chị dâu. Căn này đẹp ghê, rất sang trọng, 4 phòng ngủ 190m², trời ơi, dì chưa từng thấy căn nhà nào to như vậy đâu. Dương Quế Hoa kích động vô cùng, sau này mình mà có thể chuyện vào đây ở, thì bà ta đi ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh. Cô nhân viên giao dịch bất động cười híp mắt nói. Đây là căn cao cấp nhất trong số dinh thự ở Đàm Thủy Loan. Chỉ có người thực sự có tiền mới mua nổi, ít nhất cũng phải 10 triệu một căn, chỉ có khách hàng cao cấp mới có thể hưởng thụ được. Vị đây là mẹ anh hay mẹ vợ anh vậy? Nếu là người một nhà thì 4-5 người cùng sống với nhau vẫn rất rộng rãi đó. Dì uống cốc nước đi ạ, rồi từ từ xem. Chỗ này của chúng cháu là nhà học khu, diện tích xanh cũng phải đạt đến con số 45%, bầu không khí vô cùng trong lành, như vậy là để những người có tiền có thể hưởng cuộc sống xa xỉ thoải mái. Có nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc 24/24 giờ, đảm bảo gì có thể sống cuộc sống an toàn và hưởng thụ. Ồ, Dương Quế Hoa có hơi kinh ngạc, nhận lấy ly trà. Tôi không phải mẹ cậu ấy. Vậy thì chắc là mẹ vợ rồi, cũng là cha mẹ hai bên, thêm đứa con nữa là đủ dùng. Hơn nữa mỗi gian phòng đều có nhà vệ sinh riêng, rất riêng tư, căn 4 phòng ngủ 190m² này mà là nhà bình thường thì chỉ tầm 60m² thôi. Bên cháu chủ yếu muốn xây dựng cho khách hàng trải nghiệm xa xỉ, có chuyên gia thiết kế riêng, chắc chắn độc nhất vô nhị. Hai chữ mẹ vợ này càng khiến Dương Quế Hoa vui không khép được miệng, mình mà là mẹ vợ của Tôn Thăng Nam thì tốt quá.
Dương Quế Hoa kích động đến run tay, thậm chí nói năng còn hơi không mạch lạc. Con gái, con xem căn nhà này nè, tốt chưa kìa? Tôn Thăng Nam cười nói. Tâm Lan, em xem, nhà ở đây tốt thật, em hỏi bạn trai em xem có mua một căn không? Mộc Đồng cười khẩy nói. Anh ta á, dù anh ta có bán hết tài sản cũng không mua nổi. Lời Tôn Thăng Nam đầy vẻ khinh bỉ, hơn nữa lúc này, Mộc Đồng cũng vô cùng phối hợp, tỏ vẻ khinh thường, chê bai, dè biểu Tần Lâm. Không mua nổi, không mua nổi thì đi xem làm gì, rảnh thế. Nhân viên giao dịch bất động sản không cần nghỉ ngơi chắc. Tôi bảo này, có nhiều người không có tiền mà cứ đến làm màu, nhà 8 triệu 10 triệu một căn, đâu phải ai cũng ở được. Tôn Thăng Nam cười khẩy. Cô nhân viên giao dịch bất động sản liên tục liếc xéo, nhìn về phía Tần Lâm. Anh đây nói đúng lắm, mua được hắn xem, không mua được chỉ tổ mất thời gian của chúng tôi thôi. Mấy tên này điên thật, chẳng phải đố kỵ người có tiền sao? Ha ha! Dương Quế Hoa khinh bỉ nói. Tần Lâm, tôi hỏi cậu lần cuối cùng, cậu có mua không? Cậu không mua thì chia tay với Tâm Lan nhà tôi đi, đàn ông tốt nhiều vậy, cần gì ở bên một kẻ không có gì như cậu ta? Cậu ta không có năng lực khiến con hạnh phúc đâu, người có thể khiến con hạnh phúc nhiều lắm. Mục Tiểu Lộ chống eo nói. Đúng vậy, Tần Lâm, anh đừng có mà không cầu tiến như vậy. Ngay cả một căn nhà mà cũng không nỡ mua cho chị tôi, anh còn bảo anh yêu chị ấy. Tôi thấy anh chỉ yêu bản thân thôi, chị, loại người thế này em biết thừa, không có tiền mà cứ giả bộ lừa gạt tình cảm chỉ có mình chị u mê thôi. Tôn Thăng Nam cười nói. Ngay cả nhà cũng không đáng để anh ta bỏ tiền ra, Mộc Tâm Lan, nếu như em đồng ý, anh có thể theo đuổi em không? Dương Quế Hoa xúi giục con gái. Mau đồng ý đi, còn nghĩ gì nữa? Con bé ngốc này, đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống đấy. Mộc Đồng đứng bên khuyên nhủ. Tâm Lan, bạn học của anh là đại gia thực sự, chúng ta không phải ghét nghèo thích giàu, nhưng có ai đó ngay cả nhà cũng không mua nổi, em ở bên anh ta có nghĩ lý gì? Ha ha ha, con người phải biết đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, em nên hiểu đạo lý này. Mục Đạt Nhân nghiêm túc nói. Xã hội bây giờ, không có tiền thì chả là cái thá gì cả, Tâm Lan, cháu lau lại mắt mình đi, trẻ tuổi không hiểu chuyện là bình thường. Bác với mẹ cháu là người có tuổi, không lừa cháu đâu. Hai người yêu nhau thật lòng chưa chắc đã ở bên nhau, nhưng chỉ cần cháu có nhà cho tiêng mình thì bọn cháu mới có thể ở bên nhau. Viên Lê mặt mày hớn hở, nhìn Tần Lâm, khinh thường nói. Dù sao lựa chọn trong tay cháu suy nghĩ cẩn thận đi, Tâm Lan à, làm phụ nữ, phải biết tốt với mình, đừng để một sai lầm mà ân hận cả đời. Mục Tâm Lan trầm giọng nói. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, nhà không phải tiêu chuẩn duy nhất khi tôi lựa chọn người yêu. Cảm ơn ý tốt của anh họ, cũng mong bạn anh có thể giữ tự trọng. Con bé chết tiệt này. Sao mày không chết tâm đi? Có nhà tốt biết bao, Tôn thiếu gia thích mày là phúc của mày. Có nhà rồi thì sau này có thể sống sung sướng, mày đúng là con ngu. Cậu ta còn không nỡ mua nhà cho mày, mày nói xem rốt cuộc cậu ta có thật lòng yêu mày không? Dương Quế Hoa tức đến mức mắt nổ đom đóm, con gái mình đúng thật khiến bà ta không yên tâm nổi. Bây giờ cho Tôn thiếu gia một cơ hội, hai đứa làm quen, thế thì sau này căn nhà kia có thể làm nhà kết hôn rồi. Không nghe Tôn thiếu gia nói à, căn nhà này mua để kết hôn đấy. Tần Lâm nhún vai nhìn Tôn Thăng Nam. Có mua nhà hay không là dựa vào ý của mình, tôi muốn mua thì sẽ mua, chẳng nhẽ anh ép được tôi sao? Tôn Thăng Nam khoanh tay trước ngực, nổi hứng nói. Không mua được là không mua được, ở đây tỏ vẻ làm cái gì? Có bản lĩnh thì anh tự mua một căn đi. Tần Lâm nói. Được thôi, tôi mua mấy căn anh mua từng nấy căn. Anh dám cược không? Tôn Thăng Nam và Tần Lâm bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng, không ai nhường ai. Chuyện hài, còn muốn mua mấy căn? Chắc anh chỉ mua nổi một gói hương là cùng, đừng có khoác không biết ngược, cược thì cược, ai sợ ai, muốn đấu với tôi á, anh còn non lắm. Mộc Đồng cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng dí chặt vào Tần Lâm, trong mắt người nhà anh ta, Tần Lâm chỉ là một tên vô dụng. Nói nhiều như vậy mà chẳng dám nói gì. Bây giờ còn muốn cược với Tôn đại thiếu gia, thích tự ngược à? Cái loại như anh mà muốn cược với Thăng Nam à, anh có não không vậy? Không phải tôi khinh anh đâu, Tần Lâm, người ta phải tự biết lượng sức mình, anh cố ý khiến Tâm Lan khó chịu à? Đàn ông không có bản lĩnh chỉ cần cố gắng là được,
dù không tìm được người tốt như Tâm Lan thì tìm một người bình thường cũng được mà, cần gì rước nhục vào người. Hừ hừ, đúng vậy, cậu không biết tự lượng sức mình à, còn muốn so bì với Tôn thiếu gia nhà người ta, cậu điên à? Còn muốn mua mấy căn? Một căn cậu mua được chắc, xì. Bác hai của Mộc Tâm Lan, Viên Lê khinh thường, nói giúp Tôn Thăng Nam. Tôn Thăng Nam là đại gia lắm tiền giả nghèo, bây giờ mới lộ ra, sau này nếu như có thể nâng đỡ Mộc Đồng thì Mộc Đồng sẽ không gặp trở ngại gì, mà huống hồ nếu như Mộc Tâm Lan ở bên Tôn Thăng Nam, bọn họ sẽ trở thành người nhà. Mộc Đạt Nhân trầm giọng nói, tỏ vẻ hiểu biết lắm, uyên bác lắm, nói trắng ra là khinh thường Tần Lâm, cậu ta mà mua được nhà mới là lạ đó. Nhiều người khuyên cậu ta thế này mà cậu ta chẳng muốn mua nhà chút nào, hơn nữa bị người ta chê bai, khinh thường mà không ra mặt giúp Mộc Tâm Lan, rõ ràng không có tiền. Tần Lâm, cậu chém gió không biết ngượng à, đùa gì vậy, tôi khuyên cậu câu này, đừng không biết điều, Tôn thiếu gia không phải người thường, cậu phải nhớ lấy, nếu không đến lúc mất mặt còn bị người ta đuổi ra ngoài thì khó coi lắm. Trên người toàn hàng chợ, chắc chưa đến 200 tệ. Tên này mà mua được nhà ở Đàm Thủy Loan thì đúng là nực cười. Cho dù là giả heo ăn thịt hổ thì cũng phải dùng hàng xa xỉ loại khiêm tốn, mà Tần Lâm toàn dùng đồ chợ, rẻ tiền. Tần Lâm cười khẩy, cả đám không biết tốt xấu, cậy già lên mặt, còn muốn tác hợp cho Mộc Tâm Lan và Tôn Thăng Nam, tên này nhìn lấm la lấm lét, chẳng phải hạng tốt lành gì. Mấy người là cái thá gì mà đứng ở trước mặt tôi khua tay múa chân? Chuyện của tôi với Tâm Lan cần người ngoài chõ mũi vào chắc. Viên Lê khó chịu nói. Cậu, sao cậu có thể nói vậy? Thím ba, mắt nhìn người của Tâm Lan càng ngày càng kém, chẳng biết chọn đàn ông gì cả, ngay cả chút phép tắc lễ nghi cũng không có. Tần Lâm cười khẩy nói. Lễ phép, mấy người xứng để tôi lễ phép sao? Từ đầu đến cuối tôi không muốn nói gì, mà đám phế vật mấy người cứ nói năng không ngớt, chẳng phải khinh thường chê bai tôi sao? Đều là đám chó khinh người. Bây giờ còn nói chuyện lễ nghi với tôi à, hổ không thể hiện uy mà nghĩ tôi là mèo bệnh à, mấy người là loại bợ đít, đầu óc có vấn đề mà còn đứng đây chỉ trỏ trỏ, già mà đổ đốn, nhỏ mà kiêu căng, lấy gì để mà nói tôi. Nếu không vì nể mặt Tâm Lan thì tôi đánh mấy người lâu rồi. Mộc Đạt Nhân trầm giọng nói. Cháu xem Tâm Lan, cháu tìm dạng bạn trai gì vậy, quá đáng quá. Có điều Mộc Tâm Lan lại bàng quan đứng nhìn, không nói gì. Lời Tần Lâm nói đâu có sai, chuyện không liên quan đến mình mà cứ chõ mũi vào, ở bên hóng Dreamer, hơn nữa còn khinh thường rẻ biểu anh, bây giờ chọc giận người ta rồi, họ lại không vui, thế sao còn làm? Mộc Đồng tức giận nói, loại không biết trời cao đất dày này nhất định phải bị anh ta giáo huấn. Tần Lâm, anh đúng là không biết xấu hổ, tôi thấy anh không mua nổi nhà, bây giờ lại chuyển chủ đề. Tôi cũng muốn cược với anh, nếu anh mà mua được nhà thì tôi sẽ quỳ trước mặt anh. Nếu anh không mua nổi, anh phải quỳ trước tôi. Thế nào, có dám cá cược không? Hay là mua thử một căn trước xem sao? Tôn Thăng Nam ánh mắt thâm thúy, nở nụ cười như chứa dao găm nói. Vậy thì đặt cược lớn một chút, cuối cùng nếu ai thua thì sẽ đưa tất cả những căn mình mua được cho đối phương, thế nào? Tần Lâm cười nói. Được thôi, anh tự tin như thế. Vậy để tôi xem thử anh có thể mua được mấy căn. Đây chẳng phải là cậu bé thần tài thì là gì? Tôn Thăng Nam bật cười ha hả. Tên Tần Lâm này muốn thi vung tiền với anh ta à? Anh Tần. Mộc Tâm Lan nhìn sang Tần Lâm, ánh mắt có chút phức tạp, hiện giờ đã chơi càng lúc càng lớn. Cô ấy không lo Tần Lâm sẽ thua, ban đầu anh còn mua cho em dâu một chiếc đồng hồ mấy chục triệu, đây mới là nhà giàu khiêm tốn thật sự. Nhưng đặt cược lớn như vậy khó tránh khỏi khiến người ta ngạc nhiên. Sao, sợ rồi à? Nếu bây giờ anh quỳ xuống xin tha thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, những chuyện lúc trước cũng có thể xóa sổ. Tôn Thăng Nam chỉ vào Tần Lâm nói. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ anh không có gan đánh cược với tôi thôi. Tần Lâm chế nhạo. Yên tâm đi, anh có tính toán rồi. Tần Lâm nhìn Mộc Lâm Lan, dịu dàng nói. Tôi xem anh còn giả vờ đến lúc nào, xì. Mộc Đồng khoanh tay đứng đó với dáng vẻ xem kịch. Tần Lâm, cậu đừng tự chuốc lấy nhục nhã, nhân lúc cậu Tôn chưa tức giận, mau chóng quỳ xuống xin lỗi người ta đi. Dương Quế Hoa tức giận nói, nếu đứa con rể vàng này chạy mất, bà ta sẽ tiếc tan nát ruột gan mất. Tuy nhiên, tất cả đều là do cái tên Tần Lâm này gây cản trở, còn muốn yêu đương với con gái bà ta à,
giờ bà ta nhất quyết không đồng ý. Đúng thế, Tần Lâm, anh đừng có chọc giận anh rể tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mục Tiểu Lộ lạnh lùng nhìn Tần Lâm, tham phú phụ bần, giờ cậu ta đã nhắm trúng Tôn Thăng Nam rồi. Người ta là cậu chủ nhà giàu, còn Tần Lâm là cái thá gì? Đến con xe rách cũng không có mà phải để người khác tặng. Anh rể, em chỉ chờ đến ngày anh cưới chị gái em. Mục Tiểu Lộ quay đầu đón ánh mắt của Tôn Thăng Nam và cười nói. Yên tâm đi em rể, đợi anh thắng anh ta nhất định sẽ tặng cậu một căn nhà. Tôn Thăng Nam cười nói. Vãi trưởng, tặng một căn nhà. Lòng Mục Tiểu Lộ lập tức vui như nở hoa, cậu ta đã gặp được quý nhân rồi à? Tặng cậu ta một căn nhà tận mấy triệu, nhìn đi, đây mới là phong thái nhà giàu. Anh rể, em cảm ơn anh trước. Mục Tiểu Lộ vô cùng kích động, hai tay nắm chặt lấy Dương Quế Hoa mẹ mình. Dương Quế Hoa cũng nén khỏi kích động, nhịp tim không ngừng gia tăng, người ta là cậu ấm nhà giàu, lời nói ra như bát nước hất đi, chắc chắn không có chuyện nuốt lời. Lúc này, ngay cả Mộc Đạt Nhân và Viên Lê cũng nhìn nhau, biết trước Tôn Thăng Nam là cậu chủ nhà giàu hào phóng, bọn họ đã gọi con gái đến rồi, tên Tôn Thăng Nam này giấu kỹ quá, ngay cả con trai là bạn thân nhất cũng không biết. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể hâm mộ, ghen tị. Vung tay tặng hẳn một căn nhà mấy triệu, chẹp chẹp, sự quyết đoán này, người bình thường sao có thể so sánh được. Vậy còn gì? Dương Quế Hoa vội vàng nói. Gì à, chỉ cần cháu lấy được con gái gì, thì nhà sao thiếu gì được. Đến lúc đó, cháu cũng sẽ tặng mọi người một căn, ha ha ha. Tôn Thăng Nam tỏ vẻ tự mãn. Ngay cả nhân viên giao dịch bất động sản cũng ghen tị, vẻ mặt đầy kích động, xem ra hôm nay đã gặp được đại gia thật sự rồi, mạnh tay quá đi. Tôn Đạt Nhân và Viên Lê đều tiếc nứt ruột, vì sao không gọi con gái nhà mình đến chứ, tên Tôn Thăng Nam này chính là con rể vàng trong truyền thuyết. Dương Quế Hoa vui vẻ cười ngoác mang tai, hai mắt sáng ngời, con trai bà ta có nhà rồi, bọn họ cũng có, tên Tôn Thăng Nam này không hổ là cậu ấm nhà giàu, hơn nữa còn có tình cảm sâu nặng với con gái bà ta, người đàn ông này mới xứng đáng để giao phó. Con rể ngoan, con rể tốt, ha ha ha, dì nhắm cháu là con rể gì rồi. Lòng Dương Quế Hoa hoảng loạn, bà ta hoàn toàn chưa sẵn sàng, bà ta cũng sắp có một căn nhà to như của nhà anh hai rồi à. Nó tận mấy triệu đó, xem ra lần này bọn họ đầu tư con gái có lời rồi. Con trai bà ta không có năng lực, sinh được một đứa con gái xinh đẹp vẫn phất lên như thường, chuyện này sẽ khiến đám hàng xóm thấp kém trong thôn ghen tị chết mất. Dương Quế Hoa thậm chí đã nghĩ đến khoảnh khắc huy hoàng về thôn, đến lúc đó, bà ta nhất định phải cho bà Trương xem, tưởng con gái bà ta tìm được con rể làm giáo viên trong thành phố thì ghê gớm lắm à. Đến lúc đó tôi sẽ cho bà xem con rể của tôi lợi hại như nào. Mẹ nói linh tinh gì vậy? Mục Tâm Lan tức giận xanh mặt, Mục Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa chỉ muốn mau chóng bán cô ấy đi, thấy người có tiền là răm rắp gọi con rể, cô ấy còn không quen biết người ta mà bọn họ đã ở đây gán ghép linh tinh. Cháu xem này, Tâm Lan còn xấu hổ, đã là con gái lớn rồi không có gì phải ngại ngùng cả, đến lúc đó đừng quên hai bác là được. Ha ha ha. Viên Lê miệng thì cười nói nhưng trong lòng lại đang chửi thầm, con danh này trong lòng đang sướng điên lên được, đúng là được hời còn ra vẻ. Chứ sao nữa, đây chắc chắn là một cuộc hôn nhân tuyệt vời, chúng tôi trông Thăng Nam từ bé đến lớn, biết rất rõ tính cách của nó, sau này cháu ở bên nó chắc chắn rất hạnh phúc. Mục Đạt Nhân gật đầu lia lịa, như thể đã bàn đến chuyện cưới xin rồi. Chính là căn này, tính xem bao nhiêu tiền, tôi lấy hai căn này trước, một căn nuôi lợn. Một căn nuôi chó. Tần Lâm mỉm cười nói với một nhân viên giao dịch bất động sản khác. Thưa anh chắc chắn chứ ạ? Cao Sảng mặt đầy kinh ngạc hỏi. Ừ, tính xong thì quẹt thẻ đi. Tần Lâm nói. Trả hết ạ? Đúng thế. Cao Sảng mặt đầy ngạc nhiên, vội vàng cầm máy tính lên bấm. Thưa anh, mỗi căn có giá 9,32 triệu, tổng hai căn là 18,64 triệu nhân dân tệ. Tinh. Quẹt thẻ thành công, Tần Lâm quẹt một lúc hơn 18 triệu nhân dân tệ, tất cả mọi người lúc đó đều kinh ngạc, ngay cả người trong phòng giao dịch bất động sản cũng rất phấn khích. Tiểu Sảng giỏi quá, bán một phát hai căn, lại còn trả toàn bộ nữa. Đúng thế, Tiểu Sảng, cô phải khao chúng tôi đấy nhé. Nhân viên phòng giao dịch bất động sản nói liên miên. Sắc mặt Lưu Ánh Sa sầm lại, vừa rồi cô ta coi thường Tần Lâm,
không ngờ giờ người ta lại trực tiếp quẹt thẻ mua chọn hai căn nhà gần 20 triệu, hống hách quá đi. Vẻ mặt Mộc Đồng cũng vô cùng ảm đạm, người mà anh ta coi thường nhất lúc này lại vung tiền như rác, mua một lúc hai căn nhà lớn cao cấp, chuyện này quá mức kinh ngạc đi. Chuyện này sao có thể? Sao anh ta lại có nhiều tiền như vậy? Mục Tiểu Lộ có chút hoảng hốt, không ngờ Tần Lâm lại giàu có như vậy, trái tim Dương Quế Hoa cũng đập thình thịch, tên Tần Lâm này trông có vẻ bình thường nhưng cũng là một cậu chủ nhà giàu. Mục Đạt Nhân và Viên Lệ cũng hoảng loạn theo, sắc mặt tối sầm, bọn họ đã khinh thường Tần Lâm rồi à? Lẽ nào tên nhóc này giả nghèo sao? Chỉ có Mục Tâm Lan là người bình tĩnh duy nhất, cô biết rõ Tần Lâm vô cùng giàu có, dù là nhân sâm hay đồng hồ có giá hàng chục triệu, mà Tần Lâm vẫn tiêu không hề chớp mắt, nói gì đến chuyện mua mấy căn nhà này. Anh bạn, có phải anh nên quỳ xuống rồi không? Tần Lâm nhìn Mộc Đồng, sắc mặt anh ta tái nhợt, khóe miệng khẽ mấp máy. Vừa rồi anh ta đánh cược với Tần Lâm, chỉ cần anh mua được nhà, anh ta sẽ quỳ xuống trước mặt anh. Giờ người ta không chỉ mua nhà, mà còn trả tiền một lúc hai căn, chuyện vả mặt này dường như quá nhanh thì phải. Anh nói linh tinh gì vậy? Bảo tôi quỳ trước anh á, anh xứng chắc. Tôi bảo là nếu anh thắng được Thăng Nam thì tôi mới quỳ, hai chúng tôi cùng nhau quỳ, hài lòng chưa? Mộc Đồng không chịu nhận. Ăn quỵt à? Tần Lâm cười nói, để xem anh ăn quỵt được bao lâu. Đợi chút nữa xem anh có quỳ hay không. Tôi ăn quỵt, buồn cười, Mộc Đồng tôi mà là người nuốt lời, ăn quỵt à? Không tin anh hỏi bố mẹ tôi với cả Thăng Nam xem. Mộc Đồng cười chế giễu. Vậy tôi thà hỏi đầu gối tôi còn hơn. Tần Lâm giễu cợt nói, không thèm so đo với Mộc Đồng, mà quay sang nhìn Thăng Nam. Đến lượt anh rồi, anh mua mấy căn? Tôn Thăng Nam nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ, mua hai căn thì ghê gớm lắm à? Tôi chắc chắn mua được nhiều hơn anh rồi, nếu không sao có thể chứng minh tôi giàu có hơn anh chứ, cảm ơn anh bạn đã ủng hộ tôi thêm hai căn nhà. Tôn Thăng Nam mặt mày hớn hở, kiêu căng rút tấm thẻ đen ra nói với Lưu Oánh đang đứng bên cạnh. Lấy cho tôi 4 căn hộ vừa nãy, quẹt thẻ, tôi cũng trả toàn bộ. Lưu Oánh kích động cười tâu toét, vội vàng lấy hợp đồng 4 căn hộ và cầm thẻ đi quẹt. Tôi biết tấm thẻ đen này, đây là thẻ đen siêu cấp của ngân hàng Hoa Hạ. Nghe nói có thể quẹt ít nhất 100 triệu và nhiều nhất là 10 tỷ, cậu chủ Tôn cũng giàu có quá đi. Người ở phòng giao dịch bất động sản thốt lên. Trước đây cô ta từng thấy một vị khách đại gia cầm thẻ đen siêu cấp này đi mua biệt thư, quẹt một phát 68 triệu, ngầu đét. Tôn Thăng Nam càng kiêu ngạo hơn, có người nhận ra thẻ đen, vậy anh ta không cần tự nói ra thân phận nữa. Thẻ đen này tất nhiên không phải của anh ta mà là của bố anh ta. Hạn mức tối đa là 300 triệu, nếu không phải đi mua nhà thì bố anh ta cũng sẽ không giao chiếc thẻ này cho anh ta. Hiện tại vốn kinh doanh nhà anh ta đang túng thiếu. Chỉ có thể quẹt bằng thẻ đen siêu cấp này. Quy mô kinh doanh nhà Tôn Thăng Nam có lẽ lên đến mười mấy tỷ, nếu không anh ta cũng không thể sở hữu chiếc thẻ đen siêu cấp này, đây là biểu tượng của thân phận và địa vị. Tinh tinh, tinh tinh, thẻ đen của Tôn Thăng Nam quẹt một phát 4 căn hộ, tổng 37,28 triệu nhân dân tệ. Anh xem, đây mới là khí thế của đại gia thực sự, Thăng Nam, cậu trâu bỏ quá. Mộc Đồng vô cùng ngưỡng mộ. Thật phấn khích khi có một người bạn đại gia như này, mặc dù không phải anh ta mua. Hào phóng, đúng là quá hào phóng, ha ha ha. Dương Quế Hoa thở phào nhẹ nhõm, Tôn Thăng Nam này không phải là cậu ấm nhà giàu bình thường, những cậu ấm bình thường khác tuy nhà có điều kiện, nhưng có mấy ai có thể bỏ ra mấy chục triệu một lúc chứ. Anh rể, anh ngầu quá đi. Mục Tiểu Lộ kích động hét lên, luôn miệng gọi anh rể, so ra còn thân thiết hơn cả với Tần Lâm trước đây. Thím ba thấy chưa, cậu Tôn đây mới là cậu ấm nhà giàu thật sự, tôi thật sự hâm mộ nhà thím đó. Thím và Đạt Hoa nửa đời còn lại đã có chỗ nương tựa rồi, kiếm được một chàng con rể tốt như thế, thật khiến người khác ghen tị mà. Trong lòng Viên Lê đang giàu nẫu ruột, nếu gọi con gái bà ta đếm thì chưa chắc Tôn Thăng Nam đã nhìn chúng Mộc Tâm Lan, đúng là nỗi tiếc hận ngàn năm mà. Thế nào, giờ không nói gì nữa à? Tần Lâm, anh mua tiếp đi, giả vờ tiếp đi. Ha ha ha, Mộc Đồng chống eo, đứng bên cạnh Tôn Thăng Nam ra oai. Đó chắc là tiền mồ hôi nước mắt của cả đời bố mẹ anh ta. Cứ thế tặng cho hết cho tôi thì ngại quá, anh quyết tâm lấy cái danh cậu bé thần tài rồi à. Tôn Thăng Nam cười nói, anh ta mua một lúc 4 căn nhà,
hiện giờ anh không còn gì để nói nữa đúng không? Cả nhà họ Mộc đều nhìn chằm chằm Tần Lâm, nếu Tần Lâm thua thì sẽ phải đưa hai căn nhà kia cho Tôn Thăng Nam, chả trách người giàu càng lúc càng giàu, chơi lớn như thế, người càng to gan thì tài sản càng lớn. Tần Lâm mỉm cười, không nói gì nhìn sang Cao Sảng. Mấy căn hộ này rẻ quá, có khu biệt thự nào tốt hơn không, cho tôi xem thử. Biệt thự, có ạ. Trái tim của Cao Sảng kích động đập thình thịch, đây chắc chắn là khách sộp rồi. Bọn họ không quan tâm đến vụ cá cược giữa hai người, điều quan trọng nhất là bán được nhà. Thấy Cao Sảng được Tần Lâm nhìn chúng, mua liền hai căn nhà, giờ lại muốn mua biệt thự, mấy cô nhân viên bên cạnh hai mắt nhìn Tần Lâm đã phát sáng, chỉ muốn biến thành sói đói vồ đến. Chị em chen lấn đứng hết sang bên cạnh Cao Sảng, xếp thành một hàng toàn cô gái chân dài tất đen. Ai nấy đều xinh đẹp, nếu được đại gia nào đó yêu thích thì cả đời bọn họ sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Căn này 45 triệu, đây là căn biệt thự 5 phòng ngủ 3 phòng khách. Căn này 68 triệu, là căn biệt lập 3 tầng, có hầm để xe. Căn này 101 triệu, là căn biệt thự độc lập 5 tầng, xung quanh là vườn hoa, vị trí đắc địa, chắc chắn là một căn có 102. Cao Sảng kích động giới thiệu cho Tần Lâm. Vậy lấy cái này đi, 100 triệu, dù sao thì 100 triệu với mấy chục triệu cũng chẳng khác gì nhau mấy, đúng không? Ha ha ha. Tần Lâm cười nói, lúc này tất cả mọi người đều đã ngẩn ra, sững sờ tại chỗ. Tất cả đều sốc nặng rồi, căn biệt thự 100 triệu nhân dân tệ, nói mua là mua luôn sao? Đừng ngơ ra đó nữa, quẹt thẻ đi. Tần Lâm quơ quơ tay trước ánh mắt ngây ra của Cao Sảng, cô ấy lúc này mới hoàn hồn, lập tức chuẩn bị hợp đồng và quẹt thẻ cho Tần Lâm. Mặc dù thẻ của Tần Lâm không có gì đặc biệt, nhưng là của Mạnh Văn Cương đưa cho anh, hạn mức mấy tỷ. Nếu không phải trường hợp đặc biệt thì Tần Lâm sẽ không lấy ra dùng. Biệt thự 100 triệu thì sẽ trông như thế nào? Là ở khu vực tấc đất tấc vàng Đàm Thủy Loan, biệt thự biệt lập 5 tầng, nghĩ thôi cũng khiến người ta sung sướng. Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ đều có chút sững sờ, bọn họ đâu được nhìn thấy cảnh tượng như này chứ. Ngay cả làm phim cũng không dám quay như vậy, 100 triệu, bọn họ đến nghĩ còn không dám nghĩ đến. Tần Lâm vậy mà lại quẹt thẻ mua hẳn một căn biệt thự 100 triệu ở Đàm Thủy Loan. Lúc này, Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ liếc nhìn nhau, lòng đầy phức tạp. Không ngờ Tần Lâm lại giàu có như thế, lúc trước còn giả nghèo với bọn họ, một căn nhà mấy triệu tệ cũng không muốn mua cho con gái bọn họ. Trong lòng Dương Quế Hoa cảm xúc lẫn lộn, nhìn sang Tôn Thăng Nam thấy sắc mặt của anh ta đang cứng đơ lại. Đám người Mộc Đạt Nhân và Viên Lê cũng không dám nói chuyện. Bá đạo quá đi. Khi quẹt thẻ thành công, trái tim của tất cả bọn họ như có chiếc chuông, bị Tần Lâm gõ inh tai nát óc. 100 triệu. Với Tôn Thăng Nam đây cũng không phải một con số nhỏ, và lại hiện giờ anh ta đang cầm thẻ đen của bố. Tuy sản nghiệp kinh doanh của nhà anh ta trị giá mấy tỷ, nhưng đó là giá trị thị trường của công ty, hạn mức thẻ đen của nhà bọn họ là 300 triệu, còn là ủy thác người ta làm, chính là để cho bố anh ta dùng những lúc nguy cấp. Thế nhưng lúc này Tần Lâm dám mua hẳn một căn biệt thự 100 triệu, anh ta cũng không thể sợ hãi. Sợ cái gì, dù sao thù nếu thua, anh sẽ phải dâng tặng căn biệt thự này cho tôi, viết tên tôi lên hợp đồng nhà, đây là vụ kinh doanh ăn chắc, có lãi. Với tỷ lệ thắng 50%, dù bố anh ta có biết thì cũng sẽ khen anh ta thông minh. Quyết định thế đi, không phải sợ, cứ thế mà làm. Tôn Thăng Nam nhìn sang Lưu Ánh với vẻ mặt kiêu ngạo, nói. Cho tôi một căn như giống y như thế, 100 triệu đúng không? Tôi cũng quẹt thẻ trả toàn bộ, trả thiếu chút tiền này. Toàn bộ phòng giao dịch bất động sản đều trở nên náo động. Bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ, lại dễ dàng hoàn thành doanh thu hơn 260 triệu trong thời gian ngắn như vậy, giám đốc kinh doanh bên cạnh cũng vui cười ngoác mang tai. Cho dù là hôm mở bán cũng chỉ được hơn 300 triệu mà thôi, còn toàn là căn hộ bình dân nữa. Những đại gia vung tay mua biệt thự như Tần Lâm và Tôn Thăng Nam đây là vô cùng hiếm gặp. Bọn họ đã mở bán ở đây gần 2 năm rồi, nhưng cũng chỉ bán một nửa căn mà thôi. Mặc dù nhà đẹp, nhưng người giàu có không nhiều như vậy, rất nhiều người dành dụm hơn nửa đời người cũng chỉ đủ trả tiền cọc đầu một căn. Lúc này, Lưu Ánh cũng kích động không khép nổi miệng, vội càng đi chuẩn bị hợp đồng cho Tôn Thăng Nam, nếu vị đại gia này thay đổi quyết định thì toi. Hiện giờ cả hai đều đang so kè với nhau, không ai chịu thua ai, tất nhiên phòng giao dịch bất động sản của bọn họ là bên được lợi nhất, trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi.
ánh mắt Lưu Ánh nhìn Tôn Thăng Nam cũng trở nên đầy si mê, sao đại gia như này lại không thích cô ta chứ? Nếu cô ta cũng được Tôn Thăng Nam nhìn chúng thì tốt biết mấy, đến lúc đó, cho dù là một con chim hoàng yến cũng đáng giá. Cậu Tôn thật oai phong. Ánh mắt Viên Lê càng thêm nồng nhiệt, tên nhóc này đúng là thâm tàng bất lộ, không ngờ anh ta lại có thể khiêm tốn nhiều năm như thế. Xem ra cũng là một chàng thanh niên thâm sâu, vung tay tiêu 140 triệu không chút do dự. Đây đều là tiền bạc cả đấy. Đừng nói đến người trẻ tuổi, cho dù là ông chủ kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường như Mộc Đạt Hoa cũng khâm phục Tôn Thăng Nam không thôi, người không thiếu tiền mới là kẻ đáng sợ nhất. Thăng Nam, cậu chơi lớn quá. Vẻ mặt Mộc Đồng trịnh trọng, hiện giờ tất nhiên anh ta không muốn Tôn Thăng Nam thua, nếu Tôn Thăng Nam thua thì anh ta sẽ phải quỳ với Tần Lâm, vô cùng mất mặt, vì thế, hiện giờ, anh ta chỉ có thể đặt hết hy vọng lên Tôn Thăng Nam. Anh rể, anh ngầu quá, sau này có thể để em ở ngôi biệt thự này mấy ngày được không? Mộc Tiểu Lộ xoa chân xoa tay, nước miếng chảy ròng ròng. Ngôi biệt thự lớn này có núi có sông có cây cối. Cả đời cậu ta cũng không dám mơ được ở trong ngôi biệt thự tuyệt đẹp này. Mà nay, nhờ chị gái mà mơ ước của cậu ta sắp được thực hiện rồi. Cậu đã gọi anh là anh rể rồi thì cứ ở đi, ở một năm cũng được, anh rể của cậu chắc chắn không phải người bùn xỉn, ha ha ha. Tôn Thăng Nam mặt đầy kiêu ngạo, dương dương tự đắc nói, tôi chống mắt lên con anh còn mua được mấy căn nhà đắt như vậy. Tôn Thăng Nam khinh thường nhìn Tần Lâm, lúc này... Ngay cả Mộc Tâm Lan cũng bắt đầu hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Tần Lâm nhìn sang Mộc Tâm Lan, nắm chặt lấy tay cô. Em yên tâm, có anh ở đây. Tần Lâm dịu dàng nói, giống như đang an ủi vợ mình. Tần Lâm, đến lượt cậu rồi đấy, mua tiếp đi xem nào. Dương Quế Hoa cười ha ha nói, trái tim bà ta sớm đã không thể chịu nổi rồi, nhưng bà ta vẫn cố nhịn xuống, suýt thì lăn ra đất. Biệt thự trăm triệu đó. Bà ta không dám cả nghĩ đến, sau này bà ta có thể ở biệt thự lớn này rồi, cho dù Tần Lâm giàu có, nhưng cũng không bằng Tôn Thăng Nam, lúc này đã chọn Tôn Thăng Nam rồi, Dương Quế Hoa chắc chắn không thể tươi cười với Tần Lâm nữa. Tần Lâm, không thể phủ nhận là anh rất giàu có, nhưng so với bạn tôi thì anh còn kém lắm, giả heo ăn hổ cuối cùng gặp phải gấu mù, anh cũng đen đủi quá đi, ha ha. Mộc Đồng cười chế giễu. Căn biệt thự này tốt như vậy. Hay mua thêm hai căn đi anh bạn. Tôn Thăng Nam càng chơi càng hưng phấn, dù sao thì những căn nhà mua được đều là chiến lợi phẩm của anh ta, sợ gì chứ? Bố anh ta biết được lần đánh cược này chắc chắn sẽ khen anh ta, từ nhỏ đến lớn anh ta chưa bao giờ được khen là thông minh, hôm nay cuối cùng đã khiến bố anh ta nhìn bằng con mắt khác rồi. Nghĩ mà kích động không thôi, lần đánh cược này không những thắng được mấy trăm triệu, còn ôm được người đẹp về nhà nữa, xứng danh thông minh rồi. Thấy chưa Tâm Lan, tìm bạn trai phải tìm người quyết đoán, bá đạo, có năng lực như cậu Tôn đây. Nếu cháu vẫn không đồng ý thì bác sẽ gọi con gái nhà bác đến đó. Lúc này, Viên Lê và Mộc Đạt Nhân đều hết lời khen ngợi Tôn Thăng Nam. Trong lòng Mộc Đồng cũng vô cùng hối hận, sao anh ta không gọi em gái đến chứ? Nếu anh ta gọi em gái đến thì làm gì đến lượt Mộc Tâm Lan, đáng tiếc quá anh ta lại đi chậm một bước. Anh ta không ngờ một người khiêm tốn như Tôn Thăng Nam lại là cậu chủ nhà giàu đáng sợ như thế, giấu kỹ quá. Được thôi, theo yêu cầu của anh vậy, tôi lấy thêm hai căn, tiếp tục quẹt thẻ. Tần Lâm nở nụ cười, bình thản chậm rãi nói, lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên đờ đẫn. Cao Sảng cũng vô cùng sửng sốt, đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn lại run lên, mua thêm hai căn sao. Thật hay giả vậy? Nói quẹt là quẹt. Quẹt một lần 100 triệu, đây hẳn là một ông chủ lớn. Ngơ ngác ra đó làm gì, quẹt thẻ đi. Tần Lâm vỗ vai Cao Sảng lúc này mới bừng tỉnh, doanh số 300 triệu tệ đều thuộc về mình cô, khi hoàn thành sẽ được mấy triệu tiền tệ thưởng doanh số, đây chẳng phải là một bước lên mây sao. Mấy nhân viên kinh doanh bên cạnh nhìn sang Cao Sảng, ánh mắt không giấu nổi ghen ghét và đố kỵ, đây là doanh số nửa năm của cả phòng giao dịch bất động sản bọn họ đó. Sao mình cô ấy chiếm hết vận may như thế chứ? Người nhà họ Mộc đứng bên cạnh cũng sững sờ, Tần Lâm lại quẹt thẻ 200 triệu mua thêm hai căn biệt thự nữa, lúc này đã khiến bọn họ hoàn toàn tắt điện. Đám người Dương Quế Hoa cũng không dám lên tiếng, Tần Lâm quá lợi hại, không ngờ lại quyết đoán như thế. Sắc mặt Mộc Đồng tối sầm lại, bởi vì anh ta hiện tại đang rất lo lắng Tôn Thăng Nam thua.
Lần này Tần Lâm vung tận 200 triệu mua 2 căn nhà, quá mức khủng bố. Liệu Tôn Thăng Nam có thắng được Tần Lâm không? Phải làm sao đây? Mục Đạt Nhân lúc này cũng vô cùng lo lắng, bọn họ tất nhiên không muốn Tần Lâm thắng, như thế càng chứng tỏ Tần Lâm giàu có. Bọn họ không chọc nổi cậu ấm nhà giàu như thế, thế nhưng từ đầu đến giờ bọn họ luôn chế giễu, làm khó Tần Lâm, hiện giờ bọn họ chỉ muốn Tần Lâm bị hành hạ. Cậu Tôn, chúng ta cũng mua đi. Viên Lê kích động nói, nếu Tôn Thăng Nam không mua nổi thì con trai bà ta sẽ phải quỳ trước mặt Tần Lâm. Mua mua mua, mua cái bố bà. Bà coi đây là rau cải à mà nói mua là mua. Tôn Thăng Nam sắp phát điên rồi, anh ta không ngờ Tần Lâm lại giàu có như thế, ba căn nhà 300 triệu, nói mua là mua, bây giờ vẻ mặt anh ta đã cứng đờ. 320 triệu nhân dân tệ, Tần Lâm mua nhiều nhà như thế khiến Tôn Thăng Nam có chút kinh hãi, số tiền của anh ta hiện giờ chỉ đủ mua một căn nữa. Thẻ đen siêu cấp 300 triệu giờ chỉ còn lại 160 triệu, căn bản không đủ mua 2 căn. Nhưng lúc này anh ta đã cưỡi lên lưng hổ khó mà xuống được, Tần Lâm đã ép anh ta vào bước đường cùng, hiện giờ anh ta không còn đường lui nữa. Tôn Thăng Nam phải cắn răng mà mua tiếp. Suy đi tính lại, Tôn Thăng Nam cuối cùng đã nghĩ ra một cách, anh ta sẽ viết tấm chi phiếu 40 triệu, sau đó quẹt thẻ 160 triệu, anh ta không tin Tần Lâm vẫn còn tiền mua tiếp. Chỉ cần Tần Lâm không mua được nữa, thì số nhà trị giá hơn 600 triệu này sẽ thuộc về anh ta hết mà, đúng không? Nghĩ đến đây, Tôn Thăng Nam càng thêm kích động, tôi cá anh không còn tiền mua nhà tiếp nữa, Tần Lâm, lần này tôi phải khiến anh mất tất cả. Trong lòng Tôn Thăng Nam nổi cơn cuồng nộ, vô cùng khinh thường Tần Lâm. Anh ta chắc chắn phải thắng Tần Lâm, không chỉ để cho mọi người nhìn thấy, để ôm người đẹp về nhà, mà còn vì số tài sản 300 triệu này. Anh phải khiến cho bố anh ta xem bản thân anh ta kiếm được 300 triệu dễ dàng như thế nào, để tránh bố anh ta luôn nói anh ta không nên việc gì. Lần này anh ta kiếm được 300 triệu, bằng số tiền cả đời bố anh ta kiếm được. Đàn ông chính là phải quyết đoán. Tôn Thăng Nam nghiến chặt răng, kéo Lưu Oánh nói. Mua, ai không mua người đó là cháu. Tôi ký chi phiếu 40 triệu trước rồi quẹt thẻ 160 triệu. Được, vâng vâng. Lưu Oánh cũng trở nên kích động, xem ra đại gia bên cạnh cô ta này cũng không kém hơn Tần Lâm. Hai người quyết đấu đá nhau đến cùng, không ai chịu nhường ai. Doanh thu hơn 600 triệu tệ đã khiến toàn bộ phòng giao dịch bất động sản trở nên sôi sục, đến cả cô Lao Công cũng phải sửng sốt. Không ngờ cảnh tượng chỉ có trong phim này hôm nay lại xuất hiện ở ngoài đời. Khóe miệng Tần Lâm khẽ cong lên, xem ra Tôn Thăng Nam đã hết tiền rồi, cuối cũng đã đến lúc thu lưới. Lúc này Lưu Oánh nhanh chóng đưa hợp đồng và máy POSS cho Tôn Thăng Nam quẹt thẻ như sợ đối phương sẽ hối hận. Đây là hợp đồng mấy trăm triệu đó, cả tỉnh có mấy người lấy được hợp đồng lớn như này chứ? Tôn Thăng Nam ký chi phiếu 40 triệu rồi quẹt thẻ. Tiếng, tinh tinh, nhận tiền bỗng chốc đốt cháy cả phòng giao dịch bất động sản. Thăng Nam lợi hại quá, quả nhiên tớ không nhìn nhầm cậu. Mục Đồng kích động nói, bây giờ xem tên Tần Lâm còn chiêu gì nữa, lẽ nào anh ta còn có thể mua thêm 2 căn nữa sao? Dù sao Mục Đồng cũng không tin, hơn 300 triệu đã là một con số thiên văn với hầu hết mọi người rồi, ngay cả Tôn Thăng Nam hiện giờ cũng trở nên căng thẳng, có thể thấy, trong thẻ anh ta đã hết tiền. Nếu không cũng sẽ không ký chi phiếu. Cậu Tôn đúng là cậu Tôn, Oai Phong. Sau này Mộc Đồng nhà chúng tôi phải theo cậu học hỏi rồi. Mộc Đạt Nhân cười ha hả nói, lúc này trong mắt bọn họ Tôn Thăng Nam đã thắng chắc ván này rồi, Tần Lâm căn bản không có cơ hội lật ngược tình thế nữa, hiện giờ anh chỉ là con lừa gầy sắp chết đang giãy giụa thôi. Tất nhiên rồi, cậu Tôn như thế mới gọi là điềm tĩnh chắc chắn, xì. Viên Lê tất nhiên phải khen ngợi Tôn Thăng Nam vì dù sao con trai và anh ta đang cùng trên một chiến tuyến. Tần Lâm, giờ anh còn gì để nói nữa không? Vẫn chưa nhận thua à? Định cứng đầu đến bao giờ nữa? Hiện giờ cúi đầu nhận thua, có lẽ Tôn Thăng Nam còn cho anh tí thể diện, nếu không thì đừng trách Tôn Thăng Nam không nể mặt. 300 triệu, không thể không nói anh cũng coi như là có năng lực, nhưng anh nghĩ mình có thể là đối thủ của Thăng Nam à? Mục Đồng cười khinh bỉ nói. Anh nói như kiểu mấy trăm triệu tệ trong mắt anh chỉ là mấy tệ ấy nhỉ, anh thử lấy ra tôi xem. Tần Lâm khinh thường nói. Anh đừng già mồm át lẽ phải, dù thế nào, anh cũng đã thua rồi. Mục Đồng trầm giọng nói. Đúng thế Tần Lâm, cậu cúi đầu nhận thua với cậu Tôn đi, nếu không,
để thua tơi tả thì cậu chẳng còn mặt mũi nào nữa đâu. Dương Quế Hoa cười nói, thấy con rể mình lại vừa mua thêm hai căn biệt thự nữa, bà ta vui khỏi nói, sau này bà ta chắc chắn sẽ có một căn cho mình, bà đã không thể ngấm nổi cái căn nhà bốn gian kia nữa. Mẹ, chúng ta sau này chắc cũng được chuyển vào biệt thự ở nhỉ. Mục Tiểu Lộ mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn nói, trong lòng cậu ta đang cư xê kỳ kích động, sau này cậu ta trở về làng sẽ thành đứa con trai ngầu nhất làng rồi, ngoài cậu ta ra có ai được sống trong biệt thự trăm triệu nữa đâu. Sau này cậu ta cũng phải đẻ một đứa con gái, xem ra đẻ con gái vẫn có ích hơn, tên Tôn Thăng Nam này vì chị gái của mình mà vung tiền như rác. Tần Lâm, giờ chắc cậu biết thế nào là gieo nhân nào gặt quả ấy rồi nhỉ? Tất cả số căn nhà của cậu đã thuộc về cậu Tôn rồi, ha ha. Viên Lê nói, nhìn anh mắt thâm độc. Đúng thế, sớm biết có ngày này thì ban đầu đã không làm rồi. Đây là một vụ cá cược, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, e là số căn nhà trị giá 300 triệu của anh đã thuộc về cậu chủ Tôn rồi. Mục Đồng trịnh trọng nói, nhắc đến đây, bọn họ ai nấy đều trở nên hưng phấn, chả trách cậu Tôn lại giàu có như thế. Ra tay cá cược một cách dứt khoát, nếu là bọn họ thì đã không dám làm vậy. Anh Tần, phải làm sao đây? Khuôn mặt Mộc Tâm Lan hiện rõ vẻ lo lắng, không khí bây giờ đã vô cùng căng thẳng, và lại có rất nhiều người chứng kiến vụ cá cược này, nếu Tần Lâm thua thì thật sự sẽ mất hết tất cả. Lo lắng gì chứ, chưa kết thúc mà, lấy cho tôi thêm hai căn nữa, quẹt thẻ, có mấy trăm triệu thôi mà, có cần phải ra quân ồ ạt thế không? Tần Lâm lại rút thẻ ngân hàng ra, quẹt thêm 200 triệu, lúc này, Tôn Thăng Nam đã hoàn toàn ngây người, ngồi bệt xuống đất, sắc mặt xám xịt hơn cả gan lợn. Hai tay không ngừng run rẩy. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Tần Lâm với ánh mắt đờ đẫn. Không, không thể nào. Không thể nào. Tiếng hét chói tai của Tôn Thăng Nam đã đưa mọi người về thực tại, mặt mũi ai cũng đầy vẻ ngạc nhiên, sắc mặt vô cùng khó coi, có người vui có người buồn, mỗi người một vẻ. Tất nhiên, người có biểu hiện u ám nhất lúc này chính là Tôn Thăng Nam, nếu bây giờ anh ta thua thì mọi công sức của anh ta sẽ sụp đổ. Mất sạch toàn bộ tài sản của gia đình anh ta. Đây là toàn bộ tài sản của anh ta, không chỉ mình anh ta mà là của nhà họ Tôn bao gồm cả tài sản của bố anh ta. Nếu thua, có lẽ anh ta không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa, bố anh ta chắc chắn sẽ đánh chết anh ta. Anh chắc chắn không mua nổi. Tôn Thăng Nam gầm gừ nói. Thưa anh, xin anh hãy bình tĩnh. Nhân viên bảo vệ lập tức tiến lên duy trì an ninh trật tự, đây không phải chuyện đùa. Vụ làm ăn mấy trăm triệu, nếu bị anh phá hỏng thì sao được. Giám đốc đã sớm bảo mọi người sẵn sàng rồi. Chắc chắn anh ta không mua nổi, mấy người mau bắt anh ta quẹt thẻ đi, đến lúc đó xem ai mới là tên hề. Tôn Thăng Nam bị hai nhân viên bảo vệ kẹp chặt, vẻ mặt u ám. Nào, quẹt thẻ đi. Tần Lâm liếc nhìn Cao Sảng luôn cầm máy POS đứng bên cạnh chờ đợi, hai tay run run, 500 triệu nhân dân tệ đó. Hôm nay cô ấy thế mà bán được 500 triệu, thật không thể ngờ. Việc này còn khó hơn cả trúng số độc đắc nữa, hiện giờ Cao Sảng đang hơi lâng lâng, ai bảo bán nhà không thể trở thành triệu phú trong một đêm chứ? Đây không phải biến thành triệu phú trong một đêm thì là gì? Tinh tinh, quẹt thẻ thành công, lúc vẻ mặt Tôn Thăng Nam lập tức suy sụp, cả người như bị rút mất linh hồn, sao có thể như vậy chứ? Sao có thể, sao anh có thể mua được mấy căn nhà trăm triệu chứ? Chắc chắn không thể nào. Hiện giờ biết ai mới là ông chủ chưa? Chỉ với cái thẻ 300 triệu của anh mà cũng dám lấy ra đánh cược với tôi. Mấy người quỳ xuống cho tôi đi. Tần Lâm cười khinh bỉ nói, đến lúc thể hiện rồi, lúc trước anh luôn nhẫn nhịn không phải vì anh dễ bắt nạt, mà chẳng qua là bởi vì Tần Lâm không muốn quá phô trương, nhưng tên Tôn Thăng Nam này còn non trẻ quá. Đã ngủ động hơn 20 năm, chưa từng tiết lộ danh tính cậu chủ nhà giàu. Lúc này công khai, vốn tưởng rằng sẽ khiến mọi người bất ngờ, nhưng cuối cùng cái danh cậu chủ nhà giàu của mình lại bị cướp mất, chuyện này khiến anh ta tức muốn chết tại chỗ. Phải làm sao đây? Viên Lê và Mộc Đạt Nhân liếc nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ không ngờ Tần Lâm lại vượt xa sự tưởng tượng của mọi người như vậy. Anh thật sự đã mua tận 5 căn biệt thự, quá kiêu ngạo. Ngay cả Tôn Thiếu Gia cũng đơ ra rồi. Ban đầu bọn họ khinh thường Tần Lâm, luôn tỏ ra hơn người, nhưng giờ bọn họ mới là người không với tới. Chuyện này, Thăng Nam, mua đi, mua thêm hai căn nữa đi,
mua thêm 2 căn nữa thì chúng ta sẽ vượt qua anh ta. Mộc Đồng căng thẳng nói, anh ta không muốn quỳ trước mặt Tần Lâm đâu, mất mặt lắm. Mua cái đầu cậu nghĩ đây là rau cải à? Cậu trêu tôi à? Nếu không phải do cậu thì ông đây sao có thể tán ra bại sản, bỏ ra mấy trăm triệu mua nhà được chứ? Nếu không phải do cậu thì sao tôi thua được? Đúng là cái đồ sao chổi. Tôn Thăng Nam giống lên, giọng nói run run. Thua rồi, anh ta đã mất hết tất cả căn nhà anh ta mua đều phải đưa cho Tần Lâm. Xem ra cậu chủ Tôn hết tiền rồi nhỉ, không mua được thì những căn biệt thự kia thuộc về tôi rồi, ha ha ha. Tần Lâm cười nói, liếc mắt nhìn Mộc Tâm Lan cũng vô cùng rung động, ai mà không thích người đàn ông vung tiền như rác chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân chứ. Cả người Tôn Thăng Nam cứng đờ, lời nói của Tần Lâm với anh ta chẳng khác nào tuyên án tử, mấy căn nhà hơn 300 triệu của anh ta đều phải dâng lên cho người khác sao. Sau khi Mộc Đồng bị Tôn Thăng Nam chửi một trận, sắc mặt cũng tái mét lại, cả người thất thểu như bị mất hồn. Sắc mặt Tôn Thăng Nam tái nhợt, dám cược dám nhận thua, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, cho dù anh ta muốn đổi ý cũng không được. Đây không phải là trò trẻ con. Quỳ xuống. Tần Lâm hạ thấp giọng nói, Mộc Đồng và Tôn Thăng Nam không hẹn mà cùng quỳ xuống, sắc mặt tái mét, cả người run lên vì bị tiếng quát của Tần Lâm dọa sợ. Xin lỗi cậu Tần, tôi sai rồi, có thể hủy bỏ thỏa thuận lúc trước của chúng ta không? Từ nay về sau, tôi sẽ là đàn em của anh bảo tôi đi về hướng đông, tôi sẽ tuyệt đối không dám sang hướng tây. Tôn Thăng Nam khóc lóc thảm thiết nói, tôi không cần một người đàn em như anh. Nhưng tôi sẽ vui lòng nhận số bất động sản hơn 300 triệu này. Cô đi làm thủ tục cho tôi đi. Tần Lâm không thèm để ý Tôn Thăng Nam mà quay sang nói với Cao Sảng. Đúng rồi, cô tiếp nhận luôn mấy căn nhà bất động sản này luôn đi, không cần cô ta. Tần Lâm chỉ vào số hợp đồng bất động sản Tôn Thăng Nam vừa mua trong tay Lưu Oánh. Khuôn mặt xinh xắn của Lưu Oánh cứng đờ lại, vẻ không thể tin nổi. Không, không được đâu cậu Tần, tôi. Lưu Oánh lắp bắp nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, vừa rồi cô ta còn coi thường người ta, hiện tại cuối cùng đã phải chịu hậu quả. Lưu Oánh không ngờ người cô ta khinh thường lại là người tước đoạt hợp đồng hoa hồng mấy triệu của cô ta. Mọi người trong phòng giao dịch bất động sản đều vô cùng vui sướng, trong số đồng nghiệp bọn họ, Lưu Oánh là người giỏi nịnh bợ nhất, luôn xem thường người khác, giờ thấy cô ta có ngày hôm nay, tất cả mọi người trong phòng giao dịch bất động sản đều thất vô cùng phấn khởi. Cao Sảng cũng ngẩn người ra, hợp đồng gần 900 triệu này đều thuộc về cô, cảnh đẹp như mơ này hóa ra lại chân thực đến vậy. Còn ngẩn người ra đó làm gì, mau đi làm đi. Tần Lâm giật lấy hợp đồng trên tay Lưu Oánh đưa cho Cao Sảng, Lưu Oánh không dám ho he gì. Vâng vâng, Cao Sảng vội vàng cầm hợp đồng đi làm thủ tục, đám người Tôn Thăng Nam cũng hoàn toàn héo rũ như trái cà tím phơi xương. Phải làm sao đây? Mục Tiểu Lộ cũng ngây ra. Không ngờ Tần Lâm lại giấu kỹ như thế, mấy căn biệt thự trăm triệu mà nói mua là mua, bọn họ không thể với tới những ông chủ cấp độ như này. Vẻ mặt Mộc Tâm Lan hiện rõ vẻ kiêu ngạo, dù thế nào, cũng có thể coi như Tần Lâm đã lấy lại được danh dự cho cô. Hiện giờ người nhà họ Mộc không ai dám coi thường Tần Lâm nữa, Tần Lâm chính là nhân vật bọn họ phải ngước nhìn. Cậu Tần, cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội, hãy tha cho tôi một con đường sống. Tôn Thăng Nam liên tiếp dập đầu với Tần Lâm, hơn 300 triệu đó, hơn nữa bản thân anh ta còn ký một chi phiếu 40 triệu, hiện giờ anh ta đã mất hết tất cả rồi. Tôi cũng không thèm chấp nhặt với kẻ kém hiểu biết, cút đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Còn số bất động sản của anh tôi đã nhận rồi, anh mà còn lèo nhèo nữa thì sẽ như chiếc bàn này đó. Tần Lâm dùng tay vỗ một cái, chiếc mặt bàn kính cường lực dày 10 cm liền vỡ tan tành. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Lâm với vẻ mặt khó tin. Reng reng reng. Điện thoại Tôn Thăng Nam kêu lên, Tôn Thăng Nam lấy điện thoại ra xem, nhất thời sửng sốt, là bố của anh ta. Alo, bố ạ. Con mẹ nó, mày đừng gọi tao là bố, tao không phải bố mày. Sao mày tiêu hết tiền của tao rồi? Tận 300 triệu đó, giờ ngân hàng gọi đến tao đòi nợ, còn cả chi phiếu 40 triệu nữa, con mẹ nó, rốt cuộc mày đã làm gì? Kiếp trước tao đã làm gì nên tội mà lại đẻ ra đứa con phản nghịch như mày chứ? Tao muốn chém chết mày. Bố của Tôn Thăng Nam tức giận chửi một trận liền cúp máy, Tôn Thăng Nam tuyệt vọng ngã xuống,
phun ra ngụm máu, cả người như rũ rượi như con chó chết. Xong rồi, xong hết rồi. Mục Đạt Nhân và Viên Lê cúi đầu không nói lời nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy vừa rồi bọn họ mỉa mai rồi bị vả mặt một cách điên cuồng, đã từng này tuổi rồi, bọn họ biết giấu mặt đi đâu đây. Con trai không có tiền đồ của mình còn quỳ xuống trước mặt người ta nữa, thế có nhục nhã không cơ chứ? Tôn Thăng Nam đã bị dạy dỗ một trận tơi bời, từ cậu chủ nhà giàu biết thành một con nợ, bọn họ còn có tư cách kiêu căng trước mặt người ta sao? Vừa rồi phét lác, hiện giờ đã bị thực tế quật cho tơi bời, không còn mặt mũi nào nữa. Tâm Lan, chúng ta đi thôi. Anh thấy loại người này căn bản không xứng với em. Tần Lâm nhìn Mộc Tâm Lan, Mộc Tâm Lan nắm lấy tay Tần Lâm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tôn Thăng Nam, trong lòng cô cảm thấy phấn khích, lẽ nào cô cũng trở nên xấu xa rồi sao? Không, không phải. Đó là do tên kia quá đáng ghét, nếu không phải bọn họ ép người quá đáng thì anh Tần cũng sẽ không đánh bọn họ đến cùng, đây chính là quả báo. Làm xong hợp đồng, Cao Sảng vội vàng giao lại cho Tần Lâm, khuôn mặt vô cùng vui vẻ, cô cực kỳ ghen tị cô gái bên cạnh, có cô gái nào lại không thích người đàn ông trẻ trung đẹp trai, có tài lại giàu có chứ? Lẽ nào cứ phải thích người vừa lùn vừa nghèo thì mới được nói phụ nữ không tham tiền à? Anh Tần, chúng ta đi thôi. Hai người thong dong đi ra khỏi trung tâm thương mại. Mau đuổi theo còn đơ ra đó làm gì, anh rể con bây giờ là người có gia sản mấy trăm triệu đó. Dương Quế Hoa đá vào người Mục Tiểu Lộ, mặt cậu ta ngẩn ra, bọn họ đã nói đủ lời xấu xa với Tần Lâm rồi mà giờ còn phải đi đến nịnh nọt sao? Thế mất mặt chết. Hơn nữa, Tần Lâm cũng sẽ không nể mặt bọn họ. Mẹ, con thật sự không còn mặt mũi nào mà đi đâu. Mục Tiểu Lộ cúi đầu nói. Không có mặt mũi, con không muốn ở biệt thự à, con nhìn dáng vẻ vô tích sự của con kìa, con như thế thì sao ở biệt thự được chứ? Dương Quế Hoa nghiến răng, hận thằng con không nên hồn. Con rể, đợi bọn mẹ với. Dương Quế Hoa không thèm nhìn vợ chồng bác hai, kéo tay con trai đuổi theo Tần Lâm. Mục Đạt Nhân và Viên Lê nhếch miệng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói. Không ngờ trên đời này lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy. Dương Quế Hoa và Mục Tiểu Lộ vội vàng đuổi theo sau, thở hổn hển, vừa định lên xe thì sắc mặt Tần Lâm trầm xuống. Tiểu Lâm, sao con không đợi mẹ, ôi, mệt chết mất. Dương Quế Hoa mệt thở phì phò, ôm bụng nói, Mục Tiểu Lộ cũng mệt thở không ra hơi. Hình như chúng ta không thân lắm. Tần Lâm chế nhạo. Tôi cũng không phải là con rể bà đuổi theo tôi làm gì. Dương Quế Hoa trợn mắt. Xem con nói kìa, con rể, con gái mẹ chắc chắn sẽ tự quyết định cuộc đời nó, dù sao nó cũng đã lớn khôn rồi, cho dù mẹ không đồng ý thì cũng làm sao được. Hạnh phúc của con gái nằm trong tay nó, mẹ xen vào ngăn cản thì nào đáng mặt mẹ ruột chứ. Nó thích ai là lựa chọn của nó ở bên con vậy chứng minh duyên phận của bọn con đã cập bến rồi. Dương Quế Hoa cười nói, không hề nhắc đến chuyện trước đây bà ta khinh thường chế giễu Tần Lâm. Quả nhiên, chỉ cần bà ta không biết xấu hổ, thì cho dù bạn có hỏi thẳng mặt thì cũng chẳng thể khiến bà ta si nhê. Các cụ có câu, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép xuyên, nếu mẹ chia cắt hai đứa thì chẳng khác nào người bảo thủ. Tiểu Lâm à, sau này con phải đối xử tốt với con gái nhà chúng ta, mẹ giao con gái cho con đó, con không được thay lòng đổi dạ đâu. Dương Quế Hoa nói rồi còn kéo lấy tay Tần Lâm khiến mặt anh cứng đờ lại. Được, nhưng tôi có một yêu cầu. Tần Lâm trầm giọng nói. Được, cho dù phải xuống núi đao biển lửa, mẹ cũng phải cho hai đứa bên nhau. Dương Quế Hoa nghiêm túc nói. Vậy được, hai người về đi. Nói xong, Tần Lâm mở cửa xe chạy đi, để lại một vệt khói đen rồi mất hút ở cuối đường. Vùng ngoại ô hẻo lánh, hai ba chục cây số không có một bóng người. Đàm Thủy Loan mặc dù tốt nhưng nó vẫn còn là khu đang phát triển, còn có nhiều công trình chưa được xây dựng xong, vậy nên ngoại trừ một số khu và nhà học khu vừa được xây xong còn chưa được đưa vào sử dụng thì chẳng có gì cả. Mục Tiểu Lộ mặt mày đưa đám nói. Mẹ, làm thế nào bây giờ? Bây giờ đằng trước đằng sau trống hơ trống hoác, chẳng có gì cả, thế sao có taxi được, xe bus cũng không luôn. Chẳng nhẽ chúng ta không đi ra được khỏi chỗ này thật à? Dương Quế Hoa giơ tay, Mộc Đồng lái xe đến rồi đỗ lại, bà ta cười nói. Con ngốc thế, hai, chẳng phải còn có xe Tiểu Đồng sao? Cháu trai, nhà thím cũng phải về thành phố, vừa hay ngồi xe cháu nhé.
Mộc Đồng dừng xe, kéo cửa xe xuống, nhìn Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa, sắc mặt trầm xuống. Cút! Nói xong, Mộc Đồng tăng ga, đuôi xe và bánh xe ma sát với nhau tạo thành đống bụi lớn, khiến mặt Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ đen xì. Dương Quế Hoa chống eo, mặt đầy bụi đất nói. Khụ khụ, khụ khụ khụ, sặc chết tôi rồi. Thằng chết bầm này, về sau tao được sống trong nhà cao cửa rộng, mày cứ đợi đấy, tao sẽ sỉ nhục cả nhà mày. Trên xe, Tần Lâm cũng tỏ ra bất đắc dĩ, nhìn Mộc Tâm Lan. Làm thế có ổn không? Phải để bọn họ nhớ lâu chút, anh Tần, anh lương thiện quá, bọn họ đối xử với anh như thế mà anh vẫn bỏ qua được. Ý kiến này là do Mộc Tâm Lan quyết, chỉ có điều cũng là do Tần Lâm đưa ra. Tần Lâm đưa Mộc Tâm Lan về nhà xong liền rời đi, Mộc Tâm Lan cảm thấy phức tạp. Trong lòng cô anh Tần ngày càng trở nên quan trọng, nhưng dẫu sao cũng chỉ là tình cảm đến từ một phía, anh Tần giàu như vậy, có bản lĩnh như vậy, sao thích cô được. Cô ấy hoàn toàn si mê anh. Tất cả như một giấc mơ vậy, Mộc Tâm Lan thực sự hy vọng giấc mơ của mình mãi mãi không kết thúc. Nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh dậy, quay về hiện thực, mình là con vịt xấu xí, sao xứng với bạch mã hoàng tử anh Tuấn đẹp trai như Tần Lâm được. Khi đến tối, Mộc Tâm Lan đang nấu cơm, thì nghe thấy chuông cửa. Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa đi bộ 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, họ mệt đến mức mặt tái xanh, môi khô nứt nẻ. Dương Quế Hoa thở hắt ra, ủ rũ nói. Cái đồ chết bầm này, con còn là con gái ruột của mẹ không? Con muốn mẹ và em con mệt chết à? Bọn mẹ phải đi bộ 20 cây đấy, đế giày cũng sắp mòn rồi. Mộc Tâm Lan hừ lạnh rồi nói. Chẳng phải do mẹ gây ra sao, nếu không anh Tần sao lại vứt mẹ lại? Giờ biết hối hận rồi đấy. Dương Quế Hoa bất mãn nói. Con bé này, chẳng phải mẹ cũng vì hai đứa có thể ở bên nhau sao? Mộc Tiểu Lộ ngã xuống đất, mệt mỏi hết sức. Đúng rồi chị với anh rể thế nào rồi? Mộc Tâm Lan trầm giọng nói, nhân cơ hội này để bọn họ tỉnh mộng thì hơn. Đừng có nói anh rể nữa, người ta không phải anh rể em, bọn chị chia tay rồi. Dương Quế Hoa lại nhảy không ngừng, mình đi bộ hơn 20 cây, mệt muốn xỉu, kết quả hai đứa lại chia tay, Dương Quế Hoa muốn chết quá. Cái gì, con điên rồi à? Sao con lại chia tay với Tần Lâm? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu ta ở đâu? Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ đi tìm cậu ta. Dựa vào đâu chứ? Người có tiền đều không biết xấu hổ đến vậy à? Chơi con gái mẹ xong rồi bỏ, chúng ta nhất định không thể bỏ qua, nhất định phải bắt cậu ta chịu trách nhiệm. Phải bắt đền tiền, đến nhà, ít nhất phải một căn biệt thự. Mộc Tâm Lan tức giận mắng, nước mắt đong đầy hốc mắt, trong lòng anh Tần. Liệu có từng nhớ đến cô không? Người mẹ như này, cậu em trai như này, quỷ địa ngục còn không đáng sợ như nhà họ, cho dù anh Tần thích cô thì cũng sẽ bị bọn họ dọa chạy. Đủ rồi, chẳng phải vì mẹ sao, bởi vì mẹ ghét nghèo quý giàu, bởi vì mẹ cho mình là đúng, chuyện xảy ra đến bước này. Mẹ nghĩ kỹ lại đi, mẹ là mẹ con mà mẹ làm gì rồi? Dương Quế Hoa trầm giọng nói. Nhưng con cũng không thể để con rể mẹ tức giận bỏ đi chứ. Không được chia tay. Mẹ đi cầu xin nó, cho dù có phải quỳ xuống cũng bắt nó quay lại. Chẳng phải mẹ ghét bị mất mặt sao? Dương Quế Hoa, mẹ không biết xấu hổ thật đấy. Nước mắt Mộc Tâm Lan rơi như mưa, cô điên cuồng gào thét, nếu như không vì mẹ mình, không vì em mình, chắc mình còn có khả năng đến với anh Tần. Đôi mẹ con kỳ diệu này đúng là chặn hết đường tình của cô, bây giờ còn muốn quỳ xuống xin người ta yêu con mình á? Mộc Tiểu Lộ cười nói. Chị nói chuyện với anh rể đi, anh rể sẽ không tính toán với chúng ta đâu, anh ấy hiền mà. Mộc Tâm Lan suýt nữa ngất xỉu, cô ấy cảm giác mình sắp phải gọi xe cấp cứu rồi. 2222, 2000. Mộc Tâm Lan liền coi như không thấy, cơm nước xong liền nhận được điện thoại của Mộc Đình Đình. Hôm nay là sinh nhật của cô ta mời cô đến tham gia, hơn nữa còn bảo nhất định phải đưa anh rể theo. Nhất định phải có bạn trai. Điều này khiến Mộc Tâm Lan khá đau lòng, giày vò anh Tần lâu vậy, chẳng nhẽ còn phải đi tìm anh sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Tâm Lan thực sự không có người bạn nào là con trai, chỉ có thể gọi cho anh Tần. Mộc Tâm Lan mím môi, chắp tay, mặt tỏ vẻ xin lỗi. Anh Tần, thực sự xin lỗi, em gái em bảo em tham gia bữa tiệc của nó, lâu rồi không gặp, thịnh tình khó chối, em cũng ngại quá. Không sao,
dù sao tôi cũng rảnh rỗi, hôm nay có vẻ như tôi giả làm bạn trai cô đến mức thuần thục rồi. Tần Lâm cười nói, người nói vô tâm người nghe hữu ý, Mộc Tâm Lan vô cùng thấp thỏm, trong lòng hơi ảo tưởng về Tần Lâm, chẳng nhẽ anh Tần cũng thích cô. Nghĩ một lúc, mặt cô liền ửng đỏ, hai người đi thẳng đến Hồng Ảnh Tinh Ngu. Hồng Ảnh Tinh Ngu là câu lạc bộ số 1 số 2 ở tỉnh Lỵ, có thể tiêu xài ở đây thì phải là loại không giàu cũng sang. Tần Lâm lái xe đến cổng thì có người mau chóng lái xe anh vào bãi đỗ xe, hai người đi thẳng vào trong. Sau khi đi vào trong Hồng Ảnh Tinh Ngu, Tần Lâm và Mộc Tâm Lan nhìn thấy một tấm biểu ngữ cực to, dán trên phòng riêng, trông vô cùng bắt mắt. Chúc mừng sinh nhật tuổi 22 Mộc Đình Đình, chúc Mộc Đình Đình vĩnh viễn trẻ đẹp. Hồng Ảnh Tinh Ngu có chưa đến 20 phòng riêng, được phân thành 3 cấp thiên địa nhân, thấp nhất là 50.000, rồi đến 100.000, rồi đến 2 triệu. Thực sự đắt tiền. Đây chẳng phải chị Tâm Lan sao, lâu rồi không gặp, hôm nay chị đến đây, em vui lắm đó, ha ha ha. Ở cổng phòng riêng có một cô gái ăn mặc trang điểm lòe loẹt giống như công chúa Bạch Tuyết, cô ta đi qua, bưng ly sâm panh, xung quanh có không ít nam thanh thiếu nữ đang ăn mặc trang phục kỳ dị, vô cùng bắt mắt. Mộc Tâm Lan kéo tay Đình Đình, cười nói. Đúng vậy, mấy năm không gặp, chị nhớ em lắm, không ngờ em xinh đến vậy, Đình Đình. Đương nhiên rồi, con gái 18 sẽ thay đổi trở nên càng ngày càng xinh đẹp, em đâu giống như chị Tâm Lan. Sao càng ngày càng xấu vậy, hi hi hi. Sắc mặt Mộc Tâm Lan cứng đờ, cô cười gượng, đám người xung quanh cùng hò reo. Đùa thôi mà, sao phải giận, chị Tâm Lan, mau đi thôi. Mọi người đến gần đủ rồi, còn thiếu chị thôi. Mộc Đình Đình kéo Mộc Tâm Lan đi vào trong phòng, có điều ánh mắt Tần Lâm hơi thay đổi. Cô Mộc Đình Đình kia có vẻ không đùa, cô ta đứng trước mắt mọi người coi chị cô ta là trò đùa, thật khiến người ta khó chịu, chỉ cần cô em này không ngu thì sẽ không đùa vậy. Đây là anh rể sao? Đi thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi, tiệc hay sắp bắt đầu rồi. Một đám người vây quanh, Tần Lâm bị kéo vào phòng riêng. Có điều vẻ mặt của Mộc Tâm Lan không được tự nhiên lắm, có vẻ như là chị em lâu năm không gặp. Sau khi đi vào phòng riêng, Tần Lâm và Mộc Tâm Lan nhíu mày, bầu không khí ngột ngạt khiến hai người bọn họ không thích ứng nổi. Tần Lâm còn đỡ chứ Mộc Tâm Lan vừa vào đã ho khan mấy tiếng, lông mày nhíu chặt lại. Hôm nay đến đây là vì nể mặt em gái lâu năm không gặp, nhưng vừa vào trong nhìn thấy cảnh này, khiến người ta đau đầu thật. Trong phòng rất đông người. Có khoảng hơn 40 người, theo như Tần Lâm thấy, đám này chỉ được gọi bằng một cái tên thôi, đầu trâu mặt ngựa. Tất cả đều là thanh niên tầm 20 tuổi, mặt ai cũng rất phấn khích, bọn họ hò reo kêu la, hát hò, như muốn lật tung căn phòng này lên. Mộc Đình Đình lấy ra hai ly rượu, đưa cho Mộc Tâm Lan và Tần Lâm. Nào nào nào, uống rượu thôi, uống rượu thôi. Trong tiếng nhạc huyên náo, tiếng người nói cười ồn ào. Căn bản không nghe ra được bọn họ đang hát cái gì. Mộc Tâm Lan có hơi hối hận, nhưng dù gì cũng là chị em gái lâu năm không gặp, tình cảm lúc trước cũng rất tốt, 7-8 năm trước, lúc đó hai người như chị em ruột vậy, nhưng bây giờ Mộc Tâm Lan cảm thấy mình khác biệt với Mộc Đình Đình quá. Mộc Đình Đình cầm mic lên, đứng trước sàn nhảy lắc lư. Hôm nay là sinh nhật tôi, chúng ta chơi trò đóng vai, mọi người thấy thế nào thấy thế nào. Tôi sẽ đóng vai công chúa Bạch Tuyết. Ha ha ha. Từng tiếng kêu gào vang lên khắp phòng riêng, đủ loại tạp âm khiến người ta điếc tai nhức óc. Được được được. Trời cao đất rộng, Đình Đình lớn nhất. Tôi yêu Đình Đình nhất. Mộc Đình Đình cầm mic, nói rất to, khắp mọi nơi đều là tiếng ho reo vang dội. Chị đây chính là chị tôi, chị ruột của tôi, là con của nhà chú ba, chị diễn vai bà phù thủy già độc ác nhé. Ha ha ha. Phù thủy già độc ác. Phù thủy già độc ác. Phù thủy già độc ác. Tiếng hò hét xen lẫn tiếng cười điên cuồng khiến sắc mặt Mộc Tâm Lan vô cùng khó coi. Có điều hôm nay là sinh nhật Đình Đình, cô ấy cũng không thể trở mặt được, dù sao chỉ là đóng vai nhân vật thôi, nhưng bầu không khí ở chỗ này thực sự khiến người ta đau đầu. Dưới ánh đèn pha, Mộc Tâm Lan cảm giác như mình bị người ta lột sạch vậy, từng tiếng, phù thủy già độc ác, vang lên khiến cô ấy muốn ngất lịm đi. Còn anh đây là anh rể tôi. Hôm nay anh ấy sẽ đóng vai thái giám, ha ha ha. Mộc Đình Đình chỉ vào Tần Lâm đứng cạnh Mộc Tâm Lan, điên cuồng cười nói, khiến mọi người cười lớn. Thái giám, thái giám, thái giám. Tần Lâm nhíu mày, đám khốn khiếp gì đây,
nếu là em gái mình thì mình và nó lâu rồi. Sắc mặt Mộc Tâm Lan vô cùng khó coi, Mộc Đình Đình thực sự quá đáng quá rồi, đối xử với khách như thế à? Mình có thể nhịn nhưng Tần Lâm đi cùng mình tới, Mộc Đình Đình này thực sự quá quá đáng. Đình Đình, Đình Đình, Mộc Tâm Lan hét lớn một lúc lâu, nhưng không có phản ứng, bởi vì cho dù có hét khản cả cổ thì cô gái kia cũng không nghe thấy. Những tiếng hò reo huýt sáo vang dội khắp nơi, không dứt bên tai, Mộc Đình Đình như mặt trăng giữa những vì sao vậy, đứng ở trung tâm sàn nhảy, vặn vẹo uốn éo, công chúa Bạch Tuyết gì chứ? Tần Lâm cười khẩy, đây là công chúa hộp đêm thì có. Mộc Tâm Lan nhìn anh Tần, sắc mặt anh Tần cũng không tốt lắm, nếu không có mình ở bên thì chắc anh Tần nổi giận rồi. Xin lỗi anh Tần, lại khiến anh không vui rồi, em không nghĩ hôm nay sẽ xảy ra chuyện này, Đình Đình này làm loạn quá. Không sao, nếu cô ấy muốn chơi thì chúng ta sẽ chơi với cô ấy. Tần Lâm cười nói, nếu đã đến thì cứ làm theo quy tắc. Khi ánh mắt của Tần Lâm và Mộc Đình Đình chạm nhau, Tần Lâm có thể cảm thấy hết, cô ta đang muốn nhắm vào anh. Cô gái này rõ ràng có địch ý, cho dù khi nhìn Mộc Tâm Lan thì cũng không hề tỏ ra khó chịu như vậy. Tiếp theo xin mời quốc vương bệ hạ tôn quý của tôi. Mộc Đình Đình cười nói, ánh mắt quyến rũ, mọi người hoan hô, lúc này nơi đây như trở nên bùng nổ, bầu không khí như muốn nổ tung. Chỉ thấy một anh thanh niên mặc đồ trắng, khoan thai bước ra, dưới sự bao vây của mọi người, ánh mắt của anh ta vô cùng lạnh lùng, cứ như hoàng đế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy. Kiêu ngạo tự tin, ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý, đúng, chính là sát ý. Người này vừa xuất hiện, liền khiến cho mọi người cảm thấy sùng bái. Mộc Đình Đình ôm eo anh thanh niên áo trắng, mặt đầy vẻ thẹn thùng. Quốc vương bệ hạ, em là công chúa Bạch Tuyết của ngài. Anh thanh niên lạnh lùng nói, mắt nhìn thẳng, uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa. Công chúa điện hạ, phù thủy già độc ác và thái giám hại nàng đang ở đâu? Mộc Đình Đình hét lên, cười cười. Mụ phù thủy già kia, còn không mau quỳ xuống trước bổn công chúa và quốc vương bệ hạ. Còn cả ngươi nữa, tên thái giám kia, mau quỳ xuống cho ta. Mộc Tâm Lan trầm giọng nói. Đình Đình, em quá đáng quá rồi đó. Bọn chị đến tham gia bữa tiệc của em chứ không phải muốn làm trò mèo với em. Càng ngày càng có nhiều người điên cuồng hò reo, Tần Lâm và Mộc Tâm Lan dường như bị chìm ngập trong chỗ tạp âm này. Bảo ngươi quỳ xuống thì quỳ xuống, mụ phù thủy già. Sao ngươi nói lắm vậy? Đúng, phù thủy già, mau quỳ xuống trước công chúa Bạch Tuyết và quốc vương bệ hạ. Còn cả ngươi nữa, tên thái giám kia, mau quỳ xuống đi, dám làm hại công chúa Bạch Tuyết. Cùng một ruột với mụ phù thủy, quỳ xuống. Có người khinh bỉ nói. Mau quỳ xuống đi, sao vậy? Không chơi nổi à, không chơi nổi thì đến làm gì? Xì. Ngón tay của Mộc Đình Đình khẽ chạm lên bờ vai của anh thanh niên áo trắng, cô ta lạnh lùng nhìn Tần Lâm và Mộc Tâm Lan. Chị với anh rể không thể thả lỏng chút sao, đùa thôi mà, diễn kịch thôi mà, cần gì coi là thật. Quỳ xuống đi. Mọi người rối rít chỉ trích Tần Lâm và Mộc Tâm Lan, mặt mày tỏ vẻ không thích, giống như hai người họ phạm phải lỗi lớn gì vậy. Đúng vậy, làm thế thì Mộc Đình Đình của chúng tôi sao diễn tiếp được, đã đến giây chơi rồi, có gì là thật đâu, quỳ xuống đi. Không chơi nổi thật à, ha ha ha. Mất hứng quá. Mộc Đình Đình cười khẩy nói. Đã bảo là diễn kịch rồi, chị Tâm Lan, chị khiến em thất vọng quá đấy, còn tìm đâu ra thằng bụi đời này. Chẳng nhẽ không nên nể mặt em sao? Không ngờ chị cũng không ra gì, em gái sinh nhật, muốn chơi diễn kịch cùng mấy người mà cũng không được, ha ha ha, tình thân bạc bẽo thật. Tần Lâm cười phá lên rồi nói. Diễn kịch, ha ha ha, được được được, vậy tôi diễn vai quốc vương điện hạ, chị cô diễn vai công chúa Bạch Tuyết, hai người một người diễn thái giám, một người diễn mụ phù thủy độc ác, có gì khó đâu chứ, nào nào nào, hai người quỳ xuống đi. Mộc Đình Đình lạnh lùng nói. Anh muốn chết à, bảo anh diễn thái giám là nể mặt anh, bạn trai tôi không có thời gian diễn kịch với anh đâu. Mộc Tâm Lan vô cùng đau khổ mà nói, tình cảm năm đó giờ trở thành rác rưởi rồi. Bạn trai em không có thời gian, bạn trai chị cũng không có thời gian. Mộc Đình Đình, em quá đáng quá rồi đấy, chị không ngờ em lại trở thành một kẻ như vậy. Tần Lâm cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng. Cô chẳng phải là loại tiêu chuẩn kép điển hình sao? Tôi nghĩ cái loại tranh chua như cô diễn mụ phù thủy già độc ác hợp đấy,
còn tên vô dụng bên cạnh cô, vừa nhìn là biết sinh ra dành cho vai thái giám, hai người mới là cặp diễn trời sinh, không lẫn vào đâu được, ha ha. Mộc Đình Đình tức giận hét lên. Mẹ kiếp, anh muốn chết. Mộc Đình Đình vô cùng kiêu ngạo, chỉ thẳng vào Tần Lâm mà nói. Anh biết bạn trai tôi là ai không? Để hai người quỳ xuống là nể mấy người đó, đừng có không biết điều nữa. Anh có tin bây giờ tôi sẽ khiến cho cả hai người phải nằm bò dưới đất không? Bảo bạn trai tôi quỳ xuống, tôi nghĩ hai người chán sống rồi nhỉ, tôi hỏi lại lần nữa, có quỳ không? Đúng, quỳ xuống, mau quỳ xuống đi. Trước mặt Ngô thiếu gia, mấy người có tư cách đứng chắc. Rác rưởi. Hôm nay là sinh nhật Đình Đình, mấy người không quỳ chẳng phải không nể mặt sao? Đúng vậy, đã đến đây chơi thì phải vui, quỳ xuống có mất miếng thịt nào đâu, ha ha ha. Mọi người xung quanh không ngừng xúi giục, khiêu khích Tần Lâm và Mộc Tâm Lan, trong lời nói đầy vẻ giễu cợt. Mộc Đình Đình cười khẩy nói. Tần Lâm, tôi khuyên anh đừng có không biết điều, Ngô thiếu gia là đại thiếu gia số 1 số 2 ở tỉnh Lỵ đấy, anh ấy còn là bạn trai tôi, thức thời thì mau quỳ xuống. Bây giờ Ngô thiếu gia còn chưa nói gì, tí nữa đợi đến khi anh ấy nổi giận, mấy người không còn cơ hội đâu. Nếu không vì nể mặt anh là bạn trai chị tôi thì tôi không kiên nhẫn với anh như vậy đâu. Tần Lâm cười lạnh nói. Cô là cái thá gì? Cô mà là công chúa Bạch Tuyết á, tôi nghĩ cô là công chúa hộp đêm thì có, loại chó má gì mà Ngô thiếu gia chứ, muốn đến đây tìm cảm giác tồn tại với tôi à? Nếu cô muốn quỳ xuống, chúng ta đổi vai, chẳng phải chỉ là diễn thôi sao, quỳ xuống đâu có sao, cũng đâu mất miếng thịt nào. Nếu đã tổ chức sinh nhật thì phải làm gì đó khác biệt, kích thích chứ. Ngụ phù thủy độc ác khá kích thích mà. Mộc Đình Đình trầm mặc nói. Ngô thiếu gia, anh xem, anh ta mắng anh. Chuyện này sao được, ở tỉnh Lỵ này, em chưa từng nghe thấy ai dám khinh anh đâu. Anh Tần, chúng ta đi thôi, không cần thiết dây dưa với đám người này nữa. Lúc này Mộc Tâm Lan đã hiểu ý của Mộc Đình Đình rồi, chắc chắn không tốt lành gì, nếu bọn họ tiếp tục ở lại đây thì nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi. Đông người như vậy có vẻ như Mộc Đình Đình đã chuẩn bị trước rồi. Anh thanh niên áo trắng lạnh lùng nói, anh ta là Ngô thiếu gia trong miệng Mộc Đình Đình, Ngô Hoài Nhân. Đi, Đình Đình tổ chức sinh nhật, mấy người có chưa dập đầu, muốn đến là đến, muốn đi là đi à. Mộc Đình Đình khoanh tay trước ngực, thẳng thắn nói. Anh biết Ngô thiếu gia là ai không? Thằng khốn, hôm nay cho dù có là ông trời thì cũng không cứu nổi anh đâu, anh có thể không nể mặt tôi, nhưng anh mà không nể mặt Ngô thiếu gia thì hôm nay anh không rời khỏi đây được đâu. Ngô thiếu gia là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Hồ Thị trị giá cả chục tỷ, anh đắc tội nổi không? Bây giờ còn không mau quỳ xuống, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ánh mắt của Mộc Đình Đình âm u, nhìn Tần Lâm với vẻ đầy hận thù. Lúc trước khi anh bắt anh tôi quỳ xuống, anh có nghĩ đến ngày hôm nay không, không phải không báo thù, mà thời cơ chưa đến. Bây giờ anh không quỳ cũng được, tôi nói với anh không quỳ, Ngô thiếu gia không tử tế với anh đâu, còn muốn đi. Không có cửa đâu, đông thế này, cho dù là một con ruồi cũng khó bay ra. Mộc Đình Đình càng nói càng kích động, mắt trợn ngược, đầy địch ý, đứng đó đợi Tần Lâm. Chị là người nhà học Mộc nhưng lại giúp người ngoài, ăn cây táo rào cây sung, hừ hừ, chị cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Mộc Tâm Lan, hôm nay hai người bắt buộc phải quỳ xuống chuộc tội. Mộc Đình Đình, chuyện đâu như em nghĩ, em không hiểu rõ chân tướng, anh trai em bắt nạt người ta, tự làm tự chịu. Mộc Tâm Lan trầm giọng nói, đôi anh em này đúng là giống nhau như đúc, mà rõ ràng Mộc Đình Đình này biết tin anh mình phải quỳ xuống trước Tần Lâm nên mới cố ý mời cô và Tần Lâm đến tham gia tiệc sinh nhật của cô ta, nói trắng ra là muốn báo thù cho anh trai, nên mới cố ý bày ra vở kịch này. Mộc Đình Đình có thể nói là dụng tâm khó dò, lần này muốn ra oai với cô và Tần Lâm. Chỉ cần hai người quỳ xuống, tôi còn có thể nể tình chị em không gây khó dễ cho hai người. Nhưng tên Tần Lâm này nhất định phải dập đầu xin lỗi anh tôi và Ngô thiếu gia. Vô lý, em điên à. Mộc Tâm Lan tức giận nói, nhưng bây giờ hai người đã bị bao vây rồi. Lúc này, trong phòng không lớn, bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, 40-50 người như gọng kìm bao quanh khiến Mộc Tâm Lan vô cùng lo lắng. Mộc Tâm Lan mặt đầy phiền muộn, bọn họ hung hăng, nhao nhao muốn xông tới, muốn ép Tần Lâm đến đường cùng, để anh không còn lối đi. Anh Tần, đều tại em đã hại anh, bây giờ phải làm thế nào? Tần Lâm cười khẩy nói.
tôi muốn đi cũng không ai ngăn được tôi hết, đừng có nói cái gì mà Ngô thiếu gia, cho dù là ông trời thì cũng không được. Ra tay đi, ai ấn được anh ta xuống đất, tôi sẽ có thưởng. Ngô Hoài Nhân cầm sập tiền trong tay, tung thẳng lên trời, trong nhát mắt, mưa tiền rơi trên mặt đất, khiến cho tất cả mọi người hưng phấn bừng bừng, dù là trai hay gái đều xông tới. Chiêu thưởng lớn này thực sự có võ, huống hồ những người ở đây đều muốn thể hiện trước Ngô thiếu gia nên vô cùng phấn khích, nhiều người đối phó hai người như vậy dễ như cháo vậy. Tần Lâm nhíu mày, cười khẩy một tiếng. Không muốn sống. Tần Lâm tung quyền, 7-8 tên liền ngã xuống đất, uy lực của nắm đấm mạnh mẽ vô song, Tần Lâm đối phó với đám này dễ như ăn cháo, tốc độ cực nhanh, quyền đánh vào da thịt, chẳng ai chạm được đến người anh. Bọn họ tự tin mấy cũng không thành, Tần Lâm cứ tiến lên, đánh bọn chúng một trận tơi bời. Chưa đến một phút sau, nhưng người vây quanh đều ngã xuống, thảm thiết kêu, tiếng kêu rên có ở khắp nơi, đám chói gà không chặt này không khác gì rác rưởi. Bây giờ chỉ còn lại Ngô Hoài Nhân và Mộc Đình Đình mặt tái mét rồi, trốn sau lưng Ngô Hoài Nhân, Ngô Hoài Nhân cũng chột dạ, con mẹ nó, cô trốn sau lưng tôi làm gì, để ông đây làm bia đỡ đạn chắc. Tần Lâm nhìn hai người, Ngô Hoài Nhân và Mộc Đình Đình nhìn nhau, Ngô Hoài Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ ai nên quỳ xuống? Anh đừng qua đây, dì tôi là chủ tịch của tập đoàn Hồ Thị đấy, dì ấy quen biết rất nhiều người, bây giờ tôi sẽ gọi cho dì ấy. Được thôi, bảo dì anh qua đây, tôi muốn xem ở tỉnh lỵ này ai dám kiêu ngạo đến vậy. Có điều bây giờ hai người vẫn phải quỳ xuống. Tần Lâm đạp một phát vào cằm Ngô Hoài Nhân, khiến anh ta lộn ngược 360 độ, quỳ trước mặt Tần Lâm, mặt đầy máu. Mộc Đình Đình hét thất thanh, run rẩy, bất giác lùi về sau. Á! Tần Lâm cười nói. Qua đây, sợ gì chứ? Quỳ là được rồi. Mộc Đình Đình quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Tần Lâm, anh dừng đắc ý, đợi gì của Ngô thiếu gia đến, anh sẽ phải quỳ xuống. Bốp, bốp, bốp. Tần Lâm tóm lấy tóc cô ta, tát lia lịa vào mặt cô ta, tát đến mức mặt cô ta sưng phồng lên, mũi vẹo đi, đánh ác thật, ngay cả Mộc Tâm Lan cũng không nhìn nổi nữa, như này thì phá hết tướng của Mộc Đình Đình rồi. Hu 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 hu, tôi sai rồi, xin anh đừng đánh tôi. Mộc Đình Đình vừa khóc vừa nói. Tuy nhiên Tần Lâm không có ý dừng tay, tát đủ 3 phút, Mộc Đình Đình bị tát đến ngu người, người đàn ông này độc ác quá. Ngô Hoài Nhân mặt mày âm trầm, gọi cho dì. Alo, dì à, cháu đang ở Hồng Ảnh Tinh Ngu, cháu bị đánh, hu hu hu. Dì mau phái người qua giúp cháu. Giọng ở đầu dây bên kia trầm xuống. Bị đánh, ai dám đánh cháu? Đợi đấy, dì gọi người qua. Ngô Hoài Nhân sợ sệt nhìn Tần Lâm. Cái tát của Tần Lâm cuối cùng cũng đáp lên mặt anh ta. Dì mau lên, không anh ta lại đánh cháu, hu hu hu. Đau quá, vừa nãy Mộc Đình Đình bị đánh, anh ta còn dương dương tự đắc, bây giờ đến lượt anh ta rồi. Ngô Hoài Nhân ôm đầu, nửa bên mặt bị Tần Lâm đánh sưng lên, vừa hay đối xứng với Mộc Đình Đình, bổ sung cho nhau. Đừng đánh tôi, anh còn đánh tôi nữa là tí sẽ hối hận đấy, dì tôi sắp đến rồi. Hu hu. Cầu xin anh đấy đại ca, đừng đánh tôi nữa, ái ôi. Tôi sai rồi. Lôi Hồng đang ở văn phòng làm bản kế hoạch tổng kết giữa năm, đột nhiên có người gọi đến. Alo, chị Hồng, cháu ngoại tôi bị đánh ở chỗ chị, ở Hồng Ảnh Tinh Ngu ấy, chị đi xem giúp tôi với. Lôi Hồng cười khẩy nói. Cháu ngoại cô, là Ngô Hoài Nhân sao? Xin phép tôi nói thẳng, dạo gần đây, cậu ta quá kiêu căng, cả tỉnh lỵ này sắp không chứa nổi cậu ta rồi. May mà có nhiều người biết nó là cháu của cô nên ít ai dám chọc vào nó, lần này chắc nó dính vào loại khó dây rồi. Chị Hồng, chị đừng chọc vào nỗi đau của tôi nữa, ha ha ha. Được rồi, dù sao quan hệ của chúng ta cũng tốt, cũng dễ nói. Lôi Hồng cúp máy, ánh mắt trầm xuống, Ngô Hoài Nhân này không phải loại dễ xử, bất cần đời, ngông cuồng, còn dám gây náo loạn ở địa bàn của mình, còn bắt mình phải thu dọn bãi chiến trường của anh ta, tên khốn này. Thu dọn một lúc, Lôi Hồng liền xuống nhà, tìm đến phòng riêng nơi Ngô thiếu gia đang ở, đem theo mười mấy người, xông vào trong. Lôi Hồng nhìn thấy Ngô Hoài Nhân quỳ dưới đất, mà người ngồi chính giữa trên ghế sofa lại khiến cô tái mét mặt. Mẹ kiếp! Tên ngu này, mày dây vào ai không dây? Mày phải chọc vào Tần đại sư, lần này đừng bảo là tao, cho dù là gì mày thì chắc cũng không bảo vệ được cho mày.
Ngô Hoài Nhân đứng dậy, chạy đến bên Lôi Hồng, mặt mày âm u nói. Chị Hồng, em là Hoài Nhân đây. Dì em bảo chị đến phải không, là anh ta, chị đánh chết anh ta cho em, bao nhiêu tiền cũng được, mau lên, chị mau đánh chết anh ta cho em đi chị Hồng. Nhất định là tên này gây sự trước, chứ người bình thường ai lại đắc tội Tần đại sư chứ. Lôi Hồng nhíu mày, bùn nhão chết không nổi tường, đây đúng là câu nói chuẩn xác miêu tả Ngô Hoài Nhân mà. Ngô Hoài Nhân gào thét nói, bị Tần Lâm đánh đến mức này, mối thù này nhất định phải trả. Lôi Hồng, anh biết không, chị Hồng là chị đại tỉnh lỵ chúng tôi đây, anh dám gây sự ở địa bàn của chị Hồng, anh muốn chết phải không? Ha ha ha, hôm nay ở đây không ai cứu nổi anh đâu. Ngô Hoài Nhân cười khẩy. Muốn đấu với tôi, anh còn non lắm, thằng nhãi. Mộc Đình Đình nghẹo miệng nói, trong lòng đầy lửa giận, lúc này chị đại tỉnh lỵ đến rồi, chị Hồng đang ở đây, không ai cứu nổi Tần Lâm đâu. Tần Lâm, bây giờ anh phải biết anh đáng thương đến mức nào, dám đấu với Ngô Thiếu Gia, anh xứng chắc. Ngô Thiếu Gia, giết anh ta đi. Mộc Tâm Lan rõ ràng biết Lôi Hồng, lúc trước Lôi Hồng còn giúp Tần Lâm giải quyết một số việc, xe cũng do Lôi Hồng đưa, Lôi Hồng vô cùng kính trọng Tần Lâm. Bây giờ mấy người này lại tìm Lôi Hồng đến đối phó với Tần Lâm, muốn chết à? Chỉ là Mộc Tâm Lan không ngờ, người phụ nữ tên Lôi Hồng này lại đáng sợ đến thế. Một người phụ nữ mà có thể thành bà trùm của tỉnh lỵ, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ Mộc Tâm Lan sợ Tần Lâm sẽ giết chết Mộc Đình Đình. Em đừng nói nữa Đình Đình. Mộc Đình Đình cười nói. Bây giờ biết hối hận rồi hả? Mộc Tâm Lan, tôi khinh. Muộn rồi, hai người phải chết, chị Hồng không dễ đây đâu, Ngô Thiếu Gia cũng không phải loại mà mấy người có thể khua tay múa chân được. Chị Hồng, lên đi chị, giết anh ta đi, em sẽ đưa chị tiền. 5 triệu có đủ không? 10 triệu cũng được, nhưng hôm nay chị phải giết anh ta. Ngô Hoài Nhân hung hăng gào thét, khiến Lôi Hồng có hơi trầm mặc, mày biết mình đắc tội ai không? Bây giờ lại còn ở đây kiêu ngạo, gì của mày sao nuôi được một thằng phế vật như mày nhỉ? Cô ấy chắc buồn và hối hận lắm đây, đúng là cái loại suốt ngày rước họa vào thân. Lôi Hồng cười khẩy nhìn Ngô Hoài Nhân. Bao nhiêu tiền, ha ha, bao nhiêu tiền cũng không mua được cái mạng của mày đâu. Ngô Hoài Nhân sững sờ, có hơi không hiểu. Chị hiểu nhầm rồi chị Hồng, mua mạng anh ta, giết anh ta. Bốp! Lôi Hồng trở tay tát vào mặt Ngô Hoài Nhân, Ngô Hoài Nhân bị đánh đến mức sững sờ. Lôi Hồng tiếp tục tiến lên, khiêm nhường nói. Tần đại sư, xin lỗi, khiến cậu sợ rồi. Thời khắc này, mặt Ngô Hoài Nhân xám như tro tàn. Tần đại sư! Mộc Đình Đình và Ngô Hoài Nhân không hẹn mà cùng nói ra. Bọn họ không biết Tần Lâm là ai, cũng không biết Tần Đại Sư có lai lịch thế nào, nhưng bọn họ biết rõ, thái độ của Lôi Hồng với Tần Lâm quá tốt, thái độ khác 180 độ khi đối xử với họ. Cái tát này khiến cho Ngô Hoài Nhân toát mồ hôi hột, người mà gì tìm đáng nhẽ phải giúp anh ta đánh người chứ. Mặt Ngô Hoài Nhân tái mét. Chị Hồng, cái này. Lôi Hồng khinh thường nói. Đừng gọi tao là chị Hồng, tao không chịu nổi đâu, mày đắc tội Tần Đại Sư. Bây giờ còn muốn giữ mạng à, tao khuyên mày tự cầu nguyện cho mình đi. Chị Hồng, chị phải cứu em. Ngô Hoài Nhân lòng xám như cho, bây giờ anh ta đã không còn bất kỳ đường lui nữa rồi, chị Hồng kính nể Tần Lâm như vậy, chẳng phải mình chết chắc rồi sao? Lôi Hồng hỏi nhỏ, Tần Đại Sư, cậu xem nên, xử lý thế nào? Tần Lâm lạnh lùng nói, bảo gì anh ta đến đây đi. Oan có đầu nợ có chủ, tôi muốn xem. Ai dạy ra được loại rác rưởi thế này? Lôi Hồng nói, cầm điện thoại lên, gọi điện. Được, để tôi gọi điện cho dì cậu ta. Lôi Hồng nói xong liền cúp máy. Cháu ngoại cô đắc tội phải người không nên đắc tội rồi, tôi không dây được đâu, cô đến đây một chuyến đi. Người ở đây không ai dám lên tiếng, ngay cả Lôi Hồng cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh Tần Lâm, không dám động đậy, yên lặng chờ đợi. Mộc Đình Đình lúc này đang quỳ dưới đất chờ chết. Cô ta chỉ là nhân vật phụ, bây giờ sắp lên máy chém rồi, ngay cả Ngô Thiếu Gia cũng phải chịu chết nữa là cô ta. Trong phòng riêng, bầu không khí trở nên lạnh ngắt, mặc dù có 50-60 người nhưng không ai dám thở mạnh mạnh. Tần Lâm rót 2 ly rượu, một ly đưa cho Lôi Hồng, một ly đưa cho Mộc Tâm Lan. Mộc Tâm Lan cũng khiếp sợ, thực lực của anh Tần mạnh đến thế sao, vậy mà anh khiêm tốn đến vậy, không để lộ ra chút nào, nhưng ai muốn chọc giận anh thì anh sẽ khiến người ta đẹp mặt. Lôi Hồng bưng ly rượu, không uống,
Tần Lâm và Mộc Tâm Lan chậm rãi uống rượu. Ở chỗ này, mọi người như đang ngồi trên bàn trông, đặc biệt là Mộc Đình Đình và Ngô Hoài Nhân, một ngày như bằng trăm năm. Từng phút từng giây trôi qua, chưa đến 15 phút sau, cửa phòng riêng cuối cùng cũng mở ra, lúc này Ngô Hoài Nhân như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần dì mình ở đây, anh ta vẫn còn chỗ dựa, cho dù trời sập thì dì vẫn chống cho anh ta. Sao vậy, chị Hồng, cái này? Người đến mặc một chiếc váy đỏ, ung dung nho nhã, mặt ửng đỏ, trông rất xinh đẹp, tràn đầy khí thế của người bề trên. Người phụ nữ này khiến Mộc Tâm Lan tự thấy hổ thẹn, đây mới là người phụ nữ thực sự, có hương vị của phụ nữ, thực lực khí thế ngang trời. Tần Lâm hơi sửng sốt, anh không thể nào ngờ, người tới là Hồ Gia Hân. Anh ta là cháu ngoại của cô. Chủ tịch của tập đoàn Hồ Thị là bà Hoàng Trang Sức Hồ Gia Hân. Hồ Gia Hân cười khổ, buồn bực trong lòng, thằng khốn này, sao lại dây vào Tần Lâm chứ, muốn chết à? Tần Đại Sư, có duyên thật. Lôi Hồng cũng hơi giật mình, Hồ Gia Hân quen Tần Đại Sư sao, thế thì dễ giải quyết rồi, nếu không mình mà bị kẹp ở giữa thì khó xử lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.